Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 271. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, vậy vào giờ khắc này cháy, hắn một kích mạnh nhất, coi như là nửa bước thái chân cảnh cao thủ tới, đều phải bị một quyền trong nháy mắt giết. Vù vù. Một tôn nguy nga khoáng đạt, vô cùng to lớn hư ảnh, cũng là từ Diệp Thần sau lưng nổi lên. Đó là đã từng luân hồi chi chủ bóng người. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như hóa thân luân hồi chi chủ, hung hăng một quyền đánh phía Huyền Cơ Nguyệt. Lúc này, là luân hồi chi chủ cùng vận mệnh chi chủ chiến tranh. Là cách một đời sau lần nữa giao phong. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, đời trước ta có thể giết ngươi, cái này nhất thế, vậy nhất định sẽ giết ngươi. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù từ vậy một tôn luân hồi chi chủ bóng người trên, nàng cảm nhận được liền kinh khủng trưởng thành tiềm lực, nhưng là, lúc này Diệp Thần muốn bằng vào như vậy trình độ tới tiêu diệt mình. Nằm mộng ban ngày, luân hồi tinh diễm, cho ta trấn áp. Từng luồng màu trắng đậm lửa cháy mạnh, từ thần La Thiên trên thân kiếm nổ lên, Huyền Cơ Nguyệt đem luân hồi tinh diễm, toàn bộ bơm vào đến trong thân kiếm đi, tự thân ý chí võ đạo, vậy hoàn toàn dung nhập vào. Oanh! Đúng thanh kiếm, như núi lửa bộc phát vậy, tinh diễm năng lượng bùng nổ tới cực điểm, hừng hực cháy, không ngừng nướng không gian, đúng phiến vực sâu không gian không ngừng vặn vẹo. Hạ một sát, Huyền Cơ Nguyệt khua kiếm chém về phía Diệp Thần, ý chí võ đạo cùng luân hồi tinh diễm, dung hợp thiên kiếm mũi nhọn, thần uy cuồn cuộn, đơn giản là muốn nghiền ép hết thảy. Đôi lôi đối trận, vận mệnh chi chủ cùng luân hồi chi chủ lao nhanh thế, mơ hồ có địa vị ngang nhau dáng điệu. Hạ Nhược Tuyết tim nhưng là hung hãn níu chung một chỗ, Huyền Cơ Nguyệt thực lực, so với trước đó, càng cường hãn. Diệp Thần giơ tay lên lau chùi rớt mới vừa một kích này dưới bị cắn trả, hơi thở dưới, còn ở mơ hồ máu tươi chảy, chứng minh hắn lúc này cũng không thoải mái. Dẫu sao hắn và Huyền Cơ Nguyệt cảnh giới chênh lệch quá xa. Không thể nương tay. Đã như vậy, cũng nên vận dụng vậy đạo lá bài tẩy. Dù là hắn hiện tại cũng không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Luân hồi cửu thế sách. Diệp Thần thân thể bay lên, xanh màu vàng hai cái cự long, đã chiếm cứ ở hắn trên mình. Đầu rồng ngẩng đầu nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Huyền Cơ Nguyệt, giống như năm đó luân hồi chi chủ vậy, uy áp hiện ra hết. Đệ nhất thế, sinh linh vạn vật tái. Đệ nhị thế, minh đỉnh tuế trần giới. Đệ tam thế, loạn táng hoạt anh hào. Đệ tứ thế, hải vực tồn tường long. Đệ ngũ thế, thần minh khiếu cửu thiên. Đệ lục thế, hoa gian hệ thương minh. Đệ thất thế, quỷ trung khán thần ham. Đệ bát thế, phong cốt thiên niên trường. Đệ cửu thế, luân hồi tham cửu tiêu. Diệp Thần mở miệng ngâm sướng, phát ra mãi mãi, bi thương, trang nghiêm luân hồi thiên âm. Mỗi một đời, đối với hắn mà nói, cũng có một phe cỡ nhỏ thế giới lên tiếng đáp lại mà hiện. Mãi mãi trùng điệp luân hồi hơi thở, bể dâu thê lương tiêu điều, kim lam song long chí tôn cực kỳ luân hồi lực, trùng điệp ở mỗi một tiếng triện hát bên trong. Cái này cửu thế công pháp, giống như là trải qua cửu thế bể dâu, thần ma tiên quỷ người xúc vật, cũng chẳng qua là vậy cửu thế mênh mông biển cả một viên bắp. Ở nơi này minh nguyệt quy tắc bí cảnh, nhất thế lại một đời luân hồi thế giới nhỏ, thậm chí có thể thấy một phe này phương thế giới bên trong, vậy từng cái người sống sờ sờ, ở trong thế giới này sinh tồn. Những thứ này luân hồi thế giới nhỏ một tầng giống như chùm ánh sáng như nhau, bao phủ ở Huyền Cơ Nguyệt trên đỉnh đầu. Xanh màu vàng kim cự long, di động ở một phe này phương thế giới bên trong, vậy cường hãn hơi thở dạo chơi lên, cậy mạnh mà cường ngạnh luân hồi lực, toàn bộ nghiêng xây xuống. Vận mệnh trời nổi giận, phục thi hàng tỷ. 10 tỷ sinh linh, toàn bộ hiến tế. Thần La Thiên Kiếm, uy đoạn vạn cổ. Từng luồng số mệnh ánh sáng tím. Từ Huyền Cơ Nguyệt trên mình nổ lên, thẳng ngất trời khung, xuyên qua tầng tầng minh nguyệt bí cảnh, thậm chí phóng xạ đến chư thiên vạn giới. Ở nơi này trong minh nguyệt bí cảnh, tất cả minh nguyệt nguyên lực, lúc này toàn bộ bị số mệnh ánh sáng tím bao phủ ở, từng cái cảm thụ minh nguyệt nguyên lực tiến hóa sống sờ sờ dị thú, tựa như cảm nhận được vận mệnh cảm cho đòi, thân thể tựa như tuyết động vậy, hòa tan ở số mệnh ánh sáng tím bên trong, biến thành từng luồng máu tươi. Vô số dị thú máu tươi từ minh nguyệt bí cảnh bạo dũng ra, bơm vào đến Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên trên thân kiếm. Đúng cầm thần La Thiên kiếm, hấp thu chư thiên sinh linh khí huyết, nhất thời toát ra vô cùng thần quang, mũi nhọn lộ ra, như muốn uy đoạn vạn cổ. Thần La Thiên kiếm mũi nhọn,
ung ung tách thả ra, trên bầu trời một phiến phiến vực sâu, bị hoàn toàn nghiền nát, mơ hồ có thể thấy thiên nhân vực khí tượng, hiện lên ở trên 9 tầng trời. Một kiếm này, mang chư thiên sinh linh kêu gào, bi thương, bể dâu, bá đạo, mũi nhọn như điện, như muốn tiêu diệt vạn giới, chém thẳng Diệp Thần. Luân hồi cửu thế sách hai cái kinh thế cự long cùng huyền cơ nguyệt thần la thiên kiếm đụng vào nhau. Kinh thiên địa khóc quỷ thần cuồng bạo lực, đem Hạ Nhược Tuyết và Từ Ân Thánh mẫu cuốn bay ra. Diệp Thần trong tay sát kiếm cái hiện ra, hoành đương ở lồng ngực trước, miễn cưỡng chặn lại thế công, nhưng trong mắt hắn, khóe miệng đều là máu tươi. Dưới mắt dù là cực hạn lá bài tẩy, cũng không cách nào chống lại huyền cơ nguyệt. Huyền cơ nguyệt quả thật nếu so với trước kia càng cường hãn, Diệp Thần lúc này đã đem lá bài tẩy toàn bộ dùng hết, nhưng vẫn không có đem huyền cơ nguyệt đánh chết. Lúc này trong lòng nhưng là càng ngày càng nhanh nóng nảy, lục đạo luân hồi huyết mạch cháy lực đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc. Nếu như không thể ở nơi này lục đạo luân hồi huyết mạch cháy lúc cứu ra Hạ Nhược Tuyết, như vậy, lần này liền nguy cơ trùng trùng. Nếu như tiểu hoàng có thể tỉnh, bằng vào hai con ngươi ác mộng cường hãn có thể so với đế thích thiên tâm ma lớn thể, nhất định có thể hóa giải lúc này nguy cục đi. Nguy rồi. Hạ Nhược Tuyết trong lòng quính lên, đã một bước bước ra, muốn ngăn ở Diệp Thần trước người. Làm sao? Từ Ân Thánh mẫu lúc này thu hồi nhìn chăm chú chiến cuộc hai tròng mắt, nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết rõ vẻ mặt có chút nghi vấn. Sư phụ, ngài có chỗ không biết, lấy Diệp Thần lúc này thân thể khả năng, thì không cách nào một mực cháy luân hồi huyết mạch lực. Hạ Nhược Tuyết ấn đường cơ hồ muốn vặn chung một chỗ. Mà lúc này Từ Ân Thánh mẫu trong lòng kích động vạn phần, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, cái đó nàng coi là con kiến hôi Diệp Thần, lại có thể cùng huyền cơ nguyệt bên tám lạng, người nửa cân. Cái đó nàng uy hiếp qua con kiến hôi. Cái đó nàng xem thường con kiến hôi. Hắn lại như vậy mạnh mẽ sao? Cho nên, cho tới nay thật sự là nàng thành kiến sao? Minh Nguyệt Từ Ân Thánh mẫu nhìn trao mày Hạ Nhược Tuyết, biết mình bảo bối này học trò, là thật cầm Diệp Thần tánh mạng nhìn so mình còn trọng yếu hơn, mà vậy Diệp Thần, chỉ sợ cũng là. Cái này giữa hai người nhân quả, lại như vậy sâu nặng. Ai? Từ Ân Thánh mẫu thật sâu thở dài, ngồi xếp bằng ngồi dậy, mang cuồn cuộn Minh Nguyệt nguyên khí, điểm ở huyết mạch của mình bên trên. Nhược Tuyết, ngươi nghe ta nói. Hạ Nhược Tuyết thức hải bên trong, vang lên lần nữa Minh Nguyệt Từ Ân Thánh mẫu thanh âm. Diệp Thần lực lượng và khí tức đã dần dần yếu xuống, có thể rất nhanh liền phải biến mất, hắn một khi mất đi gia trì, đem sẽ rơi vào cực kỳ yếu ớt trạng thái, khi đó, chúng ta ai cũng không trốn thoát. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Nhược Tuyết khẩn trương hỏi, vô luận như thế nào, Diệp Thần đều không thể mất mạng ở chỗ này. Ta sẽ lấy tự bạo làm giá, tạm thời trì hoãn ở huyền cơ nguyệt. Ngươi đến lúc đó nhất định phải toàn lực tập kích bất ngờ, mang Diệp Thần rời đi nơi này. Sư phụ! Hạ Nhược Tuyết quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng Từ Ân Thánh mẫu. Lúc này đầu nàng phát lại đã từ màu bạc, biến hóa thành màu đen, hiển nhiên cháy huyết mạch trận pháp, nàng đã sớm thi triển ra. Khô vinh lưu chuyển, âm vô cùng chuyển thịnh. Từ Ân Thánh mẫu dung mạo lúc này đã hoàn toàn biến thành lúc còn trẻ dung mạo, một cái nhăn mày một tiếng cười tới giữa, đã hiện ra hết năm đó phong hoa. Từ Ân Thánh mẫu, ngươi lại muốn tự bạo à? Huyền cơ nguyệt ở nơi này tiếp liền toàn lực chống đỡ sau đó, gò má vậy trở nên có chút trắng bệch, thấy Từ Ân Thánh mẫu hôm nay hình dáng, nhưng toát ra một chút giễu cợt. Diệp Thần, ta là ta trước khi thành kiến, hướng ngươi nói xin lỗi. Từ Ân Thánh mẫu chăm chỉ nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thần, trong ánh mắt đều là buồn bã vẻ. Tiền bối, ngài. Diệp Thần kích hoạt huyết mạch lực lượng đã biến mất hầu như không còn, lúc này nghe được Từ Ân Thánh mẫu mà nói, nhưng vậy không khỏi sững sốt một chút. Hôm nay, ngươi dùng ngươi thực lực, nói cho ta là sai. Nhưng là, vậy mời ngươi thông cảm làm là sư phụ một phần thành tâm. Tiền bối, ta biết ngài cũng là vì Nhược Tuyết tốt. Diệp Thần có chút động dung nói. Được, đã như vậy, Nhược Tuyết hôm nay chuyện trọng yếu nhất chính là thành lập mình Minh Nguyệt quy luật, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng. Đây là tự nhiên. Diệp Thần gật đầu, coi như là Từ Ân Thánh mẫu không nói, Diệp Thần vậy sẽ toàn lực ứng phó, hắn người phụ nữ mình bảo vệ. Diệp Thần, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Nhược Tuyết. Dứt lời, Từ Ân Thánh mẫu bàn tay nhẹ nhàng đánh vào Diệp Thần sau lưng. Đem hắn đẩy về phía Hạ Nhược Tuyết. Đi.
Minh Nguyệt từ ân thánh mẫu quyết tuyệt nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, trong ánh mắt tất cả đều là an ủi. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi đối thủ là ta. Giờ khắc này, từ ân thánh mẫu trở lại sinh thuật pháp, tự bạo huyết mạch, ngắn ngủi trở lại cường thịnh nhất chói lọi năm tháng. Lúc này, từ ân thánh mẫu đã sớm không có thần trung mộ cổ suy bại hơi thở, cả người chiến ý nghiêm nghị, phong thái tuyệt thế. Cho dù lúc này nàng đối thủ là thượng giới nữ hoàng, đối mặt vậy giống như thiên người phụ nữ giống như thần, nàng không sợ hãi chút nào. Minh Nguyệt chiến ý. Từ ân thánh mẫu điên cuồng múa khởi thủ bên trong Minh Nguyệt nguyên kiếm, linh lực truyền bá, đạo vận dâng trào, theo nàng múa, trường kiếm ở giữa lực lượng, đang điên cuồng dâng lên. Huyền Cơ Nguyệt thấy một màn này, khóe miệng nhếch một cái cười nhạt. Không biết tự lượng sức mình. Một đạo cực kỳ cường hãn số mệnh tử vi quang, trực tiếp hướng từ ân thánh mẫu đi. Kiếm mang cùng tử vi bóng sáng va chạm, mênh mông vận mệnh lực đem vậy oánh oánh Minh Nguyệt nguyên thuật toàn bộ đánh tan. Đại khí vận trong người, ai cùng tranh phong. Sư phụ, màu tím hòa hợp tử vi thần quang sau đó, từ ân thánh mẫu nguyên bản oánh bạch đạo bào bên trên, đã dính vào phiến vết máu. Đi mau, từ ân thánh mẫu sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết ánh mắt nhưng bền bỉ cố chấp. Nhược Tuyết, Diệp Thần khẽ kéo Hạ Nhược Tuyết cánh tay, lúc này do dự, chỉ sẽ để cho Tử Ân Thánh Mẫu trắng trắng hy sinh. Sư phụ, Hạ Nhược Tuyết nước mắt đã tràn ngập gò má, cái này sống chung không hề dài lại để cho nàng vô cùng sùng kính sư phụ, vì bảo vệ nàng, chỉ như vậy mất mạng cùng thiên địa gian liền sao. Không kịp bi thương, nàng không thể phụ lòng sư phụ. Trốn. Trong đầu chỉ còn lại một chữ này. Hư không biến dạng, Hạ Nhược Tuyết kéo đã chi nhiều hơn Thu Diệp Thần, chui vào hư không lối đi bên trong. Từ ân thánh mẫu nhìn nàng hai người rời đi hình bóng, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Huyền Cơ Nguyệt, sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta Minh Nguyệt nguyên thuật cao nhất nặng mùi vị. Minh Nguyệt một thể, trăng sáng quấn tim chém. Từ ân thánh mẫu sau lưng Minh Nguyệt tinh hoa lật tràn ra. Ngưng tụ thành bốn chuôi một xích chiều rộng cự kiếm, mỗi một chuôi bên trên cự kiếm, cũng khắc một khối tràn đầy Minh Nguyệt hơi thở máu tươi ngọc thạch. Lúc này từ ân thánh mẫu, giống như một vị uy nghiêm Minh Nguyệt thần tôn, sau lưng bốn chuôi cự kiếm ở Minh Nguyệt nguyên thuật lưu chuyển dưới, thật nhanh xoay tròn, đem vô thượng Minh Nguyệt chi đạo choáng váng nhiễm ngưng tụ trong đó, lưu chuyển đồng thời, toàn bộ Minh Nguyệt bí cảnh sóng khí cũng theo đó múa. Theo Minh Nguyệt chân nguyên kịch liệt cuồn cuộn cháy. Toàn bộ trong Minh Nguyệt bí cảnh Minh Nguyệt thần uy càng ngày càng lớn mạnh. Chém. Tụ lại giống như chùm tia sáng vậy Minh Nguyệt cự kiếm, bốn chuôi đều xuất hiện, gào thét tới. Thần La Thiên kiếm bỗng nhiên bắn tán loạn ra kịch liệt ánh sáng mạnh, quấn vòng quanh mạnh mẽ tử vi số mệnh khí. Huyền Cơ Nguyệt ngón tay khúc cong, lau một cái luân hồi tinh diễm đã ngưng tụ ra. Màu u lam sáng bóng, giống như là loang lổ tinh không, toàn bộ tung hướng Thần La Thiên kiếm bên trong. Phá cho ta. Năm chuôi cự kiếm va chạm mãnh liệt ánh sáng, toàn bộ Minh Nguyệt bí cảnh rung động không dứt. Mà lúc này, Tử Ân Thánh Mẫu hóa thân là kiếm, bóng người hư không mà nhọn, giống như bay thì vậy, che giấu ở to lớn kia ánh sáng dưới, không giữ lại chút nào đâm về phía Huyền Cơ Nguyệt. Đây mới là nàng tự bạo mạnh nhất sát chiêu. Phốc. Huyền Cơ Nguyệt nhưng cũng ở thời gian đầu tiên phát hiện cái này núp ở to lớn phá sập sau tự bạo kiếm. Nhưng là, trễ. Hóa thân là kiếm Tử Ân Thánh Mẫu, phụ vô hạn kinh khủng Minh Nguyệt kiếm, đâm xuyên qua Huyền Cơ Nguyệt bụng. Ha ha ha, Huyền Cơ Nguyệt, người cũng không quá như vậy. Lợi kiếm xuyên qua Huyền Cơ Nguyệt thân thể, Tử Ân Thánh Mẫu hư ảnh vậy chậm rãi tiêu tán ở trong bí cảnh. Huyền Cơ Nguyệt máu tươi từ khóe miệng rỉ ra, có chút không thể tưởng tượng nổi cúi đầu xem hướng bụng của mình, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, cả người linh khí hơi chập chờn. Tự bảo, ha ha, muốn chạy không như vậy dễ dàng. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp lóe lên, không ngừng tính toán cái gì. Bổn tôn thống ngự bát phương, uy sắp hết thảy, muốn chạy ra khỏi bổn tôn bàn tay. Nằm mộng ban ngày. Huyền Cơ Nguyệt gương mặt uy nghiêm, cực hạn khí vận đang chậm chạp uẩn dưỡng trước nàng thương thế, Thần La Thiên kiếm nhưng lấy cực kỳ cường hãn uy năng, trực tiếp phá vỡ toàn bộ Minh Nguyệt bí cảnh thành lũy. Hoàng Nhật Đế hồn, nữ hoàng lệnh ra, tán. Vô số tử vi số mệnh bùa chú, từ vậy phá vỡ thành lũy sông ra. Kéo dài đế hoàng minh trung vang lên, trên hư không xuất hiện sáng lạng nhiều màu mây tím đám mây, một khối số mệnh bùa chú từ bên trong qua lại ra.
Nữ hoàng lệnh. Thiên Tàm nương nương nhìn cái này chân trời dị tượng, Tú Mục nhíu một cái, ngón tay hư không nắm chặt, vậy số mệnh bùa chú đã bị nàng cầm ở trong tay. Luân hồi chi chủ và tội nữ Hạ Nhược Tuyết người bị thương nặng, quần khởi mà giết liền. Như có như không nụ cười nổi lên Thiên Tàm nương nương khóe miệng, luân hồi chi chủ, lần này, ta đây muốn xem, người có thể trốn đi nơi nào. Thánh Thiên Phủ trên dưới nghe lệnh, toàn lực theo dõi luân hồi chi chủ và Hạ Nhược Tuyết. Nương nương, Thánh Vương bên kia. Hừ, không cần gạt, sự tỷ ta giống trống lớn như vậy tuyên bố nữ hoàng lệnh, coi như hắn phải đi cứu, cũng phải ước lượng một tí nhân quả. Thiên Tàm nương nương nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Thánh Thiên Phủ vậy một tòa càng cung điện nguy nga, lần này, nàng cùng trượng phu nàng, liền xem là ai được đền bù mong muốn đi. Cùng lúc đó, Minh Long thần điện. Phụ thân, Vũ Văn Cơ cắn răng nghiến lợi, ánh mắt lãnh khốc, trên mình phát ra một loạt Minh Long khí tức. Đây là một lần hành động giết Diệp Thần tốt cơ hội à? Vũ Văn Thái nhưng cân nhắc nhìn trong tay số mệnh bùa chú, chậm chạp không nói gì. Phụ thân, cơ hội không thể mất à? Lần trước cướp thân thù, Diệp Thần chẳng những làm dối hắn hôn lễ, để cho hắn ở rất nhiều tân khách trước mặt mất thể diện, hơn nữa, để cho Minh Long thần điện hao tổn hơn nửa, thù này oán không đội trời chung. Phụ thân, một đạo dị thường ôn hòa giọng nữ, từ ngoài điện đi vào, nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra, cô gái này chính là hắn ngày đó cứu Long tộc thiếu nữ Tiểu Noãn. Tiểu Noãn, ngươi làm sao tới? Vũ Văn Thái nhìn về phía Tiểu Noãn, trong ánh mắt tràn đầy hiền hòa cùng cưng chiều, đây là hắn nữ nhi duy nhất, cũng là để cho hắn nhất là bận tâm con gái. Nếu là nữ hoàng đại nhân mật lệnh, như vậy, phụ thân, sẽ để cho ca ca đi đi. Tiểu Noãn mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt tất cả đều là con gái nhỏ vậy ngây thơ, nhưng là chuyển hướng Vũ Văn Cơ một khắc kia, nhưng bỗng nhiên đổi được dữ tợn mà lạnh như băng. Hy vọng, ca ca sẽ không lại để cho phụ thân thất vọng mới phải. Vũ Văn Cơ nhìn Tiểu Noãn, là khinh thường là oán phẫn, thậm chí còn có vậy nồng đậm chê. Được, nếu Tiểu Noãn nói như vậy, ngươi lại đi một chuyến đi, nhất định phải đánh chết Diệp Thần. Vũ Văn Cơ ngay tức thì hóa thân cự long, móng bên trong nhảy ra một khối đại ấn, Minh Long cường giả, cùng ta đánh chết Diệp Thần. Phụ thân, ngài là đang lo lắng cái gì? Tiểu Noãn mảnh khảnh bàn tay, từ từ kèm thêm Vũ Văn Thái bả vai, nhẹ nhàng mềm mềm đè ép đứng lên. Chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy, hơn nữa, Diệp Thần có thái thượng vị kia che chở, chỉ sợ ca ca ngươi. Thái thượng ra tay là bởi vì là ngài không nói quy củ, vận dụng vốn không nên ở thiên nhân vực xuất hiện lực lượng, mà hiện tại, thiên nhân vực nội bộ chém giết, bọn họ tuyệt sẽ không xuất thủ. Tiểu Noãn mềm mại thanh âm cơ hồ là sát Vũ Văn Thái tai oa nói, giống như lời nguyền như nhau, dòng nước chảy vào Vũ Văn Thái tâm thần bên trong. Thấp nghi tới giữa, quyến rũ hiện ra hết, Tiểu Noãn khẽ ngẩng đầu, nhìn Vũ Văn Cơ rời đi phương hướng, Diệp Thần, lần này, người có thể thành công sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, Diệp Thần trạng thái cũng không tốt. Luân hồi huyết mạch và huyền yêu huyết mạch quá độ cháy, để cho Diệp Thần chi nhiều hơn thu vô cùng là nghiêm trọng. Trình độ cao nhất khí vận huyền cơ nguyệt nhưng nếu so với trước kia còn muốn khó đối phó hơn. Diệp Thần tái nhợt môi sắc, cho thấy hắn lúc này yếu ớt. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt tiêu trước quay đầu nhìn về phía đang bùng nổ ùng ùng nổ minh nguyệt bí cảnh. Bí cảnh phá hủy, sư phụ cũng mất, lòng nàng đầu tràn đầy bi thương. Nhưng lúc này tuyệt đối không phải nổi giận thương tâm thời điểm, Diệp Thần còn không có thoát khỏi nguy hiểm, nàng nhất định phải cầm Diệp Thần mang tới nơi an toàn. Minh Nguyệt nguyên khí, giúp ta. Ung ung Minh Nguyệt minh mông khí, tràn ngập ở Hạ Nhược Tuyết dưới chân, ngự gió mà lao vùn vụt tốc độ lại là có thể so với tinh túc. Người nào, cho ta cút ra đây. Hạ Nhược Tuyết trong tay Minh Nguyệt nguyên kiếm tụ hợp mà thành, hướng hư không kẽ nứt bên trong đột nhiên chém tới. Nhược Tuyết. Diệp Thần hơi thở cực kỳ suy yếu, lúc này nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết ánh mắt, tràn đầy lo âu. Không có sao, có ta ở. Minh Nguyệt Nguyên chủ hơi thở, ùng ùng bạo tăng, thuần khiết không tì vết Minh Nguyệt thần quang, bao trùm ở Hạ Nhược Tuyết trên mình. Minh Nguyệt nữ thần nhìn bằng nửa con mắt thần quang, nhìn về phía vậy kẽ nứt ở giữa người. Ha ha ha, Diệp Thần, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thánh Thiên Phủ người cũng tới, làm sao? Phải cùng chúng ta Huyền Minh thần điện cướp người sao?
Nghe nói Minh Long thần điện thiếu chủ phu nhân đều bị Diệp thần đoạt đi, làm sao còn có mặt đi ra xấu hổ mất mặt à? Đế Huyên điện người cũng tới. Tâm ma chi chủ tiếng xấu rõ ràng, không nghĩ tới Đế Huyên điện người, lại vẫn có thể chẳng biết xấu hổ đi ra. Nói nhảm như thế nhiều làm gì, ta Đông Hoàng thiên điện thế tất yếu chém chết Diệp thần. Đúng, không sai, ngày hôm nay, sẽ để cho cái này cái gọi là mạnh nhất yêu nghiệt hoàn toàn chết. Từng cái đối nghịch các cường giả gầm to, mặc dù lẫn nhau tới giữa thế lực tới giữa không hề hòa hợp, nhưng cuối cùng nhưng bởi vì là một cái tên hình thành một cái thanh âm. Chu diệt Diệp thần. Đây là bọn họ chen chúc mà đến mục đích. Từng chuôi lưỡi dao sắc bén, lóe lên sắc bén, tụy máu giống vậy sáng bóng quanh quẩn ở mỗi một vị cường giả lưỡi đao bên trên. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt tái mét, đây chính là Huyền Cơ Nguyệt không có đuổi theo tới nguyên nhân. Là bởi vì là nàng đã an bài nhiều như vậy hậu thủ. Nhược Tuyết, không phải sợ. Diệp thần khó khăn lắm ổn định thân hình, mặt mũi như thép, trong tay sát kiếm bên trên đạo ấn hơi thở lần nữa quanh quẩn lên. Diệp thần, cần gì phải mạnh trang cứng rắn chống đỡ? Vũ Văn Cơ châm chọc nói, nguyên bản đối với nữ hoàng mật lệnh, hắn còn có chút chần chờ, nhưng lúc này nhìn về phía Diệp thần, hôm nay chính là kết thúc cái này nhân quả thời cơ. Vũ Văn Cơ, Minh Long thần điện cung điện đúc lại sao? Còn có thời gian ra đi tìm cái chết. Diệp thần mím môi một cái, mạnh chống một hơi châm chọc nói. Phí lời gì, giết. Các cường giả tản ra nồng đậm khí tức giết hại, đối mặt Diệp thần, bọn họ từ đầu đến cuối không cách nào hết lấy xem nhẹ. Minh Nguyệt chi đạo. Sáng chói Minh Nguyệt thần quang trải liền Minh Nguyệt chi đạo, ở Diệp thần trước người nổ tung mà hiện. Một đóa đóa luân hồi tinh diễm màu u lam quang uẩn bọc trong đó, mà nhụy hoa kia trước khi đốm nhỏ tuyết châu, là vô cùng ngang ngược luân hồi huyết mạch. Luân hồi huyết mạch, nàng cũng có một chút. Bỏ mặc trả giá cao gì, nàng đều phải đem Diệp thần an toàn dẫn rời. Giết! Đen nhánh to lớn Minh Long móng, hung hãn móng hướng Hạ Nhược Tuyết và Diệp thần. Thánh thiên cố thủ trận. Từng đạo cường lực hoàng kim thần quang đất bằng phẳng lên. Ở toàn bộ hư không trong lối đi tạo thành một cái cũi. Hạ Nhược Tuyết tâm thần kích động, nắm chặt Diệp thần cánh tay. Minh Nguyệt nguyên thuật, lửa đốt nứt ra đại lộ. Bình bịch bịch, toàn bộ Minh Nguyệt chi đạo, phát ra kịch liệt rung động, để cho tất cả đứng ở phía trên thế lực các cường giả lay động thân hình. Mỗi một đóa luân hồi tinh diễm trung tâm, như bánh xe hồi huyết mạch tàn bạo luân hồi hơi thở bay lên. Ung ung. Luân hồi tinh diễm màu u lam vầng sáng giống như nở rộ phồn hoa, phá sập run rẩy. Toàn bộ hư không lối đi, ở nơi này to lớn bạo phá dưới ảnh hưởng, lại bị tấc tấc xé thành mảnh vỡ. Minh Nguyệt nguyên khí bọc lại Diệp thần và Hạ Nhược Tuyết, ở nơi này vô hạn rơi xuống bên trong, đưa vào mênh mông sương mù dày đặc bên trong. Muốn chạy trốn, Vũ Văn Cơ cười lạnh một tiếng, hình rồng lộn, đi theo bọn họ biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Trong không khí tràn ngập đào nhị hoa thơm, Minh Nguyệt nguyên khí đem Diệp thần và Hạ Nhược Tuyết dẫn tới một khối không biết khu vực. Tiên sương mù tùy ý lưu chuyển ở cái này ở giữa thiên địa, như có như không hoa thơm, tràn ngập ở hai người hơi thở tới giữa. Ở chỗ này, tựa hồ liền gió cũng đổi được ôn hòa đứng lên, lại cũng không có trước khi cường hãn cùng lẫm liệt. Thay vào đó nhưng là đầy trời xoay tròn hoa đào cánh hoa. Cánh hoa đóa đóa phiêu tán ở Minh Nguyệt nguyên khí bên trên. Lại không có bị nguyên khí nơi thước đoạt, mà là ở tiếp xúc tới nguyên khí trong nháy mắt, ngay tức thì chuyển hướng, giống như cái gì cũng không có chạm được như nhau, hướng ngược lại đi. Hạ Nhược Tuyết mặt lộ kinh ngạc, phải biết, nàng vì đối kháng những cái kia gào thét mà đến đối nghịch các cường giả, không có chút nào cất giữ, mỗi một tia Minh Nguyệt nguyên khí vừa bao hàm bảo vệ lực, lại tích chứa giết hại khả năng. Nhưng hoa đào này cánh hoa, hiển nhiên không phải là phàm vật. Không thể hết lấy xem nhẹ. Hạ Nhược Tuyết trong tay Minh Nguyệt kiếm ngưng tụ ra, phía sau có truy binh, phía trước khó lường, nhưng nàng lòng tin 10 phần. Nàng, là Diệp thần người phụ nữ. Là Minh Nguyệt nguyên chủ. Không có đường lui, không muốn lui về phía sau, vậy không bao giờ sau đó lui. Hạ Nhược Tuyết cắn răng, dứt khoát kiên quyết mang Diệp thần vọt vào cái này đào trong rừng. Mà ở bóng người bọn họ mới vừa biến mất ngay tức thì. Vậy một khối rừng đào giống như biến hóa bùa chú, vậy nguyên bản răng đầy cây đào, lại rời hình đổi ảnh biến đổi bố trí, lộ ra một khối rộng lớn bia đá. Phía trên bốn chữ đang lấp lánh rực rỡ, tựa hồ là có đại năng khắc trên đó, vọng mà làm người ta sinh sợ.
Muốn chạy, nằm mơ. Vũ Văn Cơ Minh thân rồng hình nhanh như tia chớp, thoáng qua tới giữa, đã đuổi theo Hạ Nhược Tuyết cùng Diệp Thần, đi tới cái này một phương thiên địa. Dừng lại. Ngay tại Vũ Văn Cơ dự định đi sâu vào trong đó lúc đó, sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo dị thường thanh âm nghiêm túc, lên tiếng ngăn lại Vũ Văn Cơ. Ngươi làm gì? Hai tên kia bọn họ tiến vào. Vũ Văn Cơ mặt mũi dữ tợn, một mặt tức giận nhìn cái này đến từ Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Liền muốn như vậy dễ dàng xông vào. Vũ Văn Cơ nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, ta quản hắn là nơi nào, ở nơi này toàn bộ thiên nhân vực, còn không có ta Vũ Văn Cơ không đi được địa phương. Cho dù là ngươi Đông Hoàng Thiên Điện. Vậy Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão cười nhạt liền liền, hừ, ta là sợ ngươi xông vào chết được quá nhanh, Minh Long Thần Điện đầu kia lão Long Bạch Phát người đưa tóc đen người. Xem ra ngươi là chán sống. Vũ Văn Cơ mắt xem đuổi kịp Diệp Thần, lúc này bị lão đầu này cắt đứt, đã sớm giận phát xung quan, càng nghe được hắn làm nhục phụ thân, hai móng đã tụ hợp ra từng cơn sấm sét, lại trực tiếp dự định đem ông già đánh đi ra ngoài. Nơi này là bảo vệ thiên tôn phủ. Phía sau truy đuổi tới đây thánh thiên phủ môn nhân, lúc này người dẫn đầu nhìn trên bia đá chữ to, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ lại truy đuổi đến nơi này. Toàn bộ thiên nhân vực lưu truyền liên quan tới bảo vệ thiên tôn phủ đủ loại truyền thuyết, nhưng nếu chúng ta chỉ như vậy đột nhiên bước vào, chính là khinh nhờn bảo vệ thiên tôn giả, nhất định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ chết. Vũ Văn Cơ lãnh ý nhìn một cái khác thế lực, hắn muốn giết Diệp Thần, quản hắn cái gì bảo vệ thiên tôn phủ, cũng không ngăn cản được hắn bước chân. Hừ, ngươi không sợ chết, ngươi xông vào xem. Ngươi tuổi trẻ chính là cuồng vọng tự lớn. Thánh Thiên Phủ và Đông Hoàng Thiên Điện cường giả hiển nhiên sợ hãi cái này bảo vệ thiên tôn phủ, lúc này cũng không có muốn hợp nhau tấn công ý. Nhìn về phía Vũ Văn Cơ vẻ mặt, bất ngờ chính là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Vũ Văn Cơ chính là khinh thường nhìn về phía bọn họ, cái này bức trời xanh sợ chết bọn chuột nhắt hình dáng, cũng dám ở thiên nhân vực được gọi là cường giả. Tiên sương mù bao phủ ở đúng phiến hoa đào thánh địa bên trên, sóng quyệt vân quỷ tiên sương mù dạo rực trong đó. Khi thì ngăn che ánh nắng thần ảnh, khi thì ngăn che đầy cây hoa đào ánh sáng nhạt. Một phiến tường hòa không khí ấm áp, chút nào không nhìn ra có bất kỳ sát chiêu ẩn núp trong đó. Chúng ta đi. Minh Long các cường giả quanh thân miếng vải che phủ một tầng đen thui như mực minh mông khí, Vũ Văn Cơ chính là không chút do dự nhấc chân tiến vào vậy bảo vệ thiên tôn phủ địa giới. Hô! Gió lốc lớn bỗng nhiên sôi trào lên, vậy vô số hoa đào hoa phiến. Ở nơi này tiên sương mù che giấu dưới, lại giống như dao găm nhận vậy, thẳng tắp xông về Vũ Văn Cơ. Đậm đà hoa đào mùi thơm tràn ngập trong đó, để cho người không nhịn được đắm chìm trong đó, mà tâm thần một khi bị hoa đào này mùi thơm làm cho mê hoặc, chỉ có thể cứng cỏng ở giữa không trung bên trong, mặc cho hoa đào dao găm nhận đem cắt nhỏ. Minh Long thần điện bên trong vậy tu vi đạo tâm không kiên định cường giả, tại sát na này, thức hải bên trong xuất hiện một bụi to lớn hoa đào cây. Rồi sau đó đúng con rồng hình chỉ như vậy rằng co. Xuy xuy xuy. Vô số hoa đào hoa phiến chỉ như vậy cắt kim loại vào cứng rắn miếng vải bên trên, máu rồng ngâm nhiễm ở giữa không trung bên trong, cho vậy béo mập hoa đào, mạ lên một tầng sát phạt mùi máu tanh. Lui. Vũ Văn Cơ thấy vậy, thần sắc ngưng trọng, quyết định thật nhanh, vung tay lên, tất cả Minh Long cường giả sau đó lui trở về bia đá ra. Mà vậy cái bị cánh hoa hao tổn Minh Long. Thức hải ý thức khôi phục lúc đó, đã là bỏ mạng lúc đó, nặng nề thân hình nặng nề nện ở hoa đào thánh địa bên trên. Dịu dàng nhỏ gió đem vô số tán rơi xuống đất hoa đào cánh hoa bao trùm ở trên. Thanh âm huyên náo vang lên, tại tất cả người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, vậy Minh Long thi thể biến mất, chỉ còn lại một vũng máu loãng. Đây là, bị coi thành chất dinh dưỡng. Thánh thiên phủ cường giả nuốt nuốt nước miếng một cái, bị phát sinh trước mắt sự việc kinh ngạc. Sắc mặt trắng bệch. Cái này không phải hoa đào trận, là đoạn mệnh dừng đi. Hai tên kia nếu là như thế tiến vào, có phải hay không cũng sớm đã chết. Vũ Văn Cơ không nói gì, ánh mắt hết sức nghiêm túc, hắn hai tay đã nắm thật chặt. Không có ai so hắn rõ ràng hơn cái này phiến trong rừng đào ẩn chứa vô tận sát ý, nhưng nếu không phải hắn kịp thời hạ lệnh đi vòng vèo, đối mặt thần hồn công kích và hoa đào dao găm nhận đồng thời công kích. Hiện tại chỉ sợ thủ hạ hắn đã còn dư lại không có mấy. Cái này bảo vệ thiên tôn phủ chẳng lẽ là muốn vi phạm nữ hoàng bệ hạ, cất giấu liền cái này Diệp Thần.
Coi như hắn muốn cất giấu, người có biện pháp gì? Chúng ta hiện tại vào cũng không vào được. Thế lực khắp nơi ngươi một câu ta một lời não mắng. Vậy chúng ta đám người này tụ ở chỗ này làm gì, xem hoa sao? Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão lúc này lại là đứng dậy, hướng tranh luận không nghỉ đám người, hơi mỉm cười nói, các vị không cần lo âu, ta Đông Hoàng Thiên Điện có phương pháp có thể tiến vào. Còn không nói mau, trễ nãi thời gian càng dài, Diệp Thần thương thế liền sẽ hơn một phần khôi phục, Vũ Văn Cơ một khắc cũng không muốn các loại. Ta Đông Hoàng Thiên Điện từng làm quen một vị cao nhân, hắn cùng bảo vệ Thiên Tôn Phủ từng có nhân quả dính, nếu là có thể mời tới hắn rời núi, nhất định có thể dẫn chúng ta tiến vào bảo vệ Thiên Tôn Phủ, để cho bọn họ giao ra Diệp Thần. Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão sau khi nói xong, dừng một chút, có ý ám chỉ nhìn về phía đám người thế lực, ta muốn mọi người lúc này tất nhiên không muốn ngồi chờ chết, nhưng là muốn mời được vị này đại năng, là phải bỏ ra giá cực lớn, không biết các vị. Đám người chố mắt nhìn nhau, bọn họ lúc này đối với xông vào cái này phiến rừng hoa đào không có bất kỳ nắm chắc nào, càng không muốn lúc này thả qua Diệp Thần. Ta Thánh Thiên Phủ Phụng Thiên Tàm Nương Nương mệnh lệnh, toàn lực đánh chết Diệp Thần, người lại nói, muốn như thế nào mới có thể mời được đại năng? Minh Long Thần Điện đâu? Minh Long Thiếu Chủ nói thế nào? Trưởng lão đối mặt Vũ Văn Cơ trước khi lỗ mãng vô lý, không chút nào để trong lòng, lúc này vẫn cười ý nhìn về phía hắn. Ngươi nói đi. Được, nếu hai vị sảng khoái như vậy, Thánh Thiên Quang Khe Suối Bàn và Minh Long Thương Minh Chảy, hơn nữa ta Đông Hoàng Vân Mộ Chung, ta muốn cũng có thể mời được vị cao nhân kia. Thiếu chủ, Minh Long Thần Điện cường giả nhìn về phía Vũ Văn Cơ, vậy Minh Long Thương Minh Chảy, đối với Minh Long Thần Điện mà nói, mặc dù không tính là chí bảo, nhưng cũng là cực kỳ khó được quý trọng quy luật thần khí, lúc này chỉ như vậy đưa đi, bọn họ ít nhiều có chút không cam lòng. Được, ta đáp ứng. Nhưng mà, Vũ Văn Cơ nhưng một hơi đáp ứng, ban đầu Diệp Thần cướp cưới lúc đó, bức bách phụ thân sử dụng đại trận, so với cái này Minh Long Thương Minh Chảy muốn quý giá gấp trăm ngàn lần, lúc này bất quá là chính là một khối quy luật thần khí, chỉ cần có thể lưu lại Diệp Thần mệnh, hắn sẽ không để ở trong lòng. Nếu Minh Long Thần Điện thiếu chủ rộng lượng như vậy, vậy ta Thánh Thiên Phủ cũng không thể quá mức hẹp hòi. Thánh Thiên Phủ cường giả trực tiếp sử dụng một khối Thánh Thiên Quang Khe Suối Bàn, từ từ lơ lửng ở trước mặt lão giả. Vậy ta lập tức đi ngay cung mời cao nhân. Tam phương thần khí nhưng nếu không phải ở nơi này chờ khẩn cấp giây phút, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không đưa ra. Kỳ chân dị bảo tốt được, nhưng so với thích hợp pháp khí, giá trị muốn xa nhỏ rất nhiều. Cái này tam phương pháp khí, 10 phần thích hợp các môn đệ tử sử dụng, nguyên chính là chân quý dị thường tồn tại. Không muốn biết có bao nhiêu cơ duyên mới có thể chế tạo ra một chuôi. Mấy hơi thở sau đó, hư không kẽ nứt từ từ tách ra, vậy thái chân cảnh Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão bóp nát một khối cổ ngọc, khó khăn lắm tìm được một khối thế giới bên trong. Biến dạng hư không sau lưng, lại có động thiên khác. Đào Lăng lão tổ, Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão Bạch Mộc cầu gặp. Rào rào. Vậy tê liệt trong hư không, chậm rãi lộ ra một cao chừng một người cửa động. Ông già Bạch Mộc nhanh chóng khuất thân tiến vào trong đó. Vậy phương trên thế giới, giống như vậy bảo vệ Thiên Tôn Phủ rừng đào vậy, hoa đào tùy ý lơ lửng, mà vậy Đào Lăng lão tổ đang nửa nằm ở một bụi to lớn cây đào dưới uống rượu. Chuyện gì? Đào Lăng lão tổ nhắm nửa con mắt, không chút nào ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mộc trưởng lão. Bạch Mộc nhưng là cung kính đứng ở đàng xa, đem sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần. Ngươi là muốn để cho ta đi giúp các ngươi cần người. Đào Lăng lão tổ lắc lắc vậy long lanh trong suốt bạch ngọc bầu rượu, cái này bảo vệ Thiên Tôn Phủ à, ta vậy không phải là không thể vào, chỉ là. Bạch Mộc hiển nhiên đã biết được đối phương muốn nói lại thôi, bàn tay thay đổi, tam phương thần khí đã xuất hiện ở trong đó. Thuộc hạ từng nghe các trưởng lão nói qua, ngài tựa hồ là cực kỳ yêu thích siêu tầm thần khí, cái này tam phương, chính là biếu lão nhân ra ngài. Đào Lăng lão tổ cười ha ha một tiếng, tay áo một vung, đã đem cái này tam phương thần khí bỏ vào trong túi. Mặc dù thần khí này có chút nhìn không thuận mắt, nhưng ta gần đây nhưng cũng vô cùng ít đi ra ngoài, lúc này có thể đi xem đám kia bạn cũ, cũng không sao. Bạch Mộc đại hỉ, đối phương đây là đáp ứng mình thỉnh cầu. Tam phương thần khí đối với hắn mà nói, quả nhiên cũng là vô cùng cái cám dỗ lực, chỉ cần đánh chết Diệp Thần,
như vậy hắn tự nhiên có biện pháp để cho các trưởng lão không truy cứu nữa hắn đưa ra Đông Hoàng Vân Mộ Chung. Cùng lúc đó, Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được hoa đào này trận pháp dần dần leo lên sát khí, trong bụng căng thẳng, vội vàng sử dụng Minh Nguyệt Chi Đạo, phòng ngừa đến từ lòng đất công kích. Nhưng theo luân hồi tinh diễm và luân hồi giọt máu xuất hiện, vậy nguyên bản sơ sát tiêu điều hoa đào trận, rốt cuộc lại từ từ đổi được yên lặng ôn hòa lại. Diệp Thần sau lưng bát quái lò luyện đan đã cái hiện, đang chậm rãi chữa trị hắn thương thế. Chỉ là chi nhiều hơn thu tạo thành huyết mạch hao tổn, cũng không phải là một sớm một chiều có thể khôi phục. Diệp Thần, có cổ quái. Hạ Nhược Tuyết mặt lộ ngưng trọng thần sắc, Minh Nguyệt Nguyên kiếm ngăn ở Diệp Thần bên người, mỗi đi một bước cũng ngắm nhìn bốn phía. Diệp Thần yếu ớt gật đầu một cái, trận pháp này rất hiếm lạ, nếu không, Vũ Văn Cơ bọn họ đã sớm đuổi vào. Mùi thơm có vấn đề. Hạ Nhược Tuyết một đường nghe vậy tầng tầng hoa đào mùi thơm, lúc này chỉ cảm thấy được thức hải bên trong, cũng có hoa đào mật ý tràn vào. Ừ, ở trong óc xây dậy đạo tâm bình phong che chở. Hoa đào này bền bỉ dị thường, không chút nào bị Minh Nguyệt nguyên lực gây thương tích. Ngươi không cần quá khẩn trương, chúng ta hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm, hoa đào này dừng cũng không có muốn tổn thương hại ý chúng ta. Diệp Thần hiển nhiên vậy chú ý tới rừng đào sát ý đã dần dần yếu bớt, trong bụng suy đoán, có lẽ là thiết lập trận pháp người, cùng Minh Nguyệt Nguyên chủ hoặc là Từ Ân Thánh Mẫu có cái gì sâu xa. Không, cẩn thận là hơn. Hạ Nhược Tuyết không để ý chút nào đạt tới mình tiêu hao, vẫn là thận trọng dò đường, mang Diệp Thần hướng chỗ sâu hơn đi tới. Diệp Thần nhìn Hạ Nhược Tuyết hình dáng, người phụ nữ mình, dùng hết toàn lực bảo vệ mình. Được người yêu như vậy. Biết đủ vậy. Hạ Nhược Tuyết nhận ra được Diệp Thần ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hắn lúc đó, trên mặt đỏ ửng chợt nổi lên, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Phụ nữ của ta nghĩ thế nào xem, liền làm sao xem? Diệp Thần lời còn chưa dứt, Hạ Nhược Tuyết diễn cảm đã đổi được thẹn thùng lẩm bẩm đứng lên, ngươi đừng không đứng đắn, nơi này còn không biết có nguy hiểm gì đây. Diệp Thần cũng biết lúc này cũng không phải là tán tỉnh thời điểm, nếu rừng đào là có chủ. Vậy bọn họ tất nhiên cũng có thể cùng chủ nhân này trong buổi họp một mặt. Phía trước là, Hạ Nhược Tuyết xuyên thấu qua vậy sóng quyệt vân quỷ tiên sương mù, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Con đường đi tới này, bọn họ gặp qua vô số hoa đào tiên cây, nhưng là không có một cây như trước mắt như vậy cao lớn mà sum xuê. Không phải một cây. Diệp Thần lắc đầu, xem có thể đạt được, bất ngờ có 10 cây chọc trời cây đào, đang toát ra lớn đóa hoa đào nhụy hoa. Mà vậy 10 cây đào cành lá sinh sôi tốt đan vào một chỗ, từ xa nhìn lại giống như là một gốc cây khổng lồ cổ thụ vậy. Chú ý! Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, dưới chân Minh Nguyệt Chi Đạo thần quang càng sáng chói, bao quanh hai người nhịp bước tiến tới. To lớn cây đào bên trên, tạo thành một cái lại một cái hoa đào bao gồm kén. Vậy từng tầng hoa đào cánh hoa, tản ra cao nhất mà sơ xác tiêu điều hoa đào tiên khí, mà mỗi một cái to lớn hoa đào trong kén. Cũng nửa nằm một vị ngủ say ông già. Dòng dã 10 vị ông già, trên mình đều là vô cùng là mềm mại màu trắng miên bào, trên đầu vậy đều mang màu trắng cái chụp đầu, đem sợi tóc toàn bộ tụ lại ở trong đó, hiển nhiên đang chìm đắm vào nhập đạo. Diệp Thần, bọn họ là... Hạ Nhược Tuyết nhìn cái này 10 vị tư thế ngủ cổ quái ông già, nghi ngờ trong lòng tràn đầy. Diệp Thần tỉnh rụi lắc đầu một cái, tỏ ý Hạ Nhược Tuyết vạn sự chú ý. Vậy trên cây lớn đào chi chập chờn rực rỡ, vô số đào chi thấp thoáng trước trên cây hoa đào kén, vậy hoa đào kén tựa hồ không có bị gió nhỏ ảnh hưởng, vẫn không nhúc nhích treo ở đào chi bên trên. Hạ Nhược Tuyết Minh Nguyệt Chi Đạo từ từ ngưng lại, tựa hồ lại cũng không cách nào tiến về trước một tấc. Thế nào, Diệp Thần cũng cảm thấy được lúc này tiến lên nhịp bước được cản trở. Bị chặn lại. Hạ Nhược Tuyết khẽ nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được vậy hoa đào nồng nặc mùi thơm lúc này hối tụ tập với nhau, hình thành chặn một cái trong suốt tường vô hình, chỉ như vậy ngăn trở Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết nhịp bước tiến tới. Là cái này 10 cây đào. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái này phong tư thướt tha đào chi, đang theo gió nhỏ nhẹ nhàng lững lờ. Sư phụ đã từng nói, là mùi thơm nõn nà vi bình, có thể trở thành vô cùng là bền bỉ bình phong che chở, bởi vì nó lại nữa chỉ là thần hồn công kích. Mà là hình thành thực thể hóa phòng ngự. Diệp Thần gật đầu, thử một chút dùng Minh Nguyệt Nguyên kiếm, xem có thể hay không phá vỡ tầng này phòng ngự. Hạ Nhược Tuyết người như Minh Nguyệt,
đôi mắt sáng chói như trăng sáng vậy sáng ngời. Hai tay tụ hợp ra vô hạn minh nguyệt nguyên khí, phụ ở minh nguyệt nguyên kiếm bên trên. Minh nguyệt kiếm chém. Chém ngang ở vô hình kia bình phong che chở bên trên. Ung ung. Vậy ánh sáng bình phong che chở phát ra ầm ầm rung động tiếng, đem toàn bộ hư không cũng liên quan một hồi đung đưa. Trên hư không nguyên bản bị tiên sương mù bao phủ rừng đào, lúc này cũng ở đây một kiếm oai hạ, chém ra một đạo kẽ nứt, vô hạn ánh nắng từ trong chiếu nghiêng xuống. Phá! Hạ Nhược Tuyết mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thần, lúc này bọn họ đối mặt vậy 10 vị ngủ say ông già, còn sót lại 10 bước xa. Diệp Thần gật đầu một cái, muốn so Hạ Nhược Tuyết trước một bước bước vào. Nhưng mà, trễ! Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên là biết Diệp Thần tâm tư, không chút do dự nào, đã cất bước về phía trước. Oanh! Từng cái hoa đào kén ngay tại Hạ Nhược Tuyết mũi chân rơi xuống đất trong nháy mắt, vỡ ra. Vô số hoa đào bóng sáng, giống như từng cái gió lốc lớn cuồng long, hướng Diệp Thần hai người gào thét tới. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, kéo lại Hạ Nhược Tuyết cánh tay, toàn bộ thân hình hạ phục, cực kỳ nguy hiểm tránh thoát cái này gió lốc lớn đào ảnh. Trên cây lớn hoa đào cánh hoa phiến phiến rơi xuống, hóa thân là nhọn chùy hình kiếm, lần nữa chiếm cứ thành chặn một cái kiếm tường, chắn Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết trước người. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản ngủ say 10 vị ông già, lại đã ngồi xếp bằng ngồi dậy. Hạ Nhược Tuyết không hề dự định lúc này dừng bước, trong tay Minh Nguyệt Nguyên kiếm, hóa là Minh Nguyệt Thuẫn tròn, ngăn ở nàng và Diệp Thần trước người, muốn tiến lên nữa một bước. Lui! Vậy 10 vị ông già đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt đều là giống như hoa đào giống vậy ửng đỏ mắt trắng, hàm chứa vô thượng uy áp. Chỉ là bị 10 vị ông già đồng thời để mắt tới, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết thức hải đã là sôi trào tựa như biển, đây là vô cùng là sắc bén thần hồn công kích. Dù là Diệp Thần thần hồn mạnh mẽ, hồn thể đổi thành dưới, cũng có chút không cách nào ngăn trở. Dẫu sao hắn bây giờ thương thế còn chưa khôi phục. Bị Huyền Cơ Nguyệt như vậy dưới trọng thương, hắn kinh khủng kia sinh mệnh lực tạm thời tới giữa cũng không khả năng lập tức khôi phục. Vô số đào hoa nguyên khí, ở nơi này thánh địa bên trên tụ hợp mà thành, toàn bộ đào trong rừng hoảng hoảng hốt hốt tới giữa, không khí sềnh sệt như thơm cao, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết chợt cảm thấy tay chân bị giam cầm, không cách nào tùy tiện nhúc nhích. Hoa đào này uy áp, giống như tiên nhân hạ xuống vậy nghiền ép ở Diệp Thần hai người trên thân hình, cuồng bạo tiên đào bóng sáng. Ở hai người trong óc điên cuồng qua lại. Phốc! Hạ Nhược Tuyết thức hải bị giới hạn, trong lòng Minh Nguyệt đạo tâm bỗng nhiên sôi trào, trong tay Minh Nguyệt Thuẫn tròn ầm ầm hóa là phấn vụn. Phốc! Không có Minh Nguyệt Thuẫn tròn bảo vệ, Diệp Thần vốn là bị thương thân thể có chút mơ hồ tăng thêm, trong miệng lần nữa văng tung tóe ra một đạo máu đỏ tươi. Diệp Thần! Hạ Nhược Tuyết căn bản không có để ý mình thương thế, mà là thời gian đầu tiên nâng Diệp Thần thân hình. Bước vào ta bảo vệ thiên tôn phủ người, chết. Phong phú mà thanh âm già nua, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Lại là vậy 10 vị ông già đồng thời lên tiếng. 10 tên ông lão thanh âm, khỏa mang vô thượng uy áp, cực kỳ cường ngạnh xuyên thấu qua Minh Nguyệt nguyên khí cách trở, như là sấm vậy, đánh vào Hạ Nhược Tuyết màng nhĩ bên trên. Hạ Nhược Tuyết bị này uy áp, sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Minh Nguyệt bí cảnh thực tập đã để cho nàng mệt mỏi hết sức. Vì mang Diệp Thần thoát khỏi nguy hiểm, lại là một đường cường hãn cứng rắn chống Minh Nguyệt chi đạo, trong cơ thể Minh Nguyệt nguyên khí cũng đã biến mất hầu như không còn. Diệp Thần trong lòng biết Hạ Nhược Tuyết không cách nào chịu đựng phần này uy áp, trong tay sát kiếm sử dụng, tiến lên một bước, chắn trước người của nàng. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết định đẩy ra Diệp Thần, nhưng là hắn nhưng giống như bàn thạch vậy, sừng sững ở phía trước, không nhúc nhích tí nào. Diệp Thần sắc mặt lại nữa lãnh đạm. Mà là tuyệt mạnh chiến ý. Ngươi đã bảo vệ ta rất lâu. Diệp Thần lắc đầu, thành tựu người đàn ông, ta vẫn là phải bảo vệ người phụ nữ mình. Hạ Nhược Tuyết gò má đỏ ửng, trong lòng biết Diệp Thần tâm tính, lúc này cũng không nói nhiều, chỉ là đem trong cơ thể còn sót lại linh lực toàn bộ cháy hóa là bảo vệ lực, bảo vệ ở Diệp Thần tim bên trên. Hai con kiến hôi, còn không lui xuống. Khí như sông dài, tiếng sâu thánh địa. Vậy 10 tên ông lão thanh âm lần nữa ngang ngược cường tập tới. Đầy trời đào chi giống như từng cây một xúc tu, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần tới. Vậy đào chi trên nhụy hoa, ở tiếp xúc tới Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết, tấc tấc vỡ ra. Nhụy hoa bạo liệt uy áp giống như là một đoàn đoàn hùng vĩ rộng lớn đợt khí, giống như đồ sộ quyền như nhau,
cuộn sạch hướng hai người. Diệp Thần mặt không đổi sắc, huyết mạch lực lần nữa bạo khởi. Luân hồi huyết mạch, mở. Trên thân hình huyết mạch lúc này đồng thời lóe lên khác thường chói lọi, thần quang bỗng nhiên đem tập kích tới đảo chi, văng tung tóe. Sau cùng một chút huyết mạch lực, để cho Diệp Thần lần nữa lấy luân hồi thần uy đem Hạ Nhược Tuyết hoàn hảo bảo vệ xuống. Nhưng là, hắn nhưng cũng lại không sức đánh một trận. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết từ phía sau bao bọc ở Diệp Thần hông, phòng ngừa hắn lúc này suy yếu trên đất. Cái gì? Vậy 10 tên ông già hai tròng mắt bên trong gỗ đào thần uy toàn bộ thu hồi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy giật mình. Là luân hồi huyết mạch lực. Không sai, là luân hồi lực. Chẳng lẽ hắn chính là đời này luân hồi chi chủ? Không nghĩ tới, cái này nhập đạo ngàn năm, nhân quả nhưng cũng là đã sớm mệnh định. Nguyên bản đầy trời xây đất hoa đào cánh hoa, lúc này đã toàn bộ trở lại vậy trên cây lớn, phảng phất từ tới không có rơi xuống vậy. 10 tên ông già cũng đã từ vậy hoa đào kén bên trong đứng lên, một bước cũng đã bước đến Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết trước người. Diệp Thần đã sớm nghe rõ bọn họ xì xào bàn tán, lúc này gặp bọn họ tới đây, sát kiếm hoành ngăn ở Hạ Nhược Tuyết trước người. Vãn bối sông lầm rừng đào, quấy dày tất cả vị tiền bối thanh tu, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần biết mình không có lựa chọn nào khác. Chậm đã, ngươi là đời này luân hồi chi chủ. Một vị trong đó ông già ánh mắt tiêu lửa đốt, khẳng định nhìn Diệp Thần. Ừ, Diệp Thần không giấu giếm chút nào, lúc này hắn cùng Hạ Nhược Tuyết như cùng đối phương cá trên thớt, cũng không có chỗ chống trả giá. 10 vị ông già liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt treo lên một chút nhân quả. Tốt, 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 ông già lại nói liên tục ba tốt, ngay sau đó 10 phần mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thần, mỗi vị ông già trên mặt cũng treo lên phát ra từ nội tâm vẻ vui thích. Hạ Nhược Tuyết rõ ràng đối với cái này hoàn toàn trái ngược thái độ có chút khó tin, gương mặt xinh đẹp treo lên một tầng nghi ngờ, cầm Diệp Thần bàn tay, mất tự nhiên khóa chặt. Tiền bối biết ta. Diệp Thần cũng bị đám này ông già thay đổi thái độ sợ kinh ngạc, nguyên bản còn tưởng rằng là muốn đuổi bọn họ. Đó là tự nhiên, chúng ta bảo vệ ở chỗ này vạn năm, vì chính là muốn chờ đợi ngươi. Chờ ta. Diệp Thần trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai. Chính là chờ ngươi. Phốc, còn chưa cùng Diệp Thần nói gì nữa, một búng máu tuyến lần nữa từ hắn trong miệng tung tóe ra. Ngươi bị thương. Các ông già hiển nhiên không có dự liệu được như vậy tình huống, một vị ông già dẫn đầu đưa tay, dò hướng Diệp Thần gân mạch. Bên trong cơ thể ngươi luân hồi huyết mạch cũng không hoàn toàn hồi phục, cũng đã chi nhiều hơn thu đến trình độ cao nhất. Trong cơ thể đáy lòng vậy được to lớn đụng, hình như hư thiết. Tiền bối. Hắn mới vừa cùng nữ hoàng bệ hạ Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận. Hạ Nhược Tuyết liền vội vàng giải thích nói. Vận mệnh chi chủ, không nghĩ tới luân hồi chi chủ và vận mệnh chi chủ, đây đối với nghiệt duyên nhân quả, lại trùng điệp đến nơi này nhất thế. Ông già thở dài, trong tay ngưng kết ra một quả màu hồng đan dược. Đây là hoa đào cất đan, có thể ngắn ngủi khôi phục thức hải huyết mạch, người hãy để cho hắn ăn vào. Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía Diệp Thần. Gặp hắn không có phản bác, liền đem đan dược đưa phục đến hắn trong miệng. Diệp Thần khí sắc cũng ở đây đan dược thấm nhuần dưới, chậm rãi nổi lên một tia huyết sắc, bất ngờ đan dược thần uy cùng tồn tại, đối với khôi phục huyết mạch có rõ rệt hiệu quả. Đa tạ các vị tiền bối. Diệp Thần dứt lời, có đan dược này thấm nhuần, hắn cũng có thể lần nữa thi triển bát quái thiên đan thuật, khôi phục thực lực bản thân. Cá chép ban phúc, khí vận thêm thân. Bát quái thiên đan thuật, sắc. Diệp Thần thanh quát một tiếng, thiên tiên cá chép sao vận chuyển, đầu ngón tay tiên quang chảo đãng, hóa thành từng cái cá chép, vờn quanh tự thân. Đồng thời, tam nguyên quá hồn đan vậy xuất hiện, trực tiếp bị hắn ăn vào. Làm xong hết thảy các thứ này, bát quái thiên đan thuật thả ra, từng luồng bát quái đan khí, bơm vào nhập trong cơ thể hắn. Ở trên trời tiên cá chép bồi bổ hạ, Diệp Thần biến mất hầu như không còn huyết mạch, một chút xíu hồi phục, cũng đạt được bát quái đan khí bồi bổ. Nhanh chóng khỏe lớn lên. 10 vị ông già cũng không có thúc giục Diệp Thần ý, mà lại yên tĩnh đứng tại chỗ, quan sát hắn, mặt mũi bên trong, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Hạ Nhược Tuyết chỉ là sắc mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, nàng so với ai khác đều hy vọng Diệp Thần tốt. Từng cái cá chép, mang ban phúc khí vận, bảo vệ ở Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần hơi thở lúc này đã khôi phục gần nửa, muốn trở lại đỉnh cấp,
cũng không phải là việc một sớm một chiều, Diệp Thần trong lòng hiểu rõ, vậy không có cưỡng cầu, mà là từ từ mở mắt ra. Đa tạ tất cả vị tiền bối, Diệp Thần chắp tay nói. Không nghĩ tới đời này luân hồi chi chủ, này vậy tuổi tác, cơ duyên đã như vậy sâu. Ông cụ đồ trắng cửa, nắm trong tay hoa đào trạng phù triện. Không biết tất cả vị tiền bối là, nhưng mà cái này rừng đào chủ nhân. Ha ha ha, rừng đào chủ nhân. Các vị ông già ngửa mặt lên trời cười to, ta là bảo vệ thiên tôn giả, nơi này, cũng không phải cái gì rừng đào, mà là ta bảo vệ thiên tôn phủ. 10 vị ông già thanh âm bừng bừng, mà ở trong một cái chớp mắt này, ánh sáng lưu chuyển. Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết bất ngờ phát hiện, bọn họ lúc này nơi nào là đứng ở cái gì đào trong rừng, nơi này rõ ràng chính là một khối to lớn thần điện. Bảo vệ thiên tôn phủ, năm đó có thể cùng luân hồi chi chủ sóng vai, chỉ tiếc, thế sự lưu chuyển, môn nhân tán cách, hôm nay, vậy chỉ còn lại mấy người chúng ta lão già kia. Vậy các vị tiền bối, là cùng đời trước luân hồi chi chủ quen nhau. Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói, trong lòng hắn đã có mơ hồ suy đoán, cái này bảo vệ thiên tôn phủ, chẳng lẽ là cũng là đời trước luân hồi chi chủ bố trí. Đó là tự nhiên, năm đó ta bảo vệ thiên tôn phủ, còn từng bị mời tham gia luân hồi chi chủ cùng vận mệnh chi chủ thông gia, chỉ tiếc, vậy lại là ly biệt. Ngài trước nói, các vị tiền bối là ở chợ ta. Diệp Thần nói ra nghi vấn trong lòng. Đúng vậy, ngươi lại cùng chúng ta tới đây. Hạ Nhược Tuyết chặt đi theo Diệp Thần sau lưng, vậy 10 vị ông già bước chân dưới, tấc tấc sinh hoa, hoa đào cánh hoa ở phiêu giật ra, từ cái này trong đại điện dạo chơi ra. Tạm thời tới giữa, Hạ Nhược Tuyết lại không phân rõ, đây rốt cuộc là ở đào trong rừng, vẫn là ở trong đại điện. Có thể gặp vậy 10 vị ông già đối với đào nguyên lực nắm giữ, đã đạt đến mức tận cùng. Đời trước luân hồi chi chủ tượng thần. Diệp Thần sự chú ý, lại bị trong điện này một tôn tượng thần to lớn hấp dẫn. Hắn từng vô số lần gặp qua cái này tôn thần xem, đời trước luân hồi chi chủ, đang nhìn bằng nửa con mắt vạn vật, nguy nga sừng sững ở trước mặt hắn. Năm đó, chúng ta 10 người từng cùng luân hồi chi chủ là bạn thân. Các ông già trên mặt rối rít lộ ra kỷ niệm thần sắc, năm đó tùy ý nhi động thịnh cảnh, ở bọn họ tang thương trong năm tháng mặt, không biết hồi thả bao nhiêu lần. Nghịch thế mà sống, không sợ vận mệnh nơi ràng buộc, năm đó vận mệnh chi chủ, còn không phải là nhìn bằng nửa con mắt vạn vật nữ hoàng. Kiếm phong trên thế giới, chúng ta từng nhiều lần theo dõi một hai, nhưng cũng ý thức được chúng ta giống như con kiến hôi nhỏ yếu. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, muốn đến bọn họ là cùng luân hồi chi chủ. Cùng thấy được thái thượng thế giới, hoang mang như vậy mới biết năm đó tự mãn là buồn cười biết bao. Luân hồi chi chủ trông coi lục đạo luân hồi, nhưng là lấy hắn lục đạo luân hồi bàn làm chất dẫn, như cũ suy diễn ra không cách nào cùng thái thượng đánh một trận, cho nên, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai. Ngài là nói, ngài biết hắn cùng nhâm tiền bối bố trí. Cũng không hẳn vậy, chuyện này quan hệ đám người lớn, sư huynh ta đệ 10 người, chỉ là đáp ứng hắn một cái cam kết. Diệp Thần sáng tỏ, cho dù trước mắt bảo vệ thiên tôn giả cửa thực lực cường hãn, vào năm đó nhưng cũng không cách nào cùng nhâm phi phàm và luân hồi chi chủ như nhau, bọn họ hôm nay có thể biết được nhiều như vậy bí mật đã đúng là khó khăn được. Năm đó luân hồi chi chủ bỏ mình, chúng ta chặt đứt cùng hắn nhân quả dính liền, chỉ còn lại cái này cái cuối cùng cam kết, chờ đợi ngươi đến. Diệp Thần gật đầu, năm đó vận mệnh chi chủ kiêu căng đang thịnh, cái này 10 vị lão giả cách làm vậy không thể nghi ngờ. Hôm nay ta đã đến, không biết đời trước luân hồi chi chủ, để lại cho ta chính là cái gì. Ngươi đã nhìn thấy. Các ông già ánh mắt nhìn về phía nguy nga tượng thần, chúng ta vì bảo vệ cùng luân hồi chi chủ cam kết, một mực bảo vệ ở nơi này bảo vệ thiên tôn bên trong phủ. Tất cả vị tiền bối như vậy nặng ư, Diệp Thần kính nể. Diệp Thần cảm khái nói, vô cùng vô tận năm tháng, chỉ là chờ đợi cái này không có chút nào tin tức hy vọng. Nhưng nếu không phải hôm nay hắn cùng Hạ Nhược Tuyết vì che chở họa, đánh bậy đánh bạ tới, cũng không biết lúc nào mới sẽ bước vào nơi này. Thằng nhóc, người cũng không cần xúc động, hôm nay các ngươi có thể tới nơi này, cũng là bởi vì quả trước. Sư huynh, vậy chúng ta liền đem thần vật lấy ra đi. Trung gian ông cụ đồ trắng khẽ vuốt cằm. 10 vị bảo vệ thiên tôn giả, lúc này hai tay kết ấn. Lưu chuyển hoa đào cánh hoa ở bọn họ trong tay ngưng luyện ra một cái duy mỹ đường vòng cung, từ trên tới hạ xích sao quấn vòng quanh vậy nguy nga tượng thần. Bát hoang ngâm sướng, dĩ thân vi ấn.
Thiên đạo u u, không động hư phạm. Thiên chi hoắc loạn, nhân chi bổ thiên. Bổ thiên chi đạo, bổ thiên đạo diên. Phá cho ta. Vậy tượng thần to lớn, chỉ như vậy phá là phấn vụn, vô số bể bụi cuốn lên lên, hỗn tạp ở vô số hoa đào cánh hoa bên trong, dương tung ở toàn bộ cung điện bên trong. Tượng thần nội bộ bay lên ra một khối màu xích kim hộp vuông bên trên lưu chuyển nồng đậm luân hồi hơi thở, mà ở đó hộp vuông thẻ trừ bên trên, cũng có luân hồi phong ấn, đang kín kẽ bảo vệ hộp vuông. Đây chính là luân hồi chi chủ truyền thừa. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt thật chặt đuổi theo vậy xích kim hộp vuông. Diệp Thần ngón tay hướng bàn tay mình rạch một cái, một giọt máu đỏ tươi từ trong rỉ ra. T. Vậy máu đỏ tươi như thư phụ cốt vậy dính dính vào hộp vuông thẻ trừ bên trên. Không có gì so luân hồi huyết mạch cũng có thể tháo ra luân hồi phong ấn. Xích kim hộp vuông từ từ mở, bên trong thần quang chói mắt, như có thần linh hạ xuống vậy, vô thượng luân hồi uy áp, ở hộp vuông này bên trong bùng nổ. Trên hư không phát ra run run, trong sâu thẳm tựa hồ cùng hộp vuông này sấm sét sinh ra lẫn nhau liên. Mênh mông, rộng lớn cao nhất hơi thở, ngâm nhuộm đại điện mỗi một tấc không gian. Trong này là, Hạ Nhược Tuyết lời của còn không có rơi xuống, một giọt mang màu hoàng kim sáng bóng máu tươi đã từ hộp vuông bên trong dâng lên. Kiếp trước luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi. Diệp Thần ánh mắt nhất thời đổi được nóng bỏng vô cùng. Một giọt này bổn mạng máu tươi uy năng như thế nào, cho dù cách hư không, hắn cũng có thể cảm giác một hai. Nếu như hắn có thể có được cái này giọt bổn mạng máu tươi, vậy tự thân thực lực nhất định có thể lần nữa tăng lên. Lần sau coi như là lại đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, dù là nàng có trình độ cao nhất khí vận, mình vậy tuyệt sẽ không như vậy chật vật. Đa tạ tất cả vị tiền bối thay thế bảo vệ nhiều năm, sau đó sẽ để cho Diệp Thần tự đi bảo vệ đi. Diệp Thần giơ tay lên. Muốn đem vậy hộp vuông và huyết mạch thu tay về bên trong. Chậm đã. Bảo vệ thiên tôn giả nhưng khẽ lắc đầu một cái. À. Diệp Thần mặt mũi khinh thiêu, chẳng lẽ những thứ này lão tiền bối, lúc này lại là đỏ con mắt bên trong hộp máu tươi không được. Vật này là luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi, có thực lực đều có thể leo lên cực kỳ, nhưng là năm đó luân hồi chi chủ từng cùng chúng ta đã thông báo, không thể tùy tiện để cho ngươi lấy đi. Diệp Thần gật đầu. Xem ra không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy à. Năm đó, luân hồi chi chủ từng bày trùng trùng khảo nghiệm, như là thông qua khảo nghiệm, liền có thể chấp trưởng vật này. Vậy nếu là không có thông qua đâu? Hạ Nhược Tuyết cướp trước một bước nói, lúc này Diệp Thần tu vi thượng không thể hoàn toàn khôi phục, hôm nay để cho hắn tham dự khảo nghiệm, không thể nghi ngờ là làm người khác khó chịu. Ông già nhưng là làm không có nghe gặp, nhàn nhạt nói, nếu là không có thông qua, vậy thì không có tư cách thừa kế luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi. Cái này không công bình. Hạ Nhược Tuyết thời gian đầu tiên chống lại nói. Nhược Tuyết, Diệp Thần hơi kéo Hạ Nhược Tuyết ống tay áo, kiếp trước ta bày khảo nghiệm, cũng là vì có thể làm cho đời này ta lịch luyện trưởng thành, không ngừng kiên định nói tim, nếu như là liền điểm này khảo nghiệm ta cũng không thông qua, còn nói gì phi thăng thái thượng. Nhưng mà, người hiện tại, thương thế rất nghiêm trọng. Hạ Nhược Tuyết chau mày. Diệp Thần tim và huyết khí cho dù ở bát quái thiên đan thuật khôi phục hạ, đã tốt hơn nhiều, nhưng là muốn tiếp theo đi đánh vào luân hồi chi chủ bày khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, vậy thật quá mức gian khổ. Ta tiếp nhận. Diệp Thần kiên định nói, võ giả, vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt thực tập, vậy vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi hy vọng. Được. 10 vị ông già trên mặt toát ra một nụ cười vui mừng, lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tăng lên mấy phần tán thưởng. Trong tay đạo ẩn lần nữa ngưng tụ, tạo thành một đạo hoa đào bốn phía không gian khư động. Đi vào, bắt đầu ngươi khảo nghiệm đi. Diệp Thần gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, yên tâm, không có sao. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng che miệng lại sừng, mặt mũi tới giữa đều là vẻ lo âu. Bé gái, không cần lo lắng, hắn nhưng mà đời này luân hồi chi chủ, mình bày khảo nghiệm, há sẽ có không qua lọt đạo lý. Hạ Nhược Tuyết chỉ là dưng dưng gật đầu một cái, nàng đối với Diệp Thần chưa bao giờ thiếu sót qua lòng tin, nàng chỉ là đau lòng Diệp Thần cảnh ngộ. Giờ phút này, Diệp Thần phảng phất từ quang minh đi vào hắc ám. Nơi này nhiệt độ lại là kịch liệt hạ xuống, giá rét khí lưu trào trên người, giống như đao cắt vậy khó chịu. Ở nơi này bóng tối trong không gian, Diệp Thần đã phát hiện mười mấy pho tượng đá, vậy cũng là bị sống đông chết người ở chỗ này. Những người này có già có trẻ,
nữ có nam có, không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là mơ ước luân hồi mệnh mâm người, cuối cùng đều chết ở nơi này. Nơi này là đời trước luân hồi chi chủ thế giới nhỏ ánh xem. Diệp Thần trong lòng chỉ có nghi ngờ và không biết, nhưng là cái này nồng đậm luân hồi hơi thở, ở nơi này hắc ám bên trong lộ vẻ được phá lệ dày mà ngưng trọng. Càng đi vào trong đi, băng thì càng nhiều, Diệp Thần thầm kinh hãi, cái này vô tận trong năm tháng mặt, lại có nhiều người như vậy chết ở chỗ này. Càng về sau, thi thể từ từ giảm thiểu, muốn đến có thể đi tới cuối cùng này, ít nhất có nhất định cảnh giới tu vi, chỉ là, bọn họ kết quả so với trước kia người thảm hại hơn. Sau khi chết thi thể, miễn cứng bị đông cứng nứt ra, tạo thành trong suốt băng cạnh, tứ tán trên mặt đất, liền một cái hoàn chỉnh thi thể cũng không có gìn giữ. Diệp Thần suy tính hắn lại đang hắc ám bên trong đi lại ước nửa chung trà thời gian, mới chậm rãi tiến vào một ngôi đại điện. Nơi này khí lạnh để cho hắn có chút choáng váng tăng, hàng loạt cảm giác choáng váng tràn ngập ở hắn trong lòng bên trên, da thịt của hắn không biết tiếp xúc cái gì, lại có chút chết lặng. Cẩm Lý Du Tâm, bát quái tĩnh linh. Ở vào thời khắc này, trong cơ thể hắn bát quái thiên đan thuật cực nhanh vận chuyển, choáng váng cảm giác dần dần suy yếu, thần trí của hắn phục thuộc về trong sạch. Đinh! Một hồi giống như chuông đồng giống vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên, rồi sau đó toàn bộ đại điện đột nhiên toát ra ánh sáng chói mắt chạch. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, cung điện vô cùng là rộng lớn, trên đỉnh đầu đều là sáng chói minh châu, tựa như ảo mộng tương khảm ở trên cao, mà nguyên vốn phải là vách tường địa phương, lúc này lại là băng vách đá, phía trên chạm chỗ các loại các dạng bùa chú, cùng với tất cả chồng đồ đằng. Toàn bộ đại điện trên mặt đất, đều là thi thể vỡ vụn, duy nhất một nơi quái dị địa phương, là ở chính giữa tim thượng tồn một cái tượng đá, như cũ giữ hoàn chỉnh thi thể. Đó là một cô gái, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, mặt mũi nghiêm túc, đang như có điều suy nghĩ nhìn về phía băng trên vách ký hiệu, giống như còn sống vậy. Là ai xông vào luân hồi đại điện? Thanh âm lạnh như băng giống như lưỡi đao như nhau, để cho Diệp Thần cảm giác được thấu xương hàn lạnh, thực tập, đây mới thực sự là bắt đầu sao? Diệp Thần cũng không có dị động, mà là cảnh giác nhìn bốn phía. Trống rỗng đại điện, trừ vậy một cái tượng đá, lại cũng không có những người khác ảnh. Một hồi vang động sau đó, đại điện vô cùng là trơn nhẵn băng vách đá đột nhiên mở ra, một khối to lớn băng cạnh, tản ra yếu ớt ánh sáng trắng, lạnh lẽo thấu xương. Đây là cái gì? Diệp Thần dưới kinh ngạc, hồn thể đổi thành, trong tay sát kiếm đã hướng cục băng chém tới. Băng cạnh ở sát kiếm ngút trời kiếm ý dưới, 4/5 rơi trên mặt đất. Mà vậy tường băng sau đó, mơ hồ xuất hiện một bóng người, hàn băng phong hoa không ngừng chớp động, bóng người càng ngày càng rõ ràng, đây là một cái râu tóc bạc trắng cụ già già nua vô cùng, da khô nứt gầy trơ cả xương, giống như là mang da khô lâu như nhau. Càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là cái này da bọc xương ông già, cả người đều ở đây tường băng bên trong. Đã bao nhiêu năm, không có ai bước vào nơi này. Ông già thở dài nói. Cái này vô tận trong năm tháng, hắn bảo vệ phương này luân hồi đại điện. Tiền bối, nhưng mà luân hồi đại điện thủ hộ linh tôn. Diệp Thần hỏi, nơi này nếu là luân hồi chi chủ lưu lại thực tập, vậy dĩ nhiên cùng luân hồi lực và luân hồi huyết mạch tức tương quan. Thủ hộ linh tôn sao? Ông già mặt mũi toát ra một chút thê lương, hắn đã từng là luân hồi chi chủ tín nhiệm nhất người làm, mà hôm nay, chỉ có thể lấy bộ dáng này, bảo vệ cái này đã sớm yên lặng cung điện. Đời trước luân hồi chi chủ đã chết, Diệp Thần tỉnh dụi nói, hắn muốn dò xét cái này ông già phải chăng có thể cùng liên lạc với bên ngoài. Ông già trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, cơ hồ hóa thành thực chất, hai chuỗi ánh sáng như lợi kiếm nhìn về phía Diệp Thần. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lừa gạt ta. To lớn ma khí ở ông lão sau lưng hình thành một cái to lớn ma tướng, nghiêm nghị thô bạo, không xứng đôi uy áp, để cho đúng tòa cung điện đều tràn đầy ma tức. Không nghĩ tới cái này ông già, lại đã sớm nhập ma, xem ra cái này thực tập ải thứ nhất, chính là cái lão giả này. Ta không có lừa gạt ngươi, luân hồi chi chủ đã sớm chết, mà ngươi, muốn đến là bởi vì là nhập ma, bị hắn nhốt ở chỗ này đi. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm nhìn về phía trước mắt phát ra ma hơi thở ông già, hắn thân thể thậm chí còn bị đóng băng ở bên trong tường, trong tay nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường kiếm, trên trường kiếm, dâng lên một hồi sáng chói ánh sao. Đối mặt vậy vô cùng to lớn ma tướng, Diệp Thần lại là không sợ chút nào, giơ tay lên một kiếm đánh ra.
hắn không có dùng nắm giữ kiếm pháp, vậy không có dùng nguyên phù và hồn thể đổi thành, đối phó cái này nhập ma ông già, chỉ cần một chiêu. Nguyệt hồn chém. Một khắc sau, to lớn ma tướng, cùng vậy sáng chói ngân hà đụng vào một nơi. Tường băng bên trong ông già vô cùng rung động, trên mặt còn duy trì thần sắc giật mình, tim cũng đã tấc nứt từng khúc nứt ra. Diệp Thần khóe miệng hơi vuốt, cái này khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, tựa hồ đơn giản một ít. Hắn từng bước một đi về phía trước, làm đụng đến đại điện băng điện lúc đó, băng vách đá tự động tách ra, một cái ảm đạm không ánh sáng đường lót gạch thông hướng rất xa không biết chỗ. Diệp Thần bước chân kiên định đi về phía trước đi, trong đường lót gạch chập chờn càng ngày càng mãnh liệt, đi đôi với một cổ uy nghiêm hơi thở, đi tới đường lót gạch cuối, sớm đã không có lớp băng bao trùm, một miếng cửa đá to lớn xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần không có chút nào do dự, giơ tay lên dùng sức đẩy đi. Ca! Cửa đá ầm ầm vang dội, hướng cạnh chuyển đi. Mà ở cửa đá đẩy ra trong nháy mắt, cửa đá bên trong ánh sáng rực rỡ sáng chói, một đạo uy nghiêm sát khí thẳng xông lên ra. Diệp Thần hành động nhanh như điện quang, cả người thân hình vừa chuyển, khó khăn lắm tránh khỏi cái này uy nghiêm sát khí. Rực rỡ ánh sáng thẳng xông lên ra, trực tiếp phá vỡ vậy vòng ngoài băng vách đá, phát ra tiếng nổ. Đây là cái gì? Diệp Thần lúc này đang đứng ở phía sau cửa đá thạch thất bên trong, hắn trắng nõn trong tay, đang siết một cái tựa như cưa không cưa, tựa như đao không đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm đồ, vạn trượng sát khí đều là từ nó phát ra. Luân hồi lực. Theo Diệp Thần luân hồi lực trấn áp, trong tay hắn bộ dáng kia vật cổ quái ánh sáng rực rỡ dần dần tiêu tán, cuối cùng mới được là một chuôi hết sức bình thường đồ sắt. Vậy đồ sắt ở ánh sáng rực rỡ tiêu tán trong nháy mắt, giãy giụa thân thể, lại thoát khỏi Diệp Thần nắm trong tay, trực tiếp khảm nạm đến trên thạch đài. Diệp Thần dùng sức đem đồ sắt rút ra, cẩn thận quan sát, nói nó là cưa, lại không có sắc bén răng cưa, chỉ có mượt mà đường cong, nói nó là đao cũng không phải, nói nó là kiếm lại càng không xem. Thật sự là không nhìn ra đầu mối gì, Diệp Thần chỉ có thể đem cắm trở về trên thạch đài, lau một cái luân hồi lực phụ trong đó. Rắc rắc, thạch đài lại chuyển động lực, mãnh liệt ánh sáng từ trong tràn ra đi ra. Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú cái này từ từ chuyển động thạch đài, vào giờ phút này hắn cảm thấy luân hồi chi chủ khảo nghiệm, tựa hồ không có như thế đơn giản. Mà giờ khắc này, trong luân hồi đại điện, vậy đạo cô gái tuyệt mỹ băng thi lúc này lại mở mắt, cục băng đạo đạo nứt nẻ, một khối rớt xuống đất. Lãnh nhược băng xương dung nhan tuyệt mỹ dần dần hiện ra, cặp mắt đẹp từ hư không chậm rãi có thần thái, lưu chuyển tới giữa lóng lánh ra lấp lánh thần quang. Băng băng, nguyên bản da thịt trắng như tuyết nháy mắt tức thì biến thành màu xanh đen, đôi mắt dính vào một tầng ma chướng vậy đỏ thẫm. Nàng thân thể chấn động một cái, trong mắt hiện ra hai đạo lạnh lẽo sắc bén, hai chân chỉa xuống đất, đã không tiếng động lẻn vào đường lót gạch bên trong. Làm nàng tầm mắt chạm được Diệp Thần hình bóng lúc đó, ngay lập tức, tại chỗ biến mất. Sau đó, xuất trưởng, phát lực, làm liền một mạch. Màu xanh đen bàn tay hiện đầy yếu ớt hắc mang, trong trẻo lạnh lùng trói lọi từ sau đập ở Diệp Thần trên lưng. Diệp Thần từ tiến vào nơi đây thần hồn liền được áp chế, chút nào không phòng bị dưới gặp đòn nghiêm trọng, miệng phun máu tươi, toàn bộ vẩy vào trên thạch đài, thân thể vậy quay cuồng bay ra, phanh đụng vào cách đó không xa băng vách đá bên trên. Thái thượng thiên ma thể, tam nguyên thái nhất công, gia trì chấn thiên hoàng thành kiếm. Tuất đất nguyên khí, mở. Nồng đậm tuất đất bảo vệ hơi thở quanh quẩn ra, chín chuôi chấn thiên hoàng thành kiếm đã bảo vệ ở trước người của hắn. Cái này băng thi lại sống lại. Diệp Thần giật mình nhìn trước mắt giống nhau nhập ma băng thi, ở nơi này tuất đất nguyên khí bảo vệ bên trong, ổn định tâm thần. Băng thi nghiêm trọng tuôn ra hai đạo hơi lạnh, trong cơ thể ma khí điên cuồng về phía trước cuồn cuộn, nàng bốn phía băng vách đá hơi thở, gào thét cuồng quyển đánh vào ở chấn thiên hoàng thành kiếm bên trên. Hai cổ sát khí tướng đụng vào nhau, ùng ùng. Băng thi lúc này toát ra vẻ nghi hoặc thần sắc, tựa hồ là nói làm sao đánh không giết được như nhau. Cuồng phách ma khí giống như da áp lũ lụt vậy hướng Diệp Thần đánh tới, nồng đậm máu tanh ánh sáng, đem toàn bộ thạch thất dính vào màu máu đỏ vầng sáng. Lạnh lẽo sát ý, khí thế cường đại, một kích này uy thế mênh mông. Oanh! Một tiếng nặng nề vang động, tuất đất nguyên khí ở ma khí ăn mòn dưới, nguyên bản thẳng chấn thiên hoàng thành kiếm, hiện đầy đạo đạo kẽ nứt. Phá! Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi kích động,
xem ra cái này băng thi uy năng, không thể khinh thường. Băng thi người phụ nữ mái tóc dài tung bay, ma khí dâng trào, không chần chờ chút nào, hướng Diệp Thần lần nữa đánh sâu vào tới đây. Chật hẹp thạch thất bên trong, làm tầng tầng lớp lớp huyết quang, hai cái bóng người giống như hai đạo ánh sáng mang vậy quấn quanh chung một chỗ, để cho người tạm thời không thấy rõ hai người động tác. Rực rỡ ánh sáng thỉnh thoảng từ giao chiến chỗ văng tung tóe ra, trên đất băng cạnh lần nữa cuộn sạch đến không trung. Diệp Thần không giữ lại nữa, không để ý thương thế trên người, cưỡng ép bạo phát ra dưới mắt trạng thái tột cùng lực lượng. Bát bộ phù đồ tháp. Ánh sáng đẹp lung linh bát bộ phù đồ tháp, Phật thiện tiếng vang khắp toàn bộ thạch thất. Nếu cái này băng thi là nhập ma, vậy Diệp Thần liền cho hắn niệm niệm kinh. Băng thi hai tròng mắt nhìn về phía cái này vô căn cứ mà phát hiện bảo tháp, trong mắt hồng quang càng tăng lên, giống như điên rồi như nhau, hai tay bên trong đẩy ra tầng tầng ma khí. Cát bay đá chạy, cát bụi đầy trời, tầng tầng ma khí giống như sóng gió kinh hoàng, đem Diệp Thần bát bộ phù đồ tháp, rất miễn cưỡng nâng lên. Còn chưa đủ sao? Diệp Thần trên mặt vậy phủ lên một tầng do dự, muốn loại trừ ma khí, hắn còn có biện pháp tốt hơn. Bầu trời hoàng tuyền đồ. Vô cùng hoàng tuyền thánh thủy từ bầu trời trong hoàng tuyền đồ bộc lộ tài năng, tạo thành một đạo lưu chuyển mà mênh mông cột nước, đem vậy băng thi vây quanh bao vây lại. À! Hoàng tuyền thánh thủy cháy ma khí thống khổ, để cho vậy băng thi người phụ nữ phát ra hết sức thống khổ kêu rên. Diệp Thần ngón tay điểm ở hoàng tuyền đồ bên trên, hoàng tuyền thánh thủy có lọc sạch khả năng, vô luận nhập ma bao sâu, đều có thể loại trừ. Chỉ là, người phụ nữ này, kết quả tại sao sẽ bị vây ở chỗ này? Diệp Thần quanh thân bộc phát ra một đoàn tia sáng chói mắt, trên mình suối vàng khí dâng trào ra, giống như thiêu đốt lửa cháy mạnh vậy, đem vậy băng thi lần nữa gói lại. Hắn sải bước tiến lên, mỗi tiến lên một bước, mặt đất cũng sẽ rung động một tí, từng đạo vết rách to lớn từ dưới chân hắn lan tràn ra. Tỉnh lại! Hoàng tuyền thánh thủy tẩy ở đó băng thi thức hải bên trong, băng thi nguyên bản da thịt trắng như tuyết dần dần hiển lộ ra. Diệp Thần lúc này ngón tay ẩn chứa cao nhất luân hồi lực, không có lật đổ hoa chiêu, cũng không có tối tăm khó hiểu thần thông, chỉ là đơn giản điểm ở băng thi bên trong quỷ huyệt bên trên. Băng thi ở nơi này chỉ một cái dưới, trong miệng một ngụm chọc khí từ từ phun ra. Gay gâu! Diệp Thần nín thở lui về phía sau, tránh ra cái này miệng ma chọc khí. Băng thi trong con mắt sát khí dần dần lui bước, chậm rãi tìm về một chút thần trí. Ngươi là ai? Băng thi thanh âm uyển chuyển ôn nhu, không có ma khí gia trì, lúc này càng giống như là một cái yên lặng xinh đẹp thiếu nữ. Ngươi lại là ai? Tại sao ở nơi này trong luân hồi đại điện? Ta là ai? Cô gái kia ánh mắt vậy bao lên liền một tầng sương mù dày đặc, trong miệng tự lầm bầm nói, tựa hồ không nhớ nổi mình là ai như nhau. Một vòng đoàn ánh sáng chói mắt đột nhiên từ trên thạch đài nổi lên, chớp sáng bộc phát ra mênh mông lực lượng. Cùng Diệp Thần kinh ngạc không cùng, thiếu nữ lúc này lại là nở nụ cười nhìn vậy chớp sáng, lại trực tiếp đưa tay chụp vào chớp sáng. Thà nói chớp sáng để cho Diệp Thần giật mình, không bằng nói thiếu nữ càng làm cho Diệp Thần giật mình. Đây là đồ ta, không đúng không đúng, đây là chủ nhân ta đồ. Thiếu nữ trong tay nắm thật chặt là một khối ngọc bài. Phía trên bất ngờ viết hai chữ, luân hồi. Diệp Thần nhìn ngọc bài này, trong bụng sáng tỏ, muốn tới đây chính là thông qua khảo nghiệm ký hiệu. Đời trước luân hồi chi chủ đã chết, ta là cái này nhất thế luân hồi chi chủ, người nếu nhận ta làm chủ, liền đem ngọc bài cho ta đi. Cái gì? Thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, luân hồi chi chủ chết. Ngươi không tin. Diệp Thần cũng không nóng nảy, thức hải sôi trào. Lục đạo luân hồi bàn hư ảnh đã từ hắn sau lưng từ từ mà hiện. Lục đạo luân hồi bàn, ngươi thật sự là luân hồi chi chủ, thiếu nữ vô cùng kinh hãi. Như giả bao đổi, Diệp Thần lãnh đạm nói. Thiếu nữ gật đầu một cái, chỉ có luân hồi chi chủ mới có thể thu nạp lục đạo luân hồi mâm uy áp, không có gì so với cái này còn có giấy hành nghề minh Diệp Thần thân phận. Thiếu nữ nương thân tiến lên, đem ngọc bài đưa cho Diệp Thần. Không gian ngay tức thì vặn vẹo. Diệp Thần phát hiện mình trở lại chỗ cũ, hắn nắm ngọc bài, trong lòng biết đây là thực tập kết thúc. Diệp Thần, người không có sao chứ? Hạ Nhược Tuyết cái đầu tiên chào đón, cái này chốc lát thời gian, đối với nàng mà nói đơn giản là một ngày bằng một năm. Không có sao, Diệp Thần lắc đầu, cầm trong tay ngọc bài đưa cho bảo vệ thiên tôn giả.
Vậy thực tập bên trong còn có một băng thi người phụ nữ, khá tốt Hoàng Tuyền đồ nổi lên diệu dụng. Diệp Thần đem quá trình này từ từ giải thích. Ngươi lại có Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, đây thật là cơ duyên cực lớn à. Bảo vệ thiên tôn giả thở dài nói, ngọc bài này, chính là chịu đựng năm đó chúng ta cùng luân hồi chi chủ ước định tái thể. Hắn từng nói, ngọc bài này bị nhật nguyệt tinh hoa bồi bổ, đã hóa linh. À, vậy băng thi cô gái chính là ngọc bài này linh. Không sai, năm đó luân hồi chi chủ của người hầu nhập ma, trộm đi ngọc bài này, ngọc bài linh cũng bị xâm nhiễm, không thể không đem đóng băng ở thần điện bên trong, chờ đợi cơ duyên. Xem ra, đời này ngươi, chính là nàng cơ duyên à. Diệp Thần gật đầu, đây cũng tính là nhân quả luân hồi. Được. Nếu ngươi đã thông qua cái này trùng trùng khảo nghiệm, như vậy luân hồi chi chủ truyền thừa, ngươi lại đem đi đi. Đa tạ tất cả vị tiền bối. Diệp Thần cảm kích nói. Luân hồi máu tươi vô cùng chân quý, mang ngọc mắc tội, có chúng ta ở chỗ này, ngươi có thể yên tâm sau khi luyện hóa, sau đó sẽ rời đi, cũng coi là chúng ta là luân hồi chi chủ làm một chuyện cuối cùng. Bảo vệ thiên tôn giả nhắc nhở, lại muốn là Diệp Thần hộ pháp. Đa tạ tất cả vị tiền bối ý tốt. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Diệp Thần gật đầu liên tục, bên ngoài có truy binh, nếu như hắn có thể lúc này luyện hóa bổn mạng máu tươi, tu vi leo lên, trạng thái khôi phục trình độ cao nhất, tự nhiên sẽ không sợ hãi bọn họ. Hạ Nhược Tuyết vậy mặt lộ vẻ cảm kích, cái này bảo vệ thiên tôn giả, thật sự là trọng tình trọng nghĩa đại năng. Cùng lúc đó, Dương Đào gia, đối nghịch cường giả còn vây công ở chỗ này. Làm sao còn chưa tới? Vũ Văn Cơ không nhịn được nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão Bạch Mộc rời đi hư không, lại như thế kéo dài, Diệp Thần nói không chừng lại chạy. Ngay tại lúc này, hư không bị biến dạng, vô số hoa đào cánh hoa phá không mà ra. Minh Long Thần Điện cường giả theo bản năng đã hóa hình là cự long, muốn ngăn cản cánh hoa này công kích. Minh Long Thần Điện chậm đã, bên này là Đông Hoàng Thiên Điện mời tới cao nhân Đào Lăng lão tổ. Bạch Mộc vội vàng ngăn ở Vũ Văn Cơ thân hình trước. Đào Lăng lão tổ tham tiền vừa nhỏ khí, nếu như Vũ Văn Cơ tạm thời chọc giận hắn, còn muốn dỗ hắn ra tay, coi như khó lại càng khó hơn. Đào Lăng lão tổ tay cầm hồ lô rượu, chân không từ trong hư không bước ra. Vũ Văn Cơ trong mắt lóe lên một chút phức tạp thần sắc, chỉ bằng người này sao? Vậy làm phiền Đào Lăng lão tổ. Thánh Thiên Phủ cường giả ngược lại là trước tiếng nói. Vũ Văn Cơ sau khi nghe xong, vậy không có nhiều lời, mà là đơn giản chắp tay. Đào Lăng lão tổ cũng không để ý, dừng dưng chân không bước chân vào vậy rừng đào thánh địa. Vô số hoa đào tung bay lên, trong tay hắn to lớn hồ lô rượu cùng trong chốc lát thăng nhập không bên trong. Rào rào. Tất cả hoa đào bị hấp lực cường đại toàn bộ hút vào hồ lô rượu kia tới giữa. Bạch Mộc Thần sắc lộ ra vẻ đắc ý, phảng phất là nói, hắn mời về người, tuyệt đối là một khối cường giả. Không tốt, có người ở phá trận. Lúc này bảo vệ thiên bên trong đại điện, bảo vệ thiên tôn giả con mắt lạnh lẽo. Là những cái kia truy kích người chúng ta. Hạ Nhược Tuyết tiếp tục nói, Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt đối trận sau đó, sư phụ ta lấy tự bạo mà đổi được ta hai người chạy thoát thân, nhưng là Huyền Cơ Nguyệt đưa tới Diệp Thần thế lực đối nghịch đánh chết chúng ta. Trước, chính là ở bọn họ truy đuổi ép dưới, không biết làm sao xông vào rừng đào. Bảo vệ thiên tôn giả rối rít gật đầu, bọn họ không tìm được đại điện này. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, trong lòng yên lặng mong mỏi, nhìn Diệp Thần khoanh chân bóng người, giọt kia bổn mạng máu tươi vừa mới bắt đầu luyện hóa, lúc này tuyệt đối không thể để cho hắn phân tâm. Ha ha ha, bảo vệ thiên tôn giả cửa, thật lâu không gặp. Đột nhiên tới giữa, một khối hồ lô rượu mang nồng đậm hoa đào hơi thở, từ ngoài điện phóng mà vào. Là hắn. Bảo vệ thiên tôn giả cửa thân hình hơi chậm lại, rồi sau đó, lại đồng loạt bước hướng ngoài điện. Bé gái, ngươi lại trông nom hắn, bên ngoài có chúng ta. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, Huyền Cơ Nguyệt lần này thật sự là xài số tiền lớn, xem ra đột nhiên này nhân quả, cũng không có chạy ra khỏi bọn họ tính toán. Quả thật hồi lâu không gặp, không biết cái gì gió, để cho ngươi Đào Lăng lão tổ mang nhiều người như vậy xông vào ta bảo vệ thiên tôn phủ. Hồ lô rượu đã lần nữa trở lại Đào Lăng lão tổ trong tay. Ta bản nhàn tản, vô tâm hỏi tới thiên nhân vực chuyện. Nhưng bạn già tướng nhờ, cũng không khỏi không đi một chuyến. Bạch Mộc nghe lời nói này, nhanh chóng tiến lên một bước, ta là Đông Hoàng Thiên Điện mới nhâm trưởng lão, lấy điện chủ mặt mỏng,
cầu xin Đào Lăng lão tổ rời núi giúp ta. À, ta bảo vệ thiên tôn phủ đã hơn ngàn năm chưa từng bước vào thiên nhân vực, lúc này không biết lại là chuyện gì đâu. Các vị tiền bối, bảo vệ thiên tôn phủ ở thiên nhân vực truyền lưu mấy chục ngàn năm, là bảo vệ chánh nghĩa môn phái, cũng là chúng ta tất cả võ giả trong mắt kính ngưỡng tồn tại. Hôm nay chúng ta tới quấy rầy, không phải là muốn mời tất cả vị tiền bối đem hôm nay xông vào rừng đào trai gái giao ra. Xông vào rừng đào trai gái, bảo vệ thiên tôn giả lộ ra một bộ thần thái nghi ngờ, hôm nay chỉ có một con rồng hung ác lẻn vào ta rừng đào thánh địa, lúc này, đã hóa thành chất dinh dưỡng. Cái gì trai gái, chúng ta không có gặp qua. Nói bậy, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết rõ ràng tiến vào ngươi cái này cái gì tôn phủ. Vũ Văn Cơ đã sớm không có kiên nhẫn, lúc này gặp bảo vệ thiên tôn phủ cự không thừa nhận, lửa giận trong lòng sôi trào. Hừ, vậy ý ngươi chính là chúng ta bảo vệ thiên tôn giả gạt người đâu. Cần gì phải cùng đứa nhỏ mồm còn hôi sữa tức giận, bọn họ tới nguyên nhân các ngươi vậy là biết, hôm nay ta nếu đã tới, dĩ nhiên là hy vọng bọn họ có thể được đền bù mong muốn. Thử còn hứa hẹn. Đào Lăng lão tổ nụ cười quất vào mặt, nhưng cầm hai chữ cuối cùng cắn rất nặng. Hừ, xông vào trai gái chúng ta không có gặp qua, nhưng là hôm nay ta bảo vệ thiên tôn phủ đang chiêu đãi khách quý, các ngươi chớ có quấy rầy. Khách quý, Đào Lăng lão tổ trong mắt lộ ra một chút liễu ngộ nụ cười. Mau đưa người giao ra, nếu không hôm nay ta nhất định đạp bằng ngươi cái này bảo vệ thiên tôn phủ. Vũ Văn Cơ lòng đầy căm phẫn, hận không được trực tiếp xông vào cung điện này bên trong. Nếu như ta ngươi nhất định phải cửa đem người giao ra đâu. Đào Lăng lão tổ uy nghiêm sát ý nổi lên trong mắt, hắn cho tới bây giờ không phải một cái tánh tốt người. Hừ, ngươi không có cái này bản lãnh. Trong đó một tên thân hình cao lớn bảo vệ thiên tôn giả, lông mày nhướn lên, mười phần khinh thường nhìn về phía Đào Lăng lão tổ. Lão Tam, có thể rất nhanh, hắn lại bị đứng ở chính giữa bảo vệ thiên tôn giả cắt đứt. Xem ra, các ngươi bảo vệ thiên tôn phủ là không dự định tuân thủ ước định. Đào Lăng lão tổ nguyên vốn là bụng dạ đầu óc hẹp hòi, lúc này nghe được đối phương lại như vậy không nể mặt mình, đã nổi cơn giận dữ. Đào Lăng lão tổ, ta bảo vệ thiên tôn giả từ trước đến giờ năng ừ, chúng ta đã từng ước định, chỉ cần không trái với ta bảo vệ thiên tôn phủ luật lệ, định sẽ tương trợ, mà hôm nay, cái này khách quý thân phận tôn quý, coi như là ngươi nói chúng ta hủy ừ, chúng ta cũng phải đem hết toàn lực che chở một hai. Giờ khắc này, đám người ngay tức thì tức giận lên. Hủy ư liền hủy ư, cần gì phải nói như vậy đường đường chính chính. Trong đám người có người mở miệng nói. Mà bảo vệ thiên tôn giả lão tam một bộ bước ra, ngươi không nên quá quá đáng, coi như ta bảo vệ thiên tôn giả muốn hủy ư, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lão tam, đừng nói nữa. Ở giữa mà đứng bảo vệ thiên tôn giả, lúc này chỉ có thể nhìn về phía Đào Lăng lão tổ, khách quý thân phận vô cùng là tôn quý, chúng ta bảo vệ thiên tôn phủ phải phò hộ. Tạm thời tới giữa, bầu không khí ngưng trọng đến mức tận cùng. Bạch Mộc, đây chính là trong miệng ngươi cao thủ. Vũ Văn Cơ mặt lộ châm chọc, cái này bảo vệ thiên tôn giả cũng là một chút mặt mũi cũng không có cho à. Bạch Mộc trên mặt cũng là trắng một đạo đỏ một đạo, hắn không nghĩ tới cái này bảo vệ thiên tôn phủ lại là một chút mặt mũi cũng không có cho Đào Lăng lão tổ. Thánh thiên phủ cường giả lúc này lại là len lén cho gọi ra một cái kim chim, từ mặt bên dò hướng cung điện bên trong. Lúc này thấy mọi người tranh luận không nghỉ, yên tĩnh chờ đợi kim chim trở về. Tốt lắm các vị, thà tranh luận như thế nhiều lãng phí thời gian, không bằng tự chúng ta tiến vào tìm. Kim chim bay trở về, hướng thánh thiên phủ cường giả gật đầu một cái. Được, bảo vệ thiên tôn giả, chúng ta từng quyết định trời phạt cam kết, ngày hôm nay, ta liền lấy trời phạt cam kết là tái thể yêu cầu các ngươi, không cho ra tay hộ vệ Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết. Đào Lăng lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, lúc này tên đã lắp vào cung không phát không được, nguyên vốn cho là bằng vào bản cũ tình là có thể đổi được ba chuôi thần thông, mua bán hợp coi là rất. Lúc này xem ra lại cần phải bỏ ra trời phạt cam kết, thật là thua thiệt lớn. Đại ca, đám người bảo vệ thiên tôn giả mặt mũi sáng quắc nhìn về phía ở giữa ông già. Trời phạt cam kết không phải phổ thông cam kết, một khi hủy ừ, đem sẽ gặp bị trời phạt kiếp. Cho dù là tu vi đến bọn họ trình độ này, vậy không có cách nào có thể 100% thành công độ kiếp. Hạ Nhược Tuyết đã sớm nghe được động tĩnh ngoài cửa, lúc này cũng không nhịn được nữa, chậm rãi hướng cửa đi ra ngoài. Tiền bối,
Cảm ơn ngài đối với Diệp thần chiếu cố, nhưng là chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để cho các ngươi vì chúng ta gặp trời phạt, hắn nếu như tỉnh, muốn đến vậy sẽ không đáp ứng. Hạ Nhược Tuyết nói, Minh Nguyệt Nguyên chủ hơi thở bạo lộ vẻ, vô tận sát ý ở Hàn Xương vậy gương mặt hiện lên, nơi này liền giao cho ta đi. Bảo vệ thiên tôn giả cửa nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết ánh mắt lúc này mang theo tầng tầng kính ý, nữ nhân này, giống như năm đó nữ võ thần như nhau, vĩnh viễn kiên định không rời bảo vệ ở luân hồi chi chủ trước người. Bé gái, ngươi yên tâm, thằng nhóc kia tỉnh trước, chúng ta tuyệt sẽ không để cho người tổn thương hắn. Đa tạ tiền bối. Hạ Nhược Tuyết cả người hiện đầy rực rỡ minh nguyệt nguyên khí, vô số minh nguyệt linh lực ở nàng trước người ngưng tụ thành từng viên phi tiêu, cả người trên dưới tản ra vô thượng minh nguyệt lực, giống như thần dinh vậy. Gió thổi báo giông tố sắp đến, tất cả cường giả, trong tay thần thông pháp khí hiện ra hết. Lơ lửng ở giữa không trung bên trong Hạ Nhược Tuyết như cũ trói lọi, đẹp không thể tả, chỉ là giữa trán vậy một cổ ưu sầu vẻ, để cho nàng cả người mang bi thương lạnh hơi thở. Minh nguyệt chi đạo. Tấc tấc minh nguyệt nguyên khí từ mọi người dưới chân bay lên mà khí, vô số luân hồi tinh diễm vỡ ra, ẩn chứa trong đó từng tia luân hồi huyết mạch lực vậy kịch liệt thiêu đốt. Cho ta bảo, cuồng bạo luân hồi oai cùng minh nguyệt chi đạo xen lẫn đáp lại, sáng trong ánh trăng, xanh thẫm luân hồi tinh diễm, còn có đỏ thẫm luân hồi huyết mạch. Xen lẫn minh nguyệt linh lực phi tiêu tích tụ bắn ra, trong chốc lát tất cả cường giả đều đang bị áp chế. Hạ Nhược Tuyết không có chút nào do dự. Trực tiếp vận dụng nàng mạnh nhất sát chiêu. Không biết sống chết. Vũ Văn Cơ hóa thân minh long đồ sộ ảnh, lại đối với Hạ Nhược Tuyết thế công không thèm để ý chút nào, thân hình nhảy một cái, đã hướng trong điện Diệp Thần đi. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết lúc này vậy không kịp gọi những cường giả khác, trong tay minh nguyệt nguyên kiếm phóng, định đánh rơi phi hành trên không trung Vũ Văn Cơ. Vậy ngăm đen bền bỉ miếng vảy, lại có vạn long vảy phò hộ. Lúc này Vũ Văn Cơ thân xác mạnh mẽ đã vượt qua tất cả người. Bảo vệ thiên tôn giả không cách nào ra tay, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Thần lúc này bị chém xuống. Từng tầng một hoa đào hư ảnh đã ở Diệp Thần trước mặt tích tụ mà sống. Các ngươi dám ra tay. Đào Lăng lão tổ to lớn hồ lô rượu lần nữa bay lên giữa không trung. Mãnh liệt thu nạp khí, đem tầng kia tầng nhụy hoa toàn không thu nạp trong đó. Đại ca. Bảo vệ thiên tôn giả cửa mắt lộ ra vẻ lo âu. Các ngươi không nên ra tay, ta tới bảo vệ hắn. Ở giữa đứng tôn giả, lúc này hoa đào hơi thở quanh quẩn trên song trường, ý đồ lấy thân đổi mệnh. Cùng lúc đó, trong điện, ông, sáng chói bổn mạng máu tươi, kéo dài thả ra từng luồng minh mông kim quang, ông tác hưởng, một phiến phiến phù văn tiên hà xen lẫn, thần hy rực rỡ, như có đại lộ chìm nổi. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể mấy đạo luân hồi thần mạch, cũng là dục dịch. Tây phương thái bạch, luân hồi lóng lánh, các loại nguyên khí, hội tụ ta thân. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, kéo dài luyện hóa cái này giọt bổn mạng máu tươi. Lúc này hắn đã có lục đạo nguyên phù, rất nhiều thần mạch, hơn nữa cái này giọt bổn mạng máu tươi gia trì, đem sẽ càng đơn giản hơn. Suy suy suy, giọt kia bổn mạng máu tươi. Nhất thời hóa thành từng luồng kim mang. Kim mang vặn vẹo gian, lại diễn hóa thành đao thương kiếm kích, búa rìu chùy roi vân. Vân thiên binh, vô biên vô tận luân hồi lực, cuồn cuộn dưới vào Diệp Thần thân thể. Oanh! Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người sắp nứt, vô số luân hồi kim quang xông lên vào bên trong cơ thể, điên cuồng đụng nghiền ép, cơ hồ phải đem hắn thân thể xé nát. Thật may, Diệp Thần thể chất, đủ mạnh mẽ, có thể cắn răng nhịn được. Diệp Thần chịu đựng, trán từng giọt mồ hôi hột rơi xuống. Dần dần, tất cả kim quang hội tụ đan điền, hoàn toàn bị Diệp Thần hấp thu. Vù vù, luân hồi huyết mạch lần nữa tiến hóa. Thủy nguyên cảnh tầng 2 thiên. Ngay chớp mắt, Diệp Thần tu vi, liền đột phá tầng 2 thiên. Thậm chí mơ hồ đến gần 3 tầng thiên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mãnh vào. Đây không chỉ là tu vi leo lên. Còn nghĩ Diệp Thần vậy nguyên bản cháy hết huyết mạch lực, lần nữa tràn ngập nguyên vẹn. Diệp Thần trong lòng xúc động, cái này giọt bổn mạng máu tươi, tới đúng lúc. Tiền bối, chuyện của ta, liền giao cho ta đi. Bảo vệ thiên tôn giả hoa đào trưởng còn chưa đánh ra, liền nghe được sau lưng Diệp Thần thanh âm. Ngươi thương thế. Diệp Thần khẽ gật đầu, đã khôi phục, chuyện này bởi vì ta dậy, nơi này hết thảy liền giao cho ta đi.
Lúc này Diệp Thần trôi lơ lửng ở trên bầu trời, mặt mũi tới giữa, mơ hồ có kim quang lưu chuyển, quanh thân lại là có cực mạnh luân hồi hơi thở phun trào. Hiển nhiên là đến từ vậy giọt máu tươi. Dưới mắt, vận dụng luân hồi chi đạo công pháp hiển nhiên thích hợp hơn. Luân hồi quyền. Đối mặt sát ý kia hừng hực Vũ Văn Cơ, Diệp Thần trong mắt cũng giết ý uy nghiêm. Quyền trảo giao hội, va chạm ra vô cùng ngang ngược lôi sóng. Trên hư không loáng thoáng có vô số sấm sét từ trong hư không hạ xuống. Diệp Thần. Hạ Nhược Tuyết thấy Diệp Thần tỉnh lại, vui sướng giật tại bày tỏ, Minh Nguyệt chi đạo đem chỗ ở khu vực toàn bộ bao trùm. Vũ Văn Cơ bị này luân hồi quyền, hình rồng bị bạo kích ra, lúc này nhìn về phía đỉnh đầu hư không sấm rền. Đây là đột phá sinh ra lôi kiếp. Vậy oanh oanh liệt liệt sấm sét tiếng, tất nhiên không phải hắn cùng Diệp Thần đụng sinh ra, Vũ Văn Cơ không do dự chút nào, hắn cố nhiên muốn đánh chết Diệp Thần, nhưng lúc này hiển nhiên đã mất đi tốt nhất cơ hội. Minh Long thần điện, né tránh lôi kiếp. Trong chốc lát, tất cả cường giả đều nghe được Vũ Văn Cơ vô cùng rõ ràng nhắc nhở, thân hình tứ tán. Diệp Thần cao ngạo nâng lên vẻ mỉm cười, hiên ngang lẫm liệt nhìn về phía đám này đối nghịch cường giả, trong tay sát kiếm ngay tức thì hóa hình kiếm thật lớn ảnh. Tranh đoạt từng giây từng phút, Diệp Thần đã khua kiếm hướng mặt đất chém ra một chiêu, mặt đất nứt nẻ, vô số không tì vết phân thân tránh né cường giả, rối rít rơi vào lòng đất kẽ nứt. Nhược Tuyết. Diệp Thần ngay tức thì thu hồi sát kiếm, đem Hạ Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, một cước đạp phá hư không. Rồi sau đó bóng người biến mất. Diệp Thần tự nhiên sẽ không đần đến ở chỗ này và đám người này chu toàn. Hắn trạng thái chỉ có thể phóng thích một kích kia trấn nhiếp đối phương. Nếu như kéo dài cuộc chiến, nhiều như vậy cao thủ, hắn coi như đột phá vậy không làm nên chuyện gì. Tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần sẽ lưu lại ngạnh chiến. Nhưng không có ai nghĩ đến, Diệp Thần sẽ cứ như vậy chạy. CMN. Vũ Văn Cơ trừng mắt sắp nứt nhìn về phía Diệp Thần chạy thục mạng phương hướng, hai người ở giữa, đang cách lôi kiếp phủ xuống không gian. Đến khi lôi kiếp sau đó, còn muốn truy đuổi, vậy vô sự vô bổ. Bảo vệ thiên tôn giả cửa nhìn Diệp Thần quyết tuyệt hình bóng, cái này người thanh niên, không hổ là luân hồi chi chủ chuyển thế, tu vi leo lên lại có thể dẫn được như vậy cấp bậc lôi kiếp hạ xuống. Mà hắn vậy mượn lôi kiếp thành công đem những thứ này đối nghịch các cường giả rối rít bỏ rơi, này cùng mưu tính, này chờ thực lực, không thể khinh thường à. Lôi kiếp hạ xuống, cuồng bạo hư không uy áp, tích tụ trước vô cùng khí tức khôi hoàng, để cho các vị cường giả rối rít né tránh. Đáng chết! Đào Lăng lão tổ lúc này cũng không muốn trải qua cái này lôi kiếp tẩy rửa, hồ lô rượu ở hư không nhẹ nhàng rạch một cái, đã biến mất ở màn sáng này bên trong. Bạch Mộc nhìn Đào Lăng lão tổ rời đi hình bóng, lúc này cũng không thể nói gì được, Diệp Thần chạy trốn, chờ đợi hắn sẽ là cái gì, hắn trong lòng hiểu rõ. Bất quá hắn thất bại, không đại biểu Đông Hoàng Thiên Điện thất bại. Đông Hoàng Thiên Điện điện chủ nhưng mà tại hạ một bàn lớn cờ. Một bàn đủ để cho Diệp Thần rơi xuống lớn cờ. Lôi kiếp sau này, Thánh Thiên Phủ cường giả thời gian đầu tiên dẫn đám người, rời đi bảo vệ Thiên Tôn Phủ. Bọn họ thượng cần trở về hướng Thiên Tàm Nương Nương báo cáo. Bụi bậm lắng xuống. Cùng lúc đó, Miểu Rơi Thương Vân Đỉnh, Hạ Nhược Tuyết xúc vào Diệp Thần trong ngực, trên mặt tràn đầy buồn bã. Nàng cùng Từ Ân Thánh Mẫu tới giữa thầy trò liên lạc đã cắt ra, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, Từ Ân Thánh Mẫu lấy tự bạo oai mới là bọn họ đoạt được chạy trối chết thời cơ. Sư phụ nàng, tất cả thầy trò nhân quả, ngay tại Thần La Thiên Kiếm uy lực dưới, hóa là phấn vụn. Cái này vốn là, chính là một cái thế giới mạnh ăn hiếp yếu, là tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ đơn độc đại đạo tu vi cũng lâm vào mỉm cười nói. Diệp Thần biểu tình lãnh đạm lại nữa, mà là đáng tiếc và tiếc nuối, nguyên bản hắn đối với Từ Ân Thánh Mẫu cũng không có hảo cảm, không phải là xem ở Hạ Nhược Tuyết mặt mũi nhẫn nhịn ba phần. Nhưng sợ khó giây phút, nàng hoàn toàn lấy tự bạo làm giá, khẩn cầu hắn chăm sóc kỹ Nhược Tuyết, cũng là vô cùng là để cho người than tiếc. Nhược Tuyết. Đừng khổ sở, Từ Ân Thánh Mẫu vậy không hy vọng thấy người bộ dáng này. Sư phụ nàng ẩn núp cung trăng chục triệu năm, thực lực mới vừa trở về. Ta, cũng là vì ta. Diệp Thần đưa tay lau chùi Hạ Nhược Tuyết trên gương mặt nước mắt, bỏ mặc trước kia hắn cùng Từ Ân Thánh Mẫu tới giữa từng có cái gì hiểu lầm, nhưng là giờ phút này, hắn sẽ đem Từ Ân Thánh Mẫu chết, ghi tạc Huyền Cơ Nguyệt trên đầu. Người yên tâm, vô luận như thế nào,
ta nhất định sẽ thay nàng trả thù. Diệp Thần ánh mắt kiên định, nhiều một phần huyết cừu, hắn cùng vận mệnh chi chủ, định trước không chết không thôi. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Nhược Tuyết ngón tay nhỏ nhắn, xít sao ụp lên Diệp Thần ngón tay bên trên, cho tới nay, nàng chưa bao giờ thiếu sót qua đối với Diệp Thần tín nhiệm. Lần này, người hấp thu luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi, cảnh giới tăng lên tới bao nhiêu? Thủy nguyên cảnh tầng 2 ngày, hẳn cách 3 tầng thiên không xa. Bất quá cùng thái chân cảnh tới giữa chênh lệch như cũ lớn, thái chân cảnh sau đó, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ chính là ngàn kém vạn đừng, ta nếu không cháy huyền yêu tinh máu, phỏng đoán chỉ có thể và thái chân cảnh nhất tầng thiên cường giả đánh một trận. Diệp Thần vừa nói, đưa ngón tay ra, tăng lên một giọt này bổn mạng máu tươi sau đó, nguyên bản màu đỏ luân hồi huyết mạch, lúc này lóe lên một chút kim mang. Kim mang lấp lánh lưu chuyển, luân hồi uy áp càng kinh người. Không nghĩ tới luân hồi chi chủ cái này giọt bổn mạng máu tươi lại có uy năng như vậy, cái đó hộp nhỏ biết hay không cũng là bảo vật. Hạ Nhược Tuyết trong mắt hơi đổi, có thể đem máu tươi nguyên vẹn bảo tồn đồ đựng, muốn đến vậy không phải là phàm vật. Kinh nàng nhắc nhở, Diệp Thần vội vàng đem hộp nhỏ từ luân hồi mộ địa lấy ra. Nhìn qua thật giống như không có đặc thù gì. Hạ Nhược Tuyết có chút thất vọng, cái này rõ ràng không phải một kiện cực kỳ hiếm thấy chân bảo. Không đúng, bên trong thật giống như còn có đồ. Diệp Thần lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như luân hồi chi chủ còn có những thứ khác uy năng thần thông lưu tích chữ, vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Đây là... Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, ẩn núp ở hộp vuông lớp ghép ở giữa, lại là một phiến thiết phiến. Cái này thiết phiến, không tới lớn chừng bàn tay, mong mỏng tựa như một nặn liền sẽ vỡ vụn, hình dáng quỷ dị đặc biệt, tựa như cưa không cưa, tựa như đao không đao, hình dáng cổ quái tạm thời để cho người không sợ tới đầu óc. Dùng linh lực thử một chút. Hạ Nhược Tuyết đề nghị, có lẽ thần khí này cần dùng linh lực tới khởi động. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái. Trong tay một tia linh khí chậm rãi thấm vào cái này thiết phiến bên trong. Nóng bỏng, so với bọn họ tưởng tượng càng bền bỉ. Diệp Thần cẩn thận đánh giá cái này thiết phiến hình dáng, thật giống như có mấy phần quen thuộc, là ở nơi nào thấy qua chưa? Tựa hồ luân hồi chi chủ khảo nghiệm thời điểm, ta đã từng gặp qua một cái tương tự, đó là một cái chìa khóa. Chìa khóa? Hạ Nhược Tuyết từ Diệp Thần trong lòng bàn tay cầm lấy thiết phiến, cẩn thận quan sát. Tìm kiếm chưa rõ chìa khóa đầu mối. Diệp Thần, người xem, nơi này, tựa hồ là có gãy lìa dấu vết, cái này có phải hay không là bị ngoại lực nơi chặt đứt nửa cái chìa khóa. Hạ Nhược Tuyết đem vậy cơ hồ không dễ phát giác đoạn khẩu, chỉ hướng Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày một cái con người đông lại một cái, quả nhiên, người phụ nữ thiên tính chính là muốn cẩn thận hơn một ít, cái này nhỏ như lông châu đoạn khẩu, phỏng đoán cũng chỉ có Hạ Nhược Tuyết có thể phát hiện. Ngươi nói không sai, đây thật là nửa cái chìa khóa. Diệp Thần lấy tay khoa tay múa chân một tí, hắn đang khảo nghiệm bên trong nhìn thấy vậy cái chìa khóa hình dáng, trước mắt khối này thiết phiến nghiễm nhiên chính là nó thu nhỏ lại bản, hơn nữa đúng là chỉ có một nửa hình dáng. Luân hồi chi chủ lưu lại cho ngươi cái này nửa cái chìa khóa, hơn nữa cùng bổn mạng máu tươi đặt chung một chỗ, nói là minh cái gì chứ? Hạ Nhược Tuyết tựa hồ ở trong sâu thẳm nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Diệp Thần con mắt càng cẩn thận. Ngươi cũng nghĩ đến, cùng bổn mạng máu tươi như vậy đồ đặt chung một chỗ, chỉ có thể nói rõ chìa khóa này tầm quan trọng, hơn nữa, lúc ấy hộp mở, bổn mạng máu tươi là tự đi bắn ra, hôm nay muốn đến, thậm chí có thể hiểu làm cho này là mê muội tính hành vi. Nếu như là đám người tranh đoạt hộp vuông này, vậy đám người tất nhiên cho rằng trong hộp trọng yếu nhất chính là bổn mạng máu tươi. Không sai. Cho nên nói luân hồi chi chủ chân chính muốn ủy thác truyền thừa cùng ngươi, nhưng thật ra là cái này nửa cái chìa khóa. Diệp Thần gật đầu, lúc này hắn cũng không khỏi không bội phục, kiếp trước mình cái này vòng vòng tương khấu bố trí, bỏ mặc bảo vệ thiên tôn phủ phải chăng chân chính bảo vệ hộp vuông, hắn cũng làm đồng thời bảo hiểm. Nói như vậy, chìa khóa này tất nhiên là phá cuộc mấu chốt. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm thấy... Khả năng này là đối với luân hồi chi chủ toàn bộ bố trí cũng đưa đến hạch tâm tác dụng. Có lẽ chìa khóa này sắp mở ra, sẽ là nghịch thiên tồn tại. Không tiếng động yên lặng cùng suy tính, Diệp Thần và Hạ Nhược Tuyết cũng không nói gì thêm, theo cuối cùng phá cuộc tới gần, thật ra thì mỗi cái nhân tâm đầu cũng đè ép nặng 0,5 tấn đá lớn. Ví dụ như từ ân thánh mẫu tự bạo, thái huyền trận hoàng tiêu tán.
Ở nơi này trận mưu đồ đã lâu tìm cách dưới, quá nhiều người làm hy sinh, chết. Không thể bị động như vậy nữa đi xuống. Diệp Thần lắc đầu, mỗi lần cùng vận mệnh chi chủ tranh đấu, cũng trả giá giá cực lớn, muốn hoàn toàn rõ ràng loại chuyện này. Diệp Thần trong lòng biết nhất định phải mau sớm tìm được luân hồi chi chủ bố trí mấu chốt, tăng lên mình thực lực. Huyền Tiên Tử, người phải chăng gặp qua chìa khóa này? Huyền Hàn Ngọc từ trước đến giờ có thể là Diệp Thần giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, biết rõ rất nhiều thiên nhân vực thậm chí còn thượng cổ bí mật, lúc này, Diệp Thần cũng là không chút do dự liền lựa chọn hướng Huyền Hàn Ngọc hỏi. Huyền Hàn Ngọc trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, chưa từng gặp qua. Chìa khóa này hình dáng cổ quái rất, ta bình sanh chưa từng gặp qua tương tự. Diệp Thần trong lòng yên lặng thở dài, nhưng cũng không có buông tha, thần thức lưu chuyển, đã lần nữa đi tới luân hồi mộ địa bên trong. Tất cả vị tiền bối, có người hay không đã từng gặp qua khối này thiết phiến? Diệp Thần đem thiết phiến vô số lần phóng đại ở toàn bộ luân hồi mộ địa bên trên, định để cho tất cả ẩn núp ở nghĩa địa đại năng, cũng có thể liếc qua thấy ngay, thấy rõ cái này thiết phiến hình dáng. Yên lặng, vẫn là yên lặng hồi lâu. Diệp Thần không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng âm thầm bội phục luân hồi chi chủ, nếu như chìa khóa này bị mọi người hiểu biết, vậy giấu ở đồ vật bên trong, có thể thì chưa chắc là rất trọng yếu. Mà lúc này, nhưng cũng chính thuyết minh, cái này đồ vật bên trong chân quý bực nào, mới cần ẩn núp như vậy cẩn thận, liền tinh hải thần cái này cùng tiền bối cũng không người biết. Chủ nhân, ngài có thể cầm cách ta gần một chút sao? Đột nhiên, nghĩa địa bên trong, truyền tới một đạo thanh cạn thanh âm yếu ớt. Tiểu Hoàng, Diệp Thần trong lòng vui mừng, chẳng lẽ lần này, Tiểu Hoàng mình liền có thể tỉnh lại? Co giúp ở luân hồi mộ địa bên trong Tiểu Hoàng. Như cũng nhắm chặt hai mắt, không chút nào muốn tỉnh lại ý, đây là thần thức đang cùng Diệp Thần đối thoại. Người gặp qua cái này thiết phiến, Diệp Thần dùng có chút thần sắc khao khát, nhìn về phía Tiểu Hoàng, có lẽ Tiểu Hoàng có thể cung cấp liên quan tới chìa khóa đầu mối. Chủ nhân, cái này thật giống như là nửa cái chìa khóa. Tiểu Hoàng giọng tràn đầy do dự, tựa hồ đối với mình phán đoán cũng không phải đặc biệt khẳng định. Đúng, không sai, đây là nửa cái chìa khóa. Người biết còn dư lại nửa cầm ở nơi nào không? Diệp Thần trong lòng vui mừng, cảm nhận được liền vô hạn hy vọng, nếu như Tiểu Hoàng có thể cho biết ngoài ra nửa cái chìa khóa chỗ, vậy hắn đối với mở ra sau lưng cất giấu bí mật, đem nhiều một tầng thành công chắc chắn. Ừ, ta suy nghĩ một chút. Tiểu Hoàng thần thức thanh âm chậm rãi yếu xuống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần đứng ngồi không yên chờ đợi, hắn khẩn cấp muốn biết càng nhiều hơn đầu mối. Chủ nhân! Ta hai con người ác mộng lực, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại, ta đã từng gặp qua ngoài ra nửa cái chìa khóa, cái này nửa cái chìa khóa, cùng một vị gia tộc lánh đời tộc trưởng có liên quan. Gia tộc lánh đời tộc trưởng. Đúng, thiên nhân vực gia tộc lánh đời Điền gia, tộc trưởng thật giống như kêu Điền Quân Kha. Điền Quân Kha, Tiểu Hoàng, người lần nữa tỉnh lại, phải chăng cũng cần giống như lần trước như vậy thiên tài địa bảo. Hẳn muốn so với lần trước ít một chút, chủ nhân, lại để cho ngài thay ta bận tâm. Tiểu Hoàng giọng có chút tự trách, vốn cho là mình thành tựu hai con người ác mộng, có thể trợ lực chủ nhân, không nghĩ tới một lần lại một lần để cho chủ nhân hiến tế chân bảo thần thông, tới thức tỉnh mình. Không ngại. Diệp Thần nhưng khẽ cười một tiếng, bất quá là chút chân bảo thần thông mà thôi, hắn Diệp Thần còn không có coi ra gì. Tiểu Hoàng ngươi yên tâm, ta nhất định mau sớm thức tỉnh ngươi. Tờ này vô cùng cái uy năng lá bài chủ chốt, Diệp Thần có thể bỏ không phải nhường nó một mực ở luân hồi mộ địa bên trong ngủ say. Tiểu Hoàng thanh âm lại không có vang lên, muốn đến là một lần nữa lâm vào ngủ say. Diệp Thần lặp đi lặp lại nhai kỹ Điền Quân Kha cái này ba chữ, tựa hồ như vậy thì có thể tìm được liên quan tới hắn đầu mối. Thằng nhóc, người cũng không cần như vậy lo buồn, chúng ta mặc dù không biết cái chìa khóa này, vậy chưa nghe nói qua cái này cái gì Điền ra, nhưng là... Tinh Hải Thần cười tủm tỉm thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Diệp Thần vội vàng nhảy tới trước một bước, tiền bối, ngài có biện pháp. Ta có khá một chút bạn bè trọng tiêu tử, tinh hiểu thế gian tỷ năm bí mật, nếu như ngươi có thể tìm được hắn, kia lánh đời Điền gia tộc trưởng, hắn nhất định có thể cho ngươi, ngươi câu trả lời mong muốn. Tiền bối, không biết ngài cái này bạn tốt nơi ở nơi nào, ta như thế nào tìm được. Diệp Thần sốt ruột trà sát tay. Có chút nhao nhao muốn thử. Người thằng nhóc này, gấp gáp như vậy.
Tinh Hải Thần mặc dù nói như vậy, một quả Linh Ngọc Thần bài đã xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Có cái này Linh bài thành tựu chỉ dẫn, ngươi liền có thể tìm được hắn, chỉ là hắn tính tình cổ quái, ngươi lại được vạn phần chú ý. Diệp Thần gật đầu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Lánh nời điền ra, Hạ Nhược Tuyết mặt mũi lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, không nghĩ tới ngoài ra nửa cái chìa khóa nhanh như vậy liền tìm được mặt mũi. Ừ, Nhược Tuyết, ta sẽ trước đi tìm Trọng Tiêu Tử tiền bối, sau đó dựa theo Tiểu Hoàng nói, tìm được điền gia tộc trưởng. Ta cùng ngươi cùng đi. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp phủ lên một tầng lo lắng thần sắc, Diệp Thần nhưng lắc đầu một cái. Ngươi cần phải trở về Thái Huyền Trận Môn, đem sự tình phát sinh cho biết các nàng. Hơn nữa, Tự Ân tiền bối từng lặp đi lặp lại dặn dò, bây giờ đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất chính là tu luyện Minh Nguyệt Quy Luật. Trở lại Thái Huyền Trận Môn sau đó, có Tư Thanh ở đây, ngươi có thể yên tâm bế quan. Nhưng mà, Hạ Nhược Tuyết buồn bã vẻ hiện ra hết, nhưng cũng biết nàng cưỡng ép đi theo Diệp Thần, chỉ sẽ là Diệp Thần gánh vác. Sư phụ thù, không đội trời chung, nàng vậy nhất định phải mau sớm tu luyện ra Minh Nguyệt Quy Luật, hướng Huyền Cơ Nguyệt lấy lại công đạo. Được. Nhược Tuyết, ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, hết thảy có ta. Diệp Thần vuốt ve Hạ Nhược Tuyết xinh đẹp tuyệt trần gương mặt nói. Mà giờ khắc này Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp cũng chỉ có kiên định. Thiên nhân vực mênh mông, tổng có một ít không biết khu vực làm cho không người nào có thể suy đoán. Nhạc Linh Hải, một phiến trôi lơ lửng ở trên tinh không biển, xanh thẳm chất lỏng, phản xạ giống như vô cùng ban ngày thế giới ánh sáng, đang lưu chuyển tới giữa. Thỉnh thoảng dọn ra động lên, chiếu sáng cái này phiến đen nhánh thương khung. Không có ai biết nó là như thế nào hình thành, càng không có ai biết là ai trông coi một phe này linh hải, cái này phiến biển mênh mông, đã vượt qua rất nhiều động thiên phúc địa. Nhưng là, phàm là đánh vào cái này phiến linh hải người, không có ai gặp qua bọn họ còn sống đi ra. Trọng Tiêu Tử tiền bối, ngụ ở địa phương như vậy. Diệp Thần thở dài nói, cái hải vực này nhưng là xinh đẹp dị thường. Chỉ là ở xinh đẹp này bề ngoài dưới, lại ẩn giấu nhiều ít không biết nguy hiểm đâu. Lam Hải vô biên, liền một viên cá đá cũng không có, chỉ có vậy lóe kim mang trong suốt nước biển. Diệp Thần chân đạp hư không một chút, cả người đã hướng cái hải vực này đi. Ngươi là người phương nào? Một tên tiểu đồng tử khinh linh tới, nhưng là lại để cho người cảm giác được một cổ áp lực, đây là hắn vô hình trung tràn ra tới. Diệp Thần vội vàng dừng thân hình. Tại Hạ Diệp Thần, bị Tinh Hải Thần tiền bối hướng dẫn, trước tới thăm Trọng Tiêu Tử tiền bối. À, vậy tiểu đồng tử mặt mũi tới giữa lại hiển lộ ra lau một cái cùng hắn tuổi tác không tương xứng dò xét. Diệp Thần nhưng là vô cùng là nhanh chóng kịp phản ứng, Tinh Hải Thần từng nói, hắn vị lão hữu này tính tình cổ quái, vậy cái này nhìn như tiểu đồng, lại có tuổi già sức yếu cảm giác người, không phải hay không Trọng Tiêu Tử tiền bối. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Trọng Tiêu Tử tiền bối. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi lại như này nhanh trí. Tiểu đồng thanh âm bỗng nhiên đổi được hùng hậu có lực, bể dâu quả cảm, rồi sau đó, một đầu màu nâu mái tóc dài phiêu vũ ra, ánh mắt hiện ra ánh sáng màu tím, quanh thân đã cao lớn. Một người mạnh mẽ sức sống, cốt linh, huyết khí cùng vô số hơi thở trộn chung, Diệp Thần hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, cho dù là Trọng Tiêu Tử trước mắt cái này độ rộng hình dáng, cũng không phải là hắn hình dáng. Tiền bối. Đây là Tinh Hải Thần tín vật, thực không dám giấu giếm, vãn bối tới là muốn hướng tiền bối nhờ giúp đỡ. Hừ, cái đó lão bất tử, tự thân đều khó bảo toàn, còn nghĩ bằng vào một cái tín vật, để cho ta tới giúp ngươi. Lời vừa nói ra, Diệp Thần trong lòng biết, cái này Trọng Tiêu Tử quả nhiên là đối với thế gian bí mật liền như chấp trưởng, Tinh Hải Thần thần niệm bước lên luân hồi mộ địa, này cùng tin tức, hắn lại thuận miệng lấy. Diệp Thần đem linh bài đưa cho Trọng Tiêu Tử. Hắn chỉ là thoáng quét qua. Ngươi lại nói, chuyện gì? Diệp Thần cũng không nói nhảm, nói thẳng, là như vậy, vãn bối muốn biết thiên nhân vực Điền gia tộc trưởng Điền Quân Kha ở nơi nào. Trọng Tiêu Tử ngay tức thì sắc mặt đại biến, sắc mặt tái xanh giống như tưới lên màu xanh mực, ngươi muốn rõ ràng Điền gia sự việc. Diệp Thần gật đầu, thấy Trọng Tiêu Tử phản ứng, mơ hồ suy đoán, cái này Điền gia có thể cũng không có mình tưởng tượng đơn giản. Trọng Tiêu Tử bước ra một bước, lộ ra một bàn tay, hướng vô tận trong suốt trong biển bắt đi, trường chỉ sáng lên, lại từ vậy biển xanh bên trong, lấy ra từng cái thủy hà, thấm ra nhiếp nhân tâm phách năng lượng. Rào rào,
Điều Điều Thụy Hà vùng Thiếu Văn Minh bình phong che chở, đem hai người bọc trong đó. Lời kế tiếp, ta chỉ nói một lần. Diệp Thần gật đầu liên tục, Trọng Tiêu Tử như vậy nắm giữ tuyệt đối bí mật người, mà lại ở mình bàn, nói tới Điền Gia cũng phải cẩn thận chú ý đến như vậy bước, xem ra cái này Điền Gia, nhất định liên lụy rất nhiều nhân quả. Điền Gia đã lánh đời vạn năm đã lâu, đã sớm không hỏi tới thiên nhân vực chuyện, nhưng cùng Thái Thượng Luyện Thần nhất tộc lại có muôn hình vạn trạng liên hệ. Lời đồn đãi, Điền Gia mấy đời chấn thủ Thái Thượng Huyền Minh Thiết. Này thiết từng bị Luyện Thần nhất tộc đúc ra thành thập đại nguyên binh, uy lực minh mông vô cùng. Bởi vì, vô luận là Thái Thượng thế giới cường giả vẫn là ở nơi này thiên nhân vực tới giữa, đều có vô số người muốn làm của riêng. Luyện Thần tộc. Diệp Thần nhíu mày một cái, Luyện Thần cổ thất chết, hắn còn nhớ ở trong lòng, lúc này nghe được liên quan tới Luyện Thần tộc sự việc, không khỏi có chút cảm khái. Bất quá, có thể chấn thủ Thái Thượng vật, Điền Gia cũng có mình nội tình. Tin đồn đã từng trải qua nhiều lần tranh đoạt, bất quá cuối cùng hay là đem Thái Thượng Huyền Minh Thiết chấn canh giữ ở Điền Gia. Tiền bối kia, liên quan tới cái này Điền Quân Kha có biết cụ thể? Tự nhiên biết, người này cùng Điền Gia khiêm tốn và lánh đời không cùng, Điền Quân Kha là đời này Điền Gia tộc trưởng, tu vi tuyệt đối yêu nghiệt tồn tại, từng có mấy lần mò tới cấp trên biên giới, nhưng cũng là từ vạn năm trước, đánh một trận trọng thương. Sau đó đột nhiên biến mất tại thiên nhân vực, lại không hiện thân. Vạn năm trước chuyện gì xảy ra, tiền bối ngài cũng không biết sao. Trọng Tiêu Tử lắc đầu một cái, không có ai biết, nhưng có thể làm cho hắn thu liễm tánh tình sự việc, nhất định là vô cùng là chuyện trọng đại tình. Ừ, đa tạ tiền bối cho nhau biết. Ngươi nếu là muốn xông vào Điền Gia, chỉ sợ là còn khó hơn lên trời. Coi như là còn khó hơn lên trời, ta cũng sẽ toàn lực thử một lần. Diệp Thần quả quyết nói, đây là hắn tìm được một nửa kia chìa khóa hy vọng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Người cái bộ dáng này, cùng đời trước luân hồi chi chủ rất giống. Quả nhiên không có chuyện gì, có thể lừa gạt được Trọng Tiêu Tử, ở giữa đất trời này, tựa như không có hắn không biết bí mật. Diệp Thần không khỏi bội phục nói, ta không có lựa chọn. Bất quá, tiền bối quả nhiên trên thông thiên văn dưới rành địa lý, không chỗ nào không biết. Trọng Tiêu Tử lắc đầu một cái, ngươi không cần tâng bốc cùng ta, chỉ là ta lão kia bạn bè, xin ngươi hãy chiếu cố một hai. Tiền bối ngài quá mức nặng lời, cho tới nay đều là tinh hải thần phò hộ tiểu bối. Tốt lắm, ngươi lại đi đi. Trọng Tiêu Tử vung tay lên, phù văn lưu chuyển quanh quẩn ở trường chỉ tới giữa, một khối cỡ nhỏ linh hải bàn đã xuất hiện ở trong tay. Vậy vô số ký hiệu, lóe lên năng lượng màn sáng, nhảy trói lọi trước đi tới Diệp Thần trước người. Điền Gia ngờ nghịch bảo thủ, người nếu có thể trực tiếp đối thoại Điền Quân Kha, hết thảy dễ nói. Trọng Tiêu Tử đã gánh thân đi, thân hình nhưng ở cái này phi hành bên trong chậm rãi thu nhỏ lại, lần nữa trở về nhỏ đồng tử hình dáng. Nguyên bản bảo vệ canh giữ ở Diệp Thần sau lưng màn sáng, không biết lúc nào đã lần nữa hóa là nước khe suối, tụ vào vậy minh mông linh hải bên trong. Quả nhiên là một khối đại năng. Cùng lúc đó, nữ hoàng trong điện. Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng còn đánh giá thấp Tự Ân Thánh Mẫu tự bạo lực. Cái này lão tiện nhân, không nghĩ tới cái này vạn năm không gặp, lại đổi được như vậy lòng dạ ác độc. Nồng đậm số mệnh tử vi khí trôi lơ lửng, từ trong hư không chiếu nghiêng xuống, thấm nhuần Huyền Cơ Nguyệt quanh thân. Không nghĩ tới nàng Minh Nguyệt Nguyên Pháp đã tu luyện đến như vậy tầng thứ, thật may nàng đối với Minh Nguyệt phép tắc nắm trong tay còn chưa tới viên mãn, nếu không, lần này ta chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương. Phá hết Minh Nguyệt quy luật bí cảnh sau đó, Huyền Cơ Nguyệt mới phát hiện, Tự Ân Thánh Mẫu vẫn ẩn núp sát chiêu, vậy Minh Nguyệt quy luật bí cảnh tan vỡ trong nháy mắt, hội tụ Minh Nguyệt khả năng, lại lần nữa tụ lại, hướng nàng phát động khởi khác một vòng thế công. Nhưng nếu không phải nàng có Thần La Thiên Kiếm phò hộ, lại có trình độ cao nhất khí vận gia trì, nhất định sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, hao tổn cực lớn. Nữ hoàng bệ hạ, cần gì phải như vậy tức giận. Vô cùng thanh âm quyến rũ, từ Huyền Cơ Nguyệt sau lưng truyền tới, vậy tựa như mềm yếu không xương hai tay, nhẹ nhàng xoa nắn ở Huyền Cơ Nguyệt huyệt thái dương bên trên. Hừ, ta phải nghĩ biện pháp nâng cao Thần La Thiên Kiếm uy lực. Lần này, Diệp Thần tên tiểu tử kia thực lực, lại tăng lên, như vậy nghịch thiên trưởng thành thiên phú, thật để cho người trố mắt nghẹn họng. Bệ hạ cần gì phải lo lắng con kiến hôi ôm hết là đại thụ che trời đâu. Như thế nào đi nữa trưởng thành,
ở trước mặt ngài, cũng bất quá là đường cánh tay ngăn cản xe à. Người đẹp mềm mại thanh âm, nhẹ nhàng phụ họa Huyền Cơ Nguyệt. Ngươi cũng không cần nói cái này dễ nghe tới qua loa lấy lệ ta, Diệp Thần trưởng thành tiềm lực, ta không tin ngươi không nhìn ra. Nữ hoàng bệ hạ, người phụ nữ kia giống như nũng nịu vậy, hướng Huyền Cơ Nguyệt làm một cái xin tội động tác tay, bệ hạ nếu là thật muốn tăng lên thần La Thiên Kiếm, ngư nhi hoặc có một phương pháp. À, nói nghe một chút. Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ là bị nàng nắn bóp đặc biệt thoải mái, lộ ra lau một cái thích hí nụ cười, nữ hoàng ung dung khí độ hiện ra hết. Bệ hạ, có từng nghe nói qua, Thái Thượng Huyền Minh Thiết. Huyền Cơ Nguyệt nghe vậy, đẩy ra cô gái kia ấn tay, thần sắc có chút vui sướng. Ngươi nói là, tin đồn năm đó điền ra trấn áp Thái Thượng Thần Vật, Thái Thượng Huyền Minh Thiết. Bệ hạ, đó cũng không phải là lời đồn đãi. Người phụ nữ nhẹ cạn cười, lại hết sức chắc chắn. Huyền Cơ Nguyệt quay đầu nhìn nàng một mắt, nụ cười lần nữa lan tràn ra, nữ hoàng phong thái ở tạm thời, cố phán sanh tư. Ta đây là quên, ngươi chính là xuất thân điền gia. Bệ hạ, ngư nhi sớm đã không phải là người điền gia, nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh bệ hạ, làm ngài thị nữ. Ngươi vừa đã vào ta nữ hoàng điện, dĩ nhiên là ta Huyền Cơ Nguyệt người, coi như là điền quân Kha đích thân tới, vậy đừng hòng mang ngươi hồi điền gia. Cô gái mặt mũi tới giữa lộ ra phiến phiến ấm áp, điền gia, nàng cuộc đời này đều không nguyện lại bước vào. Đa tạ bệ hạ. Thật ra thì điền ra đối với Thái Thượng Huyền Minh Thiết, vậy chỉ có thể coi là trên là trông chừng quá nhiều trấn thủ. Năm đó điền ra lão tổ bị luyện thần tộc xem trọng, đảm đương nổi Thái Thượng Huyền Minh Thiết bảo vệ trách, Thái Thượng Cường Giả đã từng lưu lại tam phương thực tập. Ngươi nói là, có thể trực tiếp đạt được. Không phải, cái này tam phương thực tập chỉ có thể để lại cho luyện thần tộc công nhận người. Luyện thần tộc công nhận người. Thông tục điểm chính là cùng luyện thần tộc có nguyên nhân quả người. Hoặc là đạt được bọn họ truyền thừa người. Huyền Cơ Nguyệt chân mày vặn một cái, nàng nói chẳng khác nào chưa nói, cái này luyện thần tộc xa ở Thái Thượng, đi đâu dính trên nhân quả. Bệ hạ không cần tức giận, ngư nhi nói như vậy, dĩ nhiên là biết một chút. Huyền Cơ Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, ngươi ngược lại là học biết liền vòng vo. Nô tỳ không dám, năm đó Thái Thượng trình độ cao nhất cường giả Hồng Thiên Kinh chém chết đời trước tâm ma chi chủ. Hắn nơi đeo chính là Thái Thượng Huyền Minh Thiết chế tạo hãn giáp. Cho nên tâm ma chi chủ liền cùng Thái Thượng Huyền Minh Thiết dính vào một chút nhân quả. Vậy ý ngươi, Đế Thích Thiên cũng coi là có thể mở thực tập người. Ừ, hắn là có tư cách, chỉ bất quá Đế Thích Thiên âm nhu gian trá, cùng hắn mưu cục, giống như bảo hổ lột ra. Ha ha, ta còn biết sợ hắn sao? Ngài dĩ nhiên là sẽ không sợ hãi hắn, điền ra nội tình phong phú. Nếu là có Đế Thích Thiên có thể tham chiến, ngài cướp lấy Thái Thượng Huyền Minh Thiết dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn mấy phần thắng. Được, ngươi thay ta bay tin truyền thư cùng hắn, nếu như lần này hắn có thể giúp ta cướp lấy Thái Thượng Huyền Minh Thiết, vậy ta tự nhiên có cực lớn chỗ tốt cho hắn. Ý của ngài là, tên kêu ngư nhi thị nữ, lộ ra một chút quỷ dị mỉm cười, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. Cùng lúc đó, Đế Uyên Điện, một tòa nhà tranh bên trong. Một cái áo bào đen tóc trắng người ngồi xếp bằng trong đó. Hắn quanh thân phun trào ra tâm ma hơi thở, vô số phù văn ở quanh thân lưu động. Cổ quái đến trình độ cao nhất. Ngay tại lúc này, áo bào đen tóc trắng người mở mắt ra, còn người tâm ma phù văn biến mất. Trước mặt hắn hư không biến dạng, một đạo bay tin trực tiếp qua lại tới. Đế Thích Thiên cầm bay tin, hơi cảm thụ, trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút chập chờn. Hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười nhàn nhạt, hợp tác. Ta vốn không muốn và ngươi Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, nhưng này cục đối với ta có lợi, ta ngược lại là không đi không được một chuyến. Điền gia, cũng nên vấn thế. Dứt lời, Đế Thích Thiên thân thể hóa thành từng đạo bóng đen, tiêu tán ở giữa trời đất. Bốn tiếng sau đó, Thiên Nhân Vực, một nơi bí ẩn. Tích tí tách bót, đóng đời vạn năm lánh đời Điền gia bên trong, một bóng người. Lúc này gân cốt, da, máu thịt, ở vận khí tới giữa biến thành màu vàng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa là một tôn hai trượng cao màu vàng cự nhân. Đây cũng là thái cổ kim thân nguyền rủa. Điền ra 12 thần thông pháp, đều là quỷ thần khó lường thủ đoạn. Nhưng là cuộc bể dâu, có thể tu luyện thành công điền ra thiên tài, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái cổ kim thân nguyền rủa, thành tựu 12 thần thông đứng đầu. Tu luyện độ khó lại là khó lại càng khó hơn,
Điền Quân Kha tự nhận võ học yêu nghiệt, nhưng cũng ước chừng dùng gần 10.000 năm, mới có thể đem cái này thần thông luyện đến lô hỏa thuần thanh bước. Tộc trưởng, có người ngoài xông vào. Điền gia người làm gõ động vậy đã lảo đảo muốn ngã cửa gỗ, thanh âm nhưng là vô cùng là cấp bách. Người nào? Điền Quân Kha nhưng chỉ là hơi đưa lên một chút lông mày, hắn Điền gia đã sớm không hỏi thế sự rất lâu, vậy dần dần biến mất ở nơi này thiên nhân vực bên trong, chuyện cho tới bây giờ có thể nhớ bọn họ, thậm chí có thể tìm được bọn họ, tất nhiên là bạn cũ. Là vận mệnh chi chủ còn có đời này tâm ma chi chủ. Tâm ma chi chủ. Nghe được cái tên này, Điền Quân Kha chân mày hơi nhíu lại, đời này tâm ma chi chủ Đế Thích Thiên, Điền gia rất lâu trước cũng đã biết được. Chỉ là nghe hắn che giấu hành tung, lấy Đế Uyên Điện ra đời, hôm nay, là không dự định tiếp tục che giấu thân phận sao? Bọn họ muốn chúng ta giao ra Thái Thượng Huyền Minh Thiết. Ừ, đi cầm tứ đại trưởng lão gọi tới. Điền Quân Kha tựa hồ không hề lo âu, cái này hai người tới trước mục đích, hắn đã rõ ràng. Tộc trưởng, người làm kia vội vàng hướng sau núi đi, Điền gia đóng đời thế giới nhỏ lựa chọn 10 phần để tâm. Sau núi bên trên tất cả đều là linh mạch, người tài linh chỗ, là bọn hậu bối tu hành động thiên phúc địa. Ta Điền gia hôm nay tiên hạc cùng nhảy, vạn chim hướng phượng, đây là khách quý tới cửa tướng. Chỉ là không biết, lại là vận mệnh chi chủ hạ xuống, thật sự là để cho ta Điền gia nhà nghèo thêm rực rỡ. Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên đứng sững ở trên hư không, mắt nhìn xuống một phiến tường hòa Điền gia chi địa. Điền gia gia chủ quả nhiên là có đạo đãi khách. Vậy ta hai người cũng không nói nhảm. Huyền Cơ Nguyệt sau lưng kim quang nhập vào người, nữ hoàng nguy nga dung mạo, để cho vô số Điền gia con em lộ vẻ xúc động. Nghe Điền gia mấy đời bảo vệ Thái Thượng Huyền Minh Thiết, chỉ là tốt vật kiện nhưng vẫn siêu tầm, khó tránh khỏi phát huy không được nó chân chính uy năng. Muốn đến Điền gia gia chủ cũng là yêu tài người, ta cố ý mượn dùng cái này Thái Thượng Huyền Minh Thiết, phát huy hắn uy năng, để cho tốt vật lại nữa bị long đong. Điền gia tộc trưởng Điền Quân Kha lông mày nhướn lên, à. Lúc đầu hai vị là hướng về phía Thái Thượng Huyền Minh Thiết tới, vậy thì thật là không khéo, Thái Thượng Huyền Minh Thiết đã sớm ở vạn năm trước bị tặc nhân ăn cắp, ta theo dõi mấy chục ngàn năm vẫn không có thu hoạch. Bổn tọa ở nơi này thiên nhân vực đã chiếm cứ hồi lâu, còn chưa nghe nói qua có ai có thể ở Điền gia chiếm tiện nghi, chẳng lẽ là Điền gia gia chủ thích làm trò đùa. Đế Thích Thiên nụ cười dạo rực ra. Nhìn về phía Điền Quân Kha trong mắt toát ra có chút ý uy hiếp. Bất kể như thế nào, hôm nay, hắn Đế Thích Thiên nhất định phải đạt được vật này. Nhưng mà, Điền Quân Kha vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại nói, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này lấy trộm Thái Thượng Huyền Minh Thiết tặc nhân, vận mệnh nữ hoàng đại nhân có thể còn rất quen nhau đây. Huyền Cơ Nguyệt nghe hắn lời ấy, khóe miệng móc một cái, trên mặt nhưng là lộ ra một cái mỉm cười mỉa mai. Năm đó ta Điền gia có một tội nữ, tựa hồ là trợ giúp vậy lấy trộm Thái Thượng Huyền Minh Thiết tặc nhân chạy khỏi, cuối cùng sợ hãi Điền gia ra pháp, hình như là chạy đến nữ hoàng thần điện. Điền Quân Kha trơ cháo không cười tiếp tục nói, không biết vận mệnh nữ hoàng lần này hạ xuống, có hay không cầm nàng một khối mang tới. Phải biết, trên người nàng còn lưng đeo ta Điền gia mấy cọc mạng người đây. Huyền Cơ Nguyệt trên mặt vẻ tức giận dần dần dâng lên, nàng còn không có đánh coi là trực tiếp cứng rắn cướp. Đối phương nhưng bày ra một bộ không theo không buông tha mặt mũi, quả thực để cho nàng nổi cơn giận dữ, tay trung thần La Thiên Kiếm đã mơ hồ hiện hình. Huyền cô nương không cần cuống cuồng, người nếu tìm ta cùng nhau, liền thì không muốn lớn hơn động can qua. Đế Thích Thiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tỏ ý Huyền Cơ Nguyệt không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hai người trước nội đấu, trước đây mặc dù đã khôi phục, nhưng là hao tổn nhưng là làm cho đau lòng người, lúc này... Vì cái này Điền Quân Kha mấy câu giễu cợt, bây giờ không có cần thiết trên nóng này. Điền gia gia chủ nói như vậy, coi như làm khó nữ hoàng đại nhân, thần điện như thế nhiều con chó, nơi nào có thể nhớ ở mỗi cái tên của con chó. Bất quá hôm nay nếu là ta hai người cùng nhau tới đây, vậy dĩ nhiên là biết liên quan tới luyện thần tộc thực tập sự việc. Đế Thích Thiên đem cuối cùng mấy chữ, cắn phá lệ nặng. À, luyện thần tộc thực tập đều biết. Xem ra nữ hoàng đại nhân nuôi chó thật đúng là trung thành cảnh cảnh à. Điền Quân Kha trong con mắt sinh ra lau một cái bỉ ý cùng oán giận, đối với Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền kêu ngư nhi người phụ nữ, nếu như có cơ hội, hắn nhất định tự tay chém nàng. Nếu mọi người cũng đã biết, vậy sao không nói trắng ra? Cái này tam phương thực tập, mở lúc nào khải? Đế Thích Thiên trên mình tâm ma đồ sổ ảnh,
chậm rãi bay lên, giống như màn đêm vậy, cưỡng ép bao phủ ở toàn bộ Điền gia. Tâm ma chi chủ, chân thực không phải ta Điền gia cố ý không bước chân tới được cam kết, nhưng là vạn năm trước, vậy tặc nhân nhưng là đem vậy mở thực tập trận pháp thần vật ăn cắp, hôm nay là không có bất kỳ biện pháp. Huyền Cơ Nguyệt sớm đã không có một chút tính nhẫn nại, đường đường nữ hoàng bệ hạ, ở nơi này chờ chính là gia tộc tộc trưởng trước mặt bị nghẹt, nói ra, như hà thống lĩnh đám người vận mệnh. Cho nên, ngươi thì không muốn cấp cho bổn hoàng. Huyền Cơ Nguyệt lúc này ánh mắt hơi nheo lại, quen thuộc nàng người đều biết, đây là nàng động thủ trước khi tín hiệu, rộng lớn nữ hoàng thánh khí, ở một câu nói này sau đó, ở trong hư không bắn tán loạn ra. Điền quân Kha tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong nghênh đón cái này cùng tình cảnh, không chút do dự nào lui về phía sau một bước, bốn tên mới vừa đến thái chân cảnh trưởng lão, đã đồng loạt đứng ở trước người của hắn. Huyền cô nương, Đế Thích Thiên thấy vậy, nhưng là ung dung cười một tiếng, lúc này, chúng ta chiếm chủ động, nếu như bọn họ không muốn cho cùng, vậy chúng ta không bằng kêu càng nhiều bạn, tới chia một chén canh. Âm hiểm như tâm ma chi chủ, cho tới bây giờ đều là đem nguy hiểm chuyển giá cho người khác, mình thì nhẹ nhàng tránh ở sau lưng, ăn cắp sau cùng ngư ông thủ lợi. Ngươi nói đúng. Huyền Cơ Nguyệt ngay sau đó gật đầu, trước cùng Từ Ân Thánh Mẫu đánh một trận, nàng mặc dù tạm thời ngăn trận Diệp Thần, nhưng là vẫn bị Từ Ân Thánh Mẫu tự bạo lực nơi hao tổn. Lúc này quả thật không thích hợp tái chiến. Ngươi lại hơi nghỉ một chút, ta đem cái này lánh đời Điền ra tin tức, chia sẻ cho cái khác thế lực. Đế Thích Thiên điểm ngón tay một cái, đầu ngón tay vậy đen màu đen tim ma lực ngưng tụ thành một khối ngai vàng, đang rơi vào Huyền Cơ Nguyệt sau lưng. Huyền Cơ Nguyệt cũng không có từ chối, trường bào bao quát, đã ngồi xuống, sóng mắt lưu chuyển tới giữa, giống như nhìn bằng nửa con mắt vạn vật nữ hoàng, vậy kim ánh sáng màu tím, ở nơi này màu đen ngai vàng bên trên, sáng chói lóa mắt, liền liền đứng ở bên người nàng Đế Thích Thiên, lúc này cũng không có Huyền Cơ Nguyệt cường thế. Không thể không nói, đi qua đồ sát thánh đại hội sau đó, hai người quan hệ có rất vi diệu biến hóa. Ngay tại lúc này, cái này cùng nghịch thế cơ duyên, há có thể ít đi lão phu. Cậy mạnh thanh âm thô bạo từ trên trời hạ xuống. Đế Thích Thiên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn tin tức không chần chờ chút nào đem trà trộn ở vùng lân cận một phần chia cường giả cũng thông báo đến. Hơn nữa đám này cường giả, phần lớn là không nói phải trái, không nói võ đức, không nói luân lý hạng người. Cái gì chân bảo thần thông, hết thảy đều phải chiếm làm của mình. Người nào dám ở ta Điền gia càn rỡ? Tứ đại trưởng lão mặt mũi xanh mét, đã mấy vạn năm, còn không có người nào có thể ở Điền gia như vậy tùy ý ngông là. Rào rào. Một vòng màu vàng kim rung động, đạo đạo quy luật ở tứ đại trưởng lão đỉnh đầu, dạo rực ra. Vậy cậy mạnh thanh âm chủ người tay cầm dìu lớn, bị một cổ khổng lồ lực lượng chấn động được bay rớt ra ngoài. Trực tiếp rơi vào Đế Thích Thiên bên cạnh, hắn lảo đảo lui về phía sau, chật vật cực kỳ, thiếu chút nữa thì phải té xuống đất. Mà vậy chỉ sách chiến phủ cánh tay, lại là đau đớn đến chết lặng, tựa như là muốn gãy hết như nhau, không ngừng run rẩy. Chút bản lãnh này chỉ muốn ở ta Điền ra ngang ngược, còn thật lấy là thiên nhân vực không người sao. Tứ đại trưởng lão một trong Điền Uy nhảy tới trước một bước, hai tay ôm ngực, vô tận quy luật phun trào. Nhìn bằng nửa con mắt nhìn một cái bốn phía hư không. Nếu đều tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Trên hư không, vô số kẽ nứt ở hắn một lời sau đó, sụp đổ, từng đạo thế lực cường giả đều từ kẽ nứt phía sau đi vào. Lại mơ hồ đem toàn bộ Điền ra bao vây. Điền Uy hiển nhiên không ngờ rằng cái này sau lưng lại ẩn giấu nhiều cường giả như vậy, trên mặt toát ra khiếp sợ thần sắc. Không nghĩ tới ta Điền ra, qua mấy chục ngàn năm. Ở nơi này thiên nhân vực, đã có thể đưa tới như vậy sóng to gió lớn. Điền quân Kha ngược lại là không có vẻ sợ hãi, hai tay chắp sau lưng có chút tự giễu thở dài nói. Điền gia di thế độc lập vạn năm đã lâu, trông nom như thế nhiều kỳ chân dị bảo cũng là phí của trời, không bằng để cho lão hủ chọn một hai, cũng coi là thiên nhân vực tạo phúc. Một tên vóc người vô cùng to lớn nam tử gào to một tiếng, trực tiếp từ hư không bay vọt xuống, hướng về phía Điền Uy đi. Một quyền đánh về phía Điền Uy, quyền kính cực kỳ hùng hồn bá đạo. Chí ít thái chân cảnh. Điền Uy hai tay hóa là xích kim đồng cốt, lại trực tiếp lấy trưởng mà nghênh. Đụng. Vô tận cự lực phun trào. Điền Uy giống như người rơm vậy, té bay ra ngoài, bàn tay đổi được máu tươi đầm đìa, vậy nguyên bản cứng rắn vô cùng xích kim đồng cốt, lúc này kim quang tẫn tán,
lại là bị vậy to lớn nam tử một quyền đánh tan tất cả nguyên khí. Cái khác ba vị Điền gia trưởng lão con người phóng đại, mặt đầy khiếp sợ, Điền Uy một mực lấy uy mãnh mà gọi, lúc này lại bị người này một quyền đánh tan. Một kích này, quá mức bá đạo. Người cản ta, chết. Nam tử kia con người lạnh lẽo, con người bên trong đều là tham lam, quy luật phun trào, lại xúc lực một quyền, chuyển hướng trực tiếp hướng ngoài ra ba tên Điền gia trưởng lão đánh đi. Ba tên Điền gia trưởng lão quanh thân phát ra đi sáng chói chói mắt kim quang, ngưng tụ thành tầng 9 màn hào quang, hợp ba người lực, kiên quyết đương đầu ở một kích này. Bình bịch bịch, màn hào quang một tầng một tầng một tầng vỡ vụn, thẳng đến tầng thứ 5, chỉ là bao lên liền một tầng tế văn, lại không có trực tiếp tan vỡ. Cái màn hào quang này ở Điền gia 12 thần thông xếp thứ 6, nhưng là mạnh nhất thủ đoạn phòng vệ. Chiếu sáng bên trên. Trên thực tế thua trở hàng loạt minh văn thần chú, mỗi một tầng cũng có thể so với một tòa phòng ngự đại trận, lúc này bởi vì một quyền này, lại phá gần 5 tầng, có thể gặp một quyền này thô bạo, không thể địch nổi. Vậy to lớn nam tử ngửa mặt lên trời giống to, sợi tóc cuốn lên lên, lại là một quyền đánh ra. Bình bịch bịch, tầng 3 màn hào quang lần nữa bể tan tành, hóa là điểm sáng rơi xuống trên đất. Ba tên trưởng lão xem trông chừng ở màn hào quang. Lúc này cũng bị cái này lại đánh vào, chấn động được đồng loạt lui về phía sau. Bất quá nam tử kia đánh hoàn ba quyền sau đó, hiển nhiên vậy đã đến cực hạn, quay đầu liếc nhìn Đế Thích Thiên, khá là không cam lòng lui về. Lúc này người nhiều tai mắt lẫn lộn, hắn cũng không thể hao hết mình cuối cùng một chút khí huyết, miễn được lâm vào là người khác dính trên nền thịt cá. Nhưng lúc này Điền gia mọi người nhìn về phía nam tử kia ánh mắt, lại hết sức sợ hãi, như vậy không sợ chết quyền pháp. Giống như muốn người đánh chia năm xẻ bảy, mấu chốt đối phương quanh thân dũng động quy luật ý, có hủy diệt cảm giác. Đế Thích Thiên thấy vậy, nhưng là nhàn nhạt cười lên, xem ra, Điền gia cũng không quá như vậy, Huyền cô nương, xem ra hôm nay thu hoạch, có thể không chỉ là Thái Thượng Huyền Minh Thiết đây. Trong lời nói tựa hồ đã đem toàn bộ Điền gia xem làm vật trong túi. Thái Thượng Huyền Minh Thiết thuộc về ta, cái khác thuộc về ngươi. Huyền Cơ Nguyệt lại không có cùng hắn ý khách khí, kỳ chân dị bảo nàng có chính là, hiện tại nàng chỉ muốn Thái Thượng Huyền Minh Thiết. Tự tại phù đồ tháp. Điền gia đại trưởng lão Điền Khôn, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn nhất định phải sát sát Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt uy phong, làm ruộng nhà tìm về mặt mũi. Ở hắn lòng bàn tay bên trên, giống như núi cao giống vậy tự tại phù đồ tháp, chậm rãi xoay tròn, từng đạo chí tôn nơi này, giống như màu xanh xương mù long. Quanh quẩn ở phù đồ tháp quanh thân. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm giác được, cái này tự tại phù đồ tháp cùng hắn bát bộ phù đồ tháp, lại có nhỏ xíu liên lạc. Tự tại phù đồ tháp, vừa vặn thích hợp bổn tôn tu hành. Cả người đạo bào ông già, phù trần lượn quanh tay, thấy được tự tại phù đồ tháp sau đó, đôi mắt loạc mắt một cái đi nhanh, đã tới Điền Khôn trước mặt, trong tay phù trần một quyển, thì phải đem cái này thần binh cuốn vào trong tay mình. Thiên nhân vực lúc nào ra ngươi không biết xấu hổ như vậy đạo sĩ. Điền Khôn đôi mắt co rúm một cái, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy không biết xấu hổ như vậy người. Lão đạo kia nhưng chẳng biết xấu hổ nói, thế gian bảo vật, có thể người có, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, có ta vì ngươi gánh vác tội nghiệt, ngươi nên cảm ơn ta. Hừ, tự tại phù đồ tháp ào ào chí tôn lực, bộc phát ra, làm cho một phe này nho nhỏ thiên địa bên trong, nguyên khí tích tụ rối loạn. Lão đạo phù trần giống như là băng ti vậy, như thư phụ cốt vậy quấn quanh ở Điền Khôn trên cánh tay. Phù đồ tháp đã tới lão đạo đầu lâu bên trên, đem hắn chân áp tại phía dưới. Lão đạo cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực, chu bên trong phù trần dùng sức một quyển, rất miễn cưỡng đem Điền Khôn lật trên đất. Phá! Một tiếng tức giận tới cực điểm gầm to, trong một cái chớp mắt này, lão đạo lực lượng cuồng tăng gấp mấy lần, trực tiếp đem tự tại phù đồ tháp ném bay lên. Ngoài ra hai vị Điền gia trưởng lão thấy vậy, tung người một cái đoạt lấy tự tại phù đồ tháp, một cái bàn tay kết ấn, không biết nhiều ít nguyên khí và quy luật ở trên ngón tay mặt qua lại, tạo thành từng đạo phù triện, đánh về phía lão đạo. Lấy nhiều ăn hiếp ít, coi là anh hùng gì hảo hán. Ta tới giúp ngươi. Khác có cường giả nhìn chính xác cơ hội, đã gia nhập chiến cuộc, cuốn lấy cái khác hai vị Điền gia trưởng lão. Tình cảnh trong chốc lát, tiến vào hỗn chiến. Đế Thích Thiên cả người mai phục ở hắc ám bên trong, cực kỳ giống đứng ở bọ ngựa sau lưng chim sẻ.
Điền gia tộc trưởng Điền Quân Kha nhìn các trưởng lão hiện trạng, không nghĩ tới vạn năm tới giữa, thiên nhân vực võ đạo đã biến hóa, hơn nữa thiên đạo suy thoái, ngược lại là tạo cho cái này từng cái không sợ chết tán tu. Nguyên bản hắn còn lấy là Đế Thích Thiên không có để cho tới như Huyền Nhất Môn và Thiên Điện một loại thế lực mà hết lấy xem nhẹ, lúc này mới biết, Đế Thích Thiên mục đích thật sự, chính là muốn lợi dụng những thứ này tán tu không sợ chết tham lam, trợ giúp bọn họ lót đường. Thật là hảo tâm cơ kế hay coi là. Cái này còn không đủ. Huyền Cơ Nguyệt nhìn cái này áp đảo tính cục diện, chậm rãi lắc đầu một cái, ngư nhi nói, Điền gia có một phe bảo vệ đại trận, nếu như không phá nổi đại trận này, bọn họ tựa như cùng con rùa đen vào xác. Đế Thích Thiên gật đầu một cái, Huyền cô nương yên tâm, ta tự nhiên kịp chuẩn bị. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, trong lòng nhưng treo lên một chút nặng nề, Đế Thích Thiên đối với Điền gia biết rõ, chưa chắc so mình thiếu, lần này đáp ứng mình, có lẽ còn có cái gì những thứ khác chỉ tính theo ý mình. Giờ phút này, Điền gia sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Một cổ ngưng trọng bầu không khí bao phủ ở toàn bộ Điền gia bầu trời. Tộc trưởng, làm thế nào? Điền gia người làm mắt thấy bốn vị trưởng lão không địch lại, ánh mắt lộ ra vô cùng là lo lắng thần sắc. Hạ lệnh để cho bọn họ rút lui hồi đại trận, dưới mắt chỉ có thể lấy trận bảo vệ. Điền Quân Kha trong lòng yên lặng thở dài, đối phương chuyến này như vậy đầy đủ, chỉ sợ cái này hộ sơn đại trận, vậy không đỡ được à? Tộc trưởng, những thứ này tán tu âm mưu thủ đoạn dùng vô tận, không phải tránh đạo, nhưng là tổn thương lực lại hết sức cao. Điền Khôn lắc đầu, bọn họ đóng đời nhiều năm, mặc dù không có phóng khí tu luyện, nhưng cũng không có chân chính thực thao thực tập, đối mặt với đối phương chiêu này chiêu sát ý, chính thống võ học, đúng là khó mà ứng đối. Ừ. Ta biết, các ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi. Điền Quân Kha run lên trên mình áo choàng, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt. Vận mệnh nữ hoàng đại nhân, nghe nói đổ sát thánh đại hội ngài hiến tế ngàn người, mới từ tâm ma chi chủ dưới quyền chạy trốn ra ngoài, lúc này, thả hợp tác, không khác nào bảo hổ lột ra à. Huyền Cơ Nguyệt tựa hồ sớm có chuẩn bị như nhau, sóng mắt cũng không có chuyển một tí, chỉ là khẽ mỉm cười, ngươi không nói. Ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điền Quân Kha dĩ nhiên sẽ không tự cho là đúng nhận vì mình cái này vài ba lời tới giữa, liền có thể gây xích mích hai người lục đục. Bất quá ngươi nếu biết ta hiến tế sự việc, ngươi chắc biết, ta muốn cái gì, liền nhất định phải bắt được. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt màu u lam luân hồi tinh diễm chợt lóe lên, quanh thân tử vi số mệnh khí quanh quẩn. Huyền cô nương muốn có được, ta nhất định sẽ hết sức mà là. Đế Thích Thiên mang trên mặt ung dung mỉm cười, tựa hồ đồ sát thánh đại hội nhân vật chính cũng không phải là hắn như nhau, ngón tay hơi một chút, hư không kẽ nứt bên trong, lần nữa đi ra một người. Đó là một người phụ nữ, giống như quỷ mị vậy người phụ nữ. Xinh đẹp lệ bóng người, màu xanh váy đầm dài, dung nhan thanh tú, trong tay xách một chuôi còn đang rỉ máu trường đao, nàng giống như là quỷ mị vậy. Bóng người tựa hồ là trong suốt, giống như ảo ảnh. Phá trận pháp này. Đế Thích Thiên một chút tâm ma uy áp đầu đưa tới phụ nữ kia hai tròng mắt bên trong, lại là bị hắn đoạt xác người luyện chế ngẫu nhiên. Dạ, chủ nhân. Vậy đạo xinh đẹp hồn ảnh, ánh mắt đờ đẫn, có chút chần chờ gật đầu một cái, trường đao thật cao giơ qua đỉnh đầu. Vô số điểm sáng, ở nàng trường đao bên trong bay ra. Bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét xen lẫn. Từng đạo lực công kích tính rơi xuống, bất ngờ nện ở vậy đại trận bên trên. Cô gái này, lại là một vị thái chân cảnh cường giả. Phá cho ta. Trường đao lưỡi đao bên trên, mạ trước một tầng kim quang, hung hãn bổ về phía vậy bao quanh Điền gia bảo vệ đại trận. Cái này tích tụ uy năng bảo vệ đại trận, chỉ như vậy, vỡ nát một góc. Tất cả trong trận người Điền gia đều bị liền rung động, cho tới nay bọn họ dựa vào sinh tồn trận pháp. Ở nơi này người phụ nữ nhất kích dưới, vỡ nát. Mây đen tan đi, vậy vỡ nát một góc, hình thành một cái to lớn lỗ thủng, vô số mênh mông tử vi số mệnh khí, từ trong nghiêng sâu xuống. Cùng lúc đó, Điền Quân Kha trên mình, phủ thêm một tầng đỏ tươi cà sa, cũng có màu vàng đường vân lóng lánh, điều này hiển nhiên là một đạo không tầm thường quy luật thần khí. Hắn dùng sức kéo một cái, vậy đỏ tươi cà sa, ngay tức thì hóa là vô số mảnh vỡ. Hướng vậy bể tan tành một góc đi. Cho ta chờ. Vậy cà sa hóa thành mảnh vỡ, mỗi một phiến cũng hóa là một tầng trận pháp vòng tròn,
một tầng điệp ụp lên vậy bể tan tành đại trận bên trên, định đem tất cả tử vi số mệnh khí cản đường bên ngoài. Muộn rồi, Đế Thích Thiên lộ ra một cái mỉm cười hài lòng, đối với hắn cái này kiện nhất tác phẩm mới, hắn dĩ nhiên là hài lòng cực kỳ. Phụ nữ kia đại đao lần nữa ngang qua ra, nhiều tâm ma khí tràn ra, hơi lớn đao ra chỉ lên một chút đánh đâu thắng đó. Ung ung, liên tiếp nổ vang, một đạo lại một đạo vòng sáng chỉ như vậy bể tan tành xuống. Thái cổ pháp môn, càn quét thiên địa. Điền quân Kha con người bên trong, thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Ngay tức thì ở cô gái sáu phương vị, xuất hiện sáu tòa trăm trượng cao cửa ánh sáng, nhiều thiên địa nguyên khí và thiên địa quy tắc lực, cũng hướng quang cửa tụ tập đi. Lấy phụ nữ kia là tròn tim, chu vi ngàn dặm đổi được một phiến đen nhánh, chỉ có cái này sáu phiến cửa ánh sáng, nhưng phát ra sáng chói ánh sáng rực rỡ. Đế Thích Thiên sắc mặt đông lại một cái, như vậy thần uy, cũng không phải là một người ngẫu nhiên có thể ứng đối. Thái cổ lục đạo môn, tham tự môn. Điền quân Kha không hề định cho phụ nữ kia bất luận phản ứng gì thời gian, đã đem trong đó một đạo cửa ánh sáng đánh ra, hung hăng đánh về phía phụ nữ kia. Cô gái không có chút nào lùi bước, trong tay trường đao liền nói, trực tiếp lấy tảng sáng lực chống đỡ. Hai cổ khí lãng đối với sông lên, ầm một tiếng, vô số tu vi thấp người điền ra, mất đi đại trận bảo vệ, ở trong một cái chớp mắt này hóa là phấn vụn. Điền quân Kha khuôn mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể đem hắn ép đến cảnh giới như vậy, nếu như hắn tiếp tục chống cự, vô số người điền ra, đem sẽ mất mạng ở hắn uy năng dưới. Bước chân duy gian, hai đầu làm khó. Phốc, làm một tộc chi trưởng, Điền quân Kha là lấy bảo vệ tộc nhân là nhiệm vụ của mình, lúc này này cảnh giới, cho dù là bị cắn trả hiểm, cũng không khỏi không đem hắn năm đạo cửa ánh sáng thu hồi trong cơ thể. Tộc trưởng. Bốn vị trưởng lão hiển nhiên đã ý thức được tộc trưởng đột nhiên từ được thu chiêu nguyên nhân, lúc này chỉ hận bọn họ nhiều năm không chiến, mất đi võ đạo truy đuổi chi tâm, trước đánh một trận hao tổn quá lớn, lúc này không có chút nào bảo vệ tộc nhân khả năng. Ha ha, Điền quân Kha, ngươi nếu chủ động thu chiêu, vậy thì nhanh chóng giao ra Thái Thượng Huyền Minh Thiết, ta còn có thể gìn giữ ngươi tộc nhân tánh mạng. Đế Thích Thiên phất phất tay, đem đã bị thương hôn mê cô gái thu vào một khối thế giới. Phải không? Điền quân Kha trong miệng chậm rãi chảy xuống một ngụm máu tươi, trong mắt nhưng có một đạo hàn quang chợt lóe lên. Muốn ta điền ra lúc này nhận thua, nói vớ vẩn. Phịch. Điền quân Kha đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai ném về phía Đế Thích Thiên. Vật kia thể giống như là một chuôi lưỡi dao sắc bén vậy, phá không mà ra, Đế Thích Thiên cũng không nghĩ tới đối phương còn có cái này phản công lực, vội vàng né tránh. Tìm kiếm. Vật kia thể lại cũng không như hắn sở liệu, nổ tung, mà là cùng điền ra bảo vệ đại trận va chạm trong nháy mắt, hóa hình là một cái to lớn hư ảnh mờ u rùa. To lớn kia mờ u rùa hóa hình là đại trận một phần chia, đã sụp đổ đại trận, lúc này lần nữa bị kín kẽ che giấu. Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, rất nổi nóng, cái này điền ra nội tình phong phú đến đây, nếu như một mực co giúp ở cái này vỏ rùa bên trong, không ra nên làm thế nào cho phải. Huyền cô nương chớ nên cuống cuồng, chúng ta có thể phách mở một lần, là có thể bổ ra hai lần, ta không tin bọn họ có nhiều như vậy nội tình có thể một mực ở bảo vệ trận trên dưới công phu. Huyền Cơ Nguyệt nhưng thúc giục, chậm thì xanh biến, vẫn là nhanh lên đi. Điền ra bên trong. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Bốn vị trưởng lão rối rít tụ tập tới, bảo vệ ở Điền quân Kha bên người. Ta không có sao, chỉ là tạm thời mượn dùng thái cổ rùa thần. Tới bảo vệ một hai, nếu như liền cái này thái cổ rùa thần phòng ngự, cũng bị tâm ma chi chủ và vận mệnh chi chủ phá vỡ, vậy thì thật xoay chuyển trời đất hết cách. Chẳng lẽ đây thật là ta điền ra diệt tộc ngày? Đám người mặt lộ sầu khổ, cái này chục triệu năm bảo vệ thái thượng huyền minh thiết, đối với bọn họ điền ra mà nói, là họa không phải phúc à. Điền Khôn, người mang tân hỏa đệ tử, rút lui đến liền tầng 9 trong động, vô luận bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng không nên ra ngoài. Điền quân Kha lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đối với hắn mà nói, như thế nào làm ruộng nhà lưu lại chút hy vọng, là lúc này nhất hẳn suy tính. Tộc trưởng, Thái Thượng Huyền Minh Thiết đối với chúng ta mà nói, căn bản là một chồng không tới sắt vụn đồng hư, chúng ta cần gì phải vì thế phối hợp toàn tộc tánh mạng. Im miệng. Điền quân Kha nghe đến chỗ này, uy nghiêm ánh mắt quét về phía cái này nói khoác mà không biết ngượng trưởng lão.
sau này không nên để cho ta nghe được ngươi trong miệng nói ra như vậy. Ta Điền Gia nặng tuân thủ ư, tuyệt đối sẽ không bởi vì tự thân vinh nhục, liền đem lời thề quên đi. Là ta lạm quyền, trưởng lão kia lộ ra một cổ uy nghiêm dùng mình, bất đắc dĩ thõng xuống trong mắt. Tộc trưởng, ta còn có thể đánh một trận, để cho Điền Uy đưa đệ tử lui nhập tầng 9 trong động đi. Đại trưởng lão, ta Điền Uy một cái mạng cùi, cần phải ngài đưa bọn họ đi vào. Cái này là sinh tồn duy nhất cơ hội, nhưng là lúc này các trưởng lão nhưng không chút nào tham sống sợ chết dáng vẻ. Không nên nói nữa, Điền Khôn, ngươi là đại trưởng lão, muốn đảm đương nổi trách nhiệm lớn hơn, đám này tân hỏa đệ tử, liền giao cho ngươi. Điền Quân Kha dứt lời, đã vẫy tay tỏ ý bọn họ lui ra, tự mình một người thì xuyên thấu qua trong suốt đại trận, cùng Đế Thích Thiên xa xa nhìn nhau. Trên hư không, trước bị tê liệt kẽ nứt bên trong, có một đôi lãnh đạm trong mắt đang thận trọng quan sát bốn phía. Diệp Thần cầm trọng tiêu tử cấp cho chỉ dẫn, sớm ở Đế Thích Thiên quỷ mị xuất hiện trước, đã đến nơi này. Nhưng là cái này tiếp liền không ngừng hỗn chiến, lại có Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt hai tôn sát thần chấn giữ, hắn một người, thật sự là có chút người cô đơn ý, không cách nào tùy tiện lộ mặt. Hắn mặc dù cuồng, nhưng cũng biết dưới mắt tự mình ra tay, chỉ sẽ là một con đường chết. Lúc này ở yên tĩnh giọt nước và che đậy thuật pháp bọc dưới, mới dám xuyên thấu qua cái này hư không kẽ nứt, thận trọng xem có không có thể chui vào không gian. Đồng thời, trên bầu trời, ta đã không có tính nhẫn nại, chẳng lẽ người muốn chờ bọn họ người Điền ra cũng chạy, mới xuất thủ không? Huyền Cơ Nguyệt kêu rên nói, nàng vốn là còn muốn xem Đế Thích Thiên muốn làm cái gì, lúc này, đối mặt dễ như trở bàn tay Thái Thượng Huyền Minh Thiết, nàng không hề muốn lại trắng hao phí thời gian. Huyền cô nương, gần đây nóng nảy, nhưng mà càng phát ra tiêu lửa đốt. Đế Thích Thiên lộ ra vẻ mỉm cười, bộ kia thờ ơ khí âm nhu, để cho Huyền Cơ Nguyệt căm tức hơn. Thần La Thiên Kiếm. Huyền Cơ Nguyệt tung người lên, thân hình đã rơi xuống trên không trung, từng đạo cương phong hội tụ, vô số màu vàng tím thần khí, ngưng tụ thành một đoàn đoàn rực rỡ chói mắt ánh lửa. Mỗi một đạo trong ánh lửa, cũng có mấy triệu đạo cương phong. Mỗi một đạo cương phong, đều có bổ ra núi cao uy lực. Huyền Cơ Nguyệt cao cứ ở trên trời, phát ra uy nghiêm thanh âm, phá cho ta. Vậy quá thượng thần con rùa hư ảnh, ở đạo này đạo cương phong đụng dưới, đổi được càng ngày càng ảm đạm. Nháy mắt tức thì, chu vi mấy ngàn dặm đều là mưa gió biến sắc, một cổ nữ hoàng vô thượng uy áp, hạ xuống ở mỗi một tấc đất bên trên, mỗi một cái người Điền ra trên mình, để cho người cảm giác được nghẹt thở. Huyền Cơ Nguyệt phung tay lên, Thần La Thiên Kiếm hung hăng đánh xuống. Phá! Vậy quá thượng thần con rùa hư ảnh hoàn toàn tiêu tán, Điền ra không có Thái Thượng rùa thần bảo vệ, lần nữa lộ ra vậy thiếu một góc đại trận. Điền Quân Kha, giao ra Thái Thượng Huyền Minh Thiết, toàn bộ Điền ra, ta chỉ giết ngươi. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng thanh âm vang lên, giết Điền Quân Kha, cũng coi là cho ngư nhi một cái cung cấp tin tức khen thưởng. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, cái loại này nhìn bằng nửa con mắt nữ hoàng oai, vận mệnh chi chủ trình độ cao nhất khí vận gia trì, còn có Thần La Thiên Kiếm nơi tay, lúc này Điền Quân Kha coi như là đem Thái Cổ Kim Thân Nguyền rủa luyện đến trình độ cao nhất, cũng bất quá là chỉ có thể cứu mình tánh mạng. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lấy một bộ thân xác đi ngăn trở, không khác nào đường cánh tay ngăn cản xe. Người Điền ra nhìn về phía tộc trưởng vẻ mặt, đã mặt xám như cho tàn. Muốn để cho người Điền ra ruồng bỏ cam kết, đó là không thể nào sự việc. Mà giờ khắc này, che giấu ở yên tĩnh giọt nước bên trong Diệp Thần, lúc này lại hai tròng mắt ngưng trọng đến trình độ cao nhất, dưới mắt Điền ra nhất định đến khổ sở nhất giây phút. Chỉ là, nhiều như vậy quá thật cường giả, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, liền quang một cái Huyền Cơ Nguyệt, đã đủ hắn dùng hết toàn bộ lá bài tẩy. Nhưng là, chỉ như vậy mình trơ mắt nhìn Điền ra tiêu diệt sao? Vậy ngoài ra nửa cái chìa khóa, liền thật không có phân nửa cơ hội. Diệp Thần trong lòng nặng nề không dứt, hắn thậm chí không biết Điền ra lúc này gặp gỡ là tại sao, Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên mục đích phải chăng cùng mình giống nhau như đúc. Điền ra rõ ràng đã lánh đời mấy chục ngàn năm, làm sao sẽ cùng trong chốc lát bị nhiều cường giả như vậy nhằm vào. Nhất định là Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt dở trò quỷ. Diệp Thần đối với mình suy đoán vô cùng khẳng định, chỉ là, hắn nên như thế nào ứng đối, mới có thể cứu Điền Quân Kha. Tiểu tử! Đột nhiên, luân hồi mộ địa bên trong,
truyền ra một đạo xa lạ lại cực độ thanh âm tang thương. Đây cũng không phải tinh hải thần thanh âm. Cũng không phải cái khác có thể dẫn động đại năng thanh âm. Diệp Thần tâm niệm vừa động, không do dự nữa, đã đến luân hồi mộ địa bên trong. Không biết là vị tiền bối nào kêu gọi. Diệp Thần có chút khao khát nhìn quen thuộc đại năng mộ bia, ở lúc mấu chốt này, hắn quả thật hy vọng có đại năng có thể ra tay. Nhâm tiền bối để cho hắn không muốn quá độ lệ thuộc vào luân hồi mộ địa, chỉ vì là vậy cấm kỵ sắp ra đời. Chẳng lẽ thanh âm này là vậy cấm kỵ? Sẽ không thảm như vậy đi. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, bởi vì vậy cổ xưa lại thanh âm tang thương vang lên lần nữa, ngươi lại tới đây. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hướng thanh âm ngọn nguồn đi. Đó là một tòa như cũ thuộc về phong ấn ở giữa luân hồi mộ bia, phía trên vẫn là không bia, còn chưa có xuất hiện tên chữ. Đây là Diệp Thần nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên ở luân hồi mộ địa đụng phải loại chuyện này. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Tiền bối, là ngài đang kêu gọi ta. Diệp Thần trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng chỉ có thể mau đi mấy bước, đi tới thần bí kia mộ bia trước mặt, tựa hồ như vậy thì có thể thấy cái này luân hồi mộ bia sau lưng tồn tại như nhau. Hôm nay, như muốn phá cuộc, ta có thể giúp ngươi. Thanh âm như cũ truyền tới. Diệp Thần mặt mũi bên trong thấm ra vô hạn vui sướng sáng bóng. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Ta biết hết một hồi pháp, bất quá cần lấy ngươi luân hồi huyền bi làm trận mắt, nếu như ngươi có biện pháp bày ra trận này, coi như là Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, cũng không cách nào bổ ra nó bảo vệ. Diệp Thần trong lòng tuy như cũ hoài nghi, nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, chỉ có thể gật đầu liên tục, xin tiền bối giúp ta. Ta giờ phút này còn ở phong ấn bên trong, cũng không thể xem bọn họ như nhau phụ thể cùng ngươi. Tiền bối kia thanh âm tang thương nói tới chỗ này, trong giọng nói mặt khó tránh khỏi có chút thất lạc. Ta có thể đem một đạo thuật pháp truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi muốn tự nghĩ biện pháp xuyên thấu qua vậy kẽ nứt, tiến vào điền gia. Hơn nữa, phải khuyên nói điền gia, trợ giúp ngươi kết thành trận pháp. Đây là ngươi và điền gia duy nhất cơ hội. Diệp Thần ngẩn ra, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, người này là trận pháp sư. Hẳn không có thể, trăm vị đại năng đều là mỗi cái lĩnh vực tồn tại. Luân hồi mộ địa trước đây đã dẫn động Thái Huyền Trận Hoàng. Vậy thanh âm này sau lưng tồn tại lại là lai lịch gì? Thật chẳng lẽ là vậy nhâm tiền bối trong miệng thế gian cấm kỵ? Cái này đại năng còn có một chút cổ quái. Trận pháp vì sao cần vận dụng luân hồi huyền bi? Vị này đại năng nếu không có bị dẫn động, chắc không chỗ biết được mình có luân hồi huyền bi sự việc. Hết thảy các thứ này cũng quá quỷ dị. Bất quá Diệp Thần vậy rõ ràng vị này đại năng lời nói, luân hồi huyền bi trận pháp cố nhiên là phương pháp, nhưng như thế nào ở Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt mí mắt phía dưới, len lén lẻn vào đến điền gia, đây mới là đối với hắn chân chính khảo nghiệm. Được, tiền bối, ta nghĩ biện pháp lẻn vào điền gia, bố trí đại trận, liền muốn làm phiền ngài. Luân hồi mộ bia bên trong thanh âm chậm rãi đáp một tiếng, liền lại cũng không có lên tiếng. Thần bí đến trình độ cao nhất. Diệp Thần thần thức đã trở về, hai tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú chiến cuộc, thân thể lần nữa giấu ở yên tĩnh giọt nước bên trong, cẩn thận dò xét có thể lẻn vào đi vào hết thảy cơ hội. Luân hồi mộ địa bên trong, theo vậy đạo phong ấn thanh âm biến mất sau đó, đúng phiến luân hồi mộ địa đất đai, đang lấy tốc độ bất khả tư nghị xanh thành kẽ nứt, đem vậy mộ bia những thứ khác mộ bia phân ra. Phân tán cá đá bên trong, lại thấm ra mơ hồ tia máu, vị này luân hồi đại năng. Xa xa không có đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, chiến cuộc bên trong. Thái cổ thất tinh táng nguyệt. Điền gia tộc trưởng Điền Quân Kha hiển nhiên không có buông tha, hắn điền gia đối với thái thượng thế giới thủ ước, tuyệt đối sẽ không kết thúc ở hắn cái này đồng lứa. Nhất thời, bảy viên tàn phá tinh thần, từ hắn ấn đường bay ra, trôi lơ lửng đến trên hư không. Ngôi sao thể tích vô cùng là to lớn, giống như có nửa cung điện vậy, lớn nhất một viên. Giống như một quả to lớn sao xa, tản ra làm người ta hít thở khó khăn phong phú hơi thở. Bảy ngôi sao thể tích, trên thực tế vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ra. Bọn họ bản thể, cơ hồ có thể so với cả tòa cánh đồng hoang vu. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt nặng nề, nàng có thể cảm giác được chung quanh không gian, đổi được nặng nề như thiết. Lấy nàng cảnh giới tu vi, đều tốt tựa như tiến vào ao đầm bên trong, giơ tay nhấc chân tới giữa. Cảm giác được trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm, thái cổ thất tinh táng nguyệt,
ở ta điền ra 12 thần thông, hạng thứ 2, 7 ngôi sao lấy 7 viên tinh cầu làm gốc theo, khắc ghi xuống tới trận pháp cực phẩm, xứ bọn họ hình thành một cái chỉnh thể. 7 sao kết hợp với nhau, bộc phát ra uy lực, cho dù là các ngươi, cũng phải đem hết toàn lực né tránh. Coi như ngươi là vận mệnh chi chủ, cũng không cách nào không bị ảnh hưởng. Vậy ngươi không cần phải để ý đến tộc nhân của ngươi liền sao? Huyền Cơ Nguyệt mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hiểu rõ thời khắc này Điền Quân Kha không có lựa chọn nào khác. Người cố hữu vừa chết, hoặc nhẹ tại Hồng Mao, hoặc nặng tại Thái Sơn. Điền Quân Kha lộ ra lau một cái lớn không sợ nụ cười, có lẽ, ngươi như vậy hại chết mình vị hôn phu người phụ nữ, vĩnh viễn đều sẽ không biết rõ. Huyền Cơ Nguyệt giận từ trong lòng đốt, hai con tròng mắt thiêu đốt vô tận hung quang. Điền Quân Kha vậy không do dự chút nào, hắn 7 viên tinh cầu, có thể chiếu sáng mấy vạn dặm chi địa. Đế Thích Thiên, ngươi xác định không ra tay. Phát động công kích trong nháy mắt, Huyền Cơ Nguyệt tức giận hướng một bên Đế Thích Thiên nói. Huyền Cơ Nguyệt lúc này trong cơ thể tử vi số mệnh thuật, hóa là tầng tầng lớp lớp thánh khí, hóa là một cái nước lũ, xông về bầu trời, hung hãn cùng 7 ngôi sao đụng vào nhau. Đế Thích Thiên bóng người cũng ở đây trong một cái chớp mắt này động. Tâm ma nghịch loạn, lật đổ trời. Đế Thích Thiên phát ra cuồn cuộn ngâm sướng, không ngừng thúc giục tâm ma đại chú kiếm, vô tận chú văn nổi lên, cuồng bạo tâm ma hơi thở, không ngừng xâm nhập phạt Điền Quân Kha tâm thần. Chính là giờ khắc này. Diệp Thần ẩn giấu ở yên tĩnh giọt nước thân hình, cũng ở đây trong một cái chớp mắt này từ trong hư không nhảy xuống, thẳng tắp nhảy vào vậy tan vỡ bảo vệ trong đại trận. Nhưng nếu không phải Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đồng thời ra tay, hắn cũng không có nắm chắc đơn thuần bằng vào yên tĩnh giọt nước liền có thể tránh thoát hai cái đại năng theo dõi. Nhưng là lúc này, Điền Quân Kha bộc phát một kích mạnh nhất, để cho Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đồng thời nghênh chiến. Đây là hắn duy nhất cơ hội, đánh cuộc một lần. Đám mây bốc cháy, biến thành màu đỏ thẫm. Hỏa vân ở giữa, một cổ chí tôn lực bộc phát ra, hơi thở lan tràn toàn bộ điền ra, Huyền Cơ Nguyệt quanh thân bao quanh màu u lam luân hồi tinh diễm, từ ngôi sao này tan vỡ hạt cát bên trong, ưu nhã ra. Tất cả người điền ra cũng nhắm mắt, Huyền Cơ Nguyệt đi ra, tộc trưởng một kích mạnh nhất, vậy tuyên cáo thất bại. Điền Quân Kha, người mất đi cơ hội cuối cùng, sau ngày hôm nay, toàn bộ thiên nhân vực, đem lại cũng không có điền ra. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm lạnh như băng tuyên cáo điền ra diệt tộc. Vẻ thê lương, xuất hiện ở Điền Quân Kha trán bên trên. Từ vạn năm trước khi vậy một tràng nội chiến, điền ra đã đóng đời vạn năm, không nghĩ tới vẫn là không tránh khỏi số mệnh luân hồi. Ngươi là người phương nào? Ngay tại lúc này, Điền Uy tự nhiên chú ý tới Diệp Thần lén lén lút lút từ yên tĩnh giọt nước bên trong chui ra, trong lòng giật mình, rất sợ đây là kẻ địch lẻn vào đi vào. An tâm một chút chớ nóng. Diệp Thần vội vàng bước lên trước, đem hắn vậy bó nhập yên tĩnh giọt nước bên trong. Tại hạ Diệp Thần, vốn là đi cầu gặp Điền Quân Kha tộc trưởng, không muốn gặp chuyện này. Không quá ta nhà có một trưởng bối, thông hiểu một loại trận pháp, chỉ cần xây dựng, không những có thể ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên đối với các ngươi điền ra công kích, còn mới có thể bảo vệ được các ngươi điền thị nhất tộc. Điền Uy thần sắc ngưng trọng, nhưng là lắc đầu liên tục, một chuôi quỷ gai dao găm đã để ở Diệp Thần cổ họng. Ngươi cũng là vì Thái Thượng Huyền Minh thiết tới. Diệp Thần có loại có đắng không nói được cảm giác, không biết làm sao lắc đầu, trong tin đồn mạnh nhất tám đại thiên kiếm, ta may mắn có một chuôi, cho nên, không hề rất lưu luyến ngài Thái Thượng Huyền Minh thiết. Vậy ngươi vì sao tham gia? Hơn nữa, ngươi gọi Huyền Cơ Nguyệt vốn tên là, lại gan lớn như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần liền vội vàng giải thích, ta là Diệp Thần, như giả bao đổi, ta cùng Huyền Cơ Nguyệt có thù không đợi trời chung, ta là đời này luân hồi chi chủ, định trước cùng nàng không chết không thôi. Đời này luân hồi chi chủ. Điền Uy rõ ràng đối với Diệp Thần nói không có chút tín nhiệm nào, ở hắn xem ra, đây chính là một cái phe địch trận doanh tiểu nhân. Lúc này, ta không có ở đây cùng ngươi từ chứng thân phận, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta, đây là ngươi điền ra hy vọng duy nhất. Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên làm việc, không chút nào chỗ trống, có lẽ điền tộc trưởng an bài đại trưởng lão mang một đội người chạy thoát thân, nhưng là, ta cũng phát hiện, huống chi Đế Thích Thiên người như vậy. Điền Uy lúc này trên mặt hiện lên lau một cái do dự, cái này người thanh niên nói vậy có đạo lý. Hơn nữa, Đế Thích Thiên là đời này tâm ma chi chủ. Nếu như một khi điền ra thất bại,
vậy hắn tùy tiện bắt một cái, ngươi có thể bảo đảm các ngươi Điền gia tất cả mọi người đều có thể như các ngươi tộc trưởng liền dạng, chống cự liền tâm ma thề. Diệp Thần hướng dẫn từng bước lần nữa nhấn mạnh, các ngươi tộc trưởng đã đem hết toàn lực, lại không có tổn thương đến đối phương một chút nào, lúc này, ta là các ngươi hy vọng cuối cùng. Ngươi, Điền Uy thật ra thì đã bị Diệp Thần thuyết phục, hắn biết, lúc này, coi như là sai, cũng không có so diệt tộc càng kết quả xấu. Chính là ta. Diệp Thần gật đầu một cái, vô luận như thế nào ta sẽ tận lực bảo vệ Điền tộc trưởng, bất quá vì không bứt dây động rừng, cần mượn ngươi tới che chở ta bày trận. Điền Uy do dự mấy giây, thở ra một hơi, cũng coi là đáp ứng. Đụng. Ngay tại hai người ngay lúc nói chuyện, Điền Quân Kha lần nữa bị hai người liên kích oanh bay, rơi trên mặt đất khạc ra một ngụm máu tươi. Tộc trưởng. Tất cả người Điền gia, trong ánh mắt cũng toát ra một chút bi thương tình cảm. Cho tới nay bảo vệ bọn họ tộc trưởng, lúc này đang dùng mình tánh mạng thực hiện trước cam kết. Hắn là bọn họ Điền gia anh hùng. Rào rào. Huyền Cơ Nguyệt mang nồng nặc sát ý, đâm ra một đạo kiếm quang, đánh về phía Điền Quân Kha sau lưng. Trong thoáng chốc, kiếm khí ngang dọc, vang lên rào 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 kiếm tiếng. Vô tận quy luật vào giờ khắc này phun trào. Sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Tiền bối, mau, giúp ta bày trận. Diệp Thần lúc này cũng không đoái hoài tới hoài nghi vị này chưa từng gặp mặt luân hồi mộ địa đại năng phải chăng thật có như hắn nói uy lực, chỉ có thể dốc toàn lực. Bởi vì, Điền Quân Kha, lại vậy không kiên trì nổi. Điền Uy. Điền Quân Kha hai mặt thụ địch, lúc này lại thấy được Điền Uy hai tay kết ấn, giống như không đâu vào đâu vậy, đang nhớ tới không biết Sở Vân thần chú, trong lòng lại là hiện lên vẻ bi thương cảm giác. Hôm nay Điền gia thật muốn hủy ở trên tay hắn. Mà giờ khắc này, âm khí dày đặc quỷ sương mù, từ Điền gia nội bộ bay lên ra, ở nơi này màn đêm bên trong mãnh liệt dâng trào ra, quỷ sương mù vây quanh ở nơi này trên hư không, trong sương mù truyền tới hàng ngàn hàng vạn đạo quỷ hồn kêu gào tiếng, để cho người cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ùm ùm, quỷ kia sương mù bên trong, xuất hiện hai tôn quỷ ảnh. Một tôn quỷ ảnh thân hình cao đến trăm trượng, tay cầm cây đinh ba, cả người mọc đầy thiết giống vậy bắp thịt, hai con mắt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Ngoài ra một tôn, trên đầu dài đối với sừng rồng, sau lưng có màu đen long rực, lại có hai chân, trong tay kéo một căn cốt roi, giống như một tôn sát thần. Điền Quân Kha lúc này đều có chút nhìn mà sợ, không biết Điền Uy đây là gọi về thứ gì đi ra. Không nói Điền Uy, liền liền Diệp Thần lúc này cũng có chút kinh hoàng ngạc nhiên. Cái này cùng hắn tưởng tượng trận pháp thật giống như hoàn toàn không cùng. Điền Uy ngươi đang làm gì? Điền Quân Kha thấy vậy buổi trống, vội vàng chào hỏi ngoài ra hai người trưởng lão hộ tống tộc nhân ẩn núp, dẫn lông mày hoành trọn, nhìn về phía Điền Uy. Ta. Điền Uy lúc này không cách nào giải thích, chỉ có thể hướng Diệp Thần phương hướng một chảo, rất miễn cưỡng đem vậy yên tĩnh giọt nước bắt phá, lộ ra núp ở bên trong Diệp Thần. Không phải ta, là hắn. Diệp Thần lúc này cũng là vô cùng là không biết làm sao, lúc này trận hình vẫn chưa có hoàn toàn kết thành, hắn nhưng bại lộ hành tung, Điền gia, thật sự là khí số đã hết sao? Ngươi là người phương nào? Điền Quân Kha lúc này mặt lộ nghi ngờ, cái này trẻ tuổi người đàn ông, hắn chưa bao giờ gặp qua. Đáng chết, luân hồi chi chủ vì sao sẽ ở chỗ này? Còn chưa cùng Diệp Thần trả lời, Đế Thích Thiên ngược lại là trước gọi phá Diệp Thần thân phận. Huyền Cơ Nguyệt nghe đến lời này, con người cũng là mừng rỡ dị thường, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Thằng nhóc thúi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, lần này, cũng không có người tự bảo tới bảo vệ ngươi. Huyền Cơ Nguyệt châm chọc vừa nói, hôm nay Diệp Thần hiện thân, nàng và Đế Thích Thiên liên thủ, nhất định đem hắn tru diệt. Cái đó, Điền tộc trưởng, ta vốn là tới hướng ngài nhờ giúp đỡ, bất quá lúc này, muốn đến không có ở đây làm giới thiệu. Nhưng là, địch nhân kẻ địch, liền là bạn đúng không? Diệp Thần liền vội vàng giải thích. Hiện tại ta cái này bảo vệ trận pháp, còn sót lại một bước cuối cùng là có thể bố trí xong, xin tiền bối lại kéo một hồi. Ba tức đủ rồi. Điền Quân Kha thấy vậy, vậy trong lòng biết, cái này Diệp Thần chưa chắc không phải là vì Thái Thượng Huyền Minh thiết tới, nhưng hắn nói không giả, địch nhân kẻ địch liền là bạn, nếu là có thể lần nữa xây dựng cái này bảo vệ đại trận. Coi như lưu lại Diệp Thần một người ở Điền gia, vậy bọn họ cũng có là biện pháp đem hắn tru diệt. Được. Điền Quân Kha gật đầu, có cái này hai tôn quỷ ảnh tương trợ,
tin tưởng hắn hẳn còn có thần thông, có thể chống đỡ cái ba tức. Đế Thích Thiên, liên thủ Chu Diệt còn chưa lớn lên luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt không chút nào dao động, đối với nàng mà nói, cướp lấy Thái Thượng Huyền Minh Thiết chính là vì tăng lên thần La Thiên Kiếm, đánh chết Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần đã xuất hiện, tự nhiên muốn mượn Đế Thích Thiên tay, Chu Diệt hắn. Vận mệnh nữ hoàng, người đối thủ là ta. Điền Quân Kha hai tay đập một cái, trong tay kết ấn. Thái Cổ Kim Thân nguyền rủa. Vô cùng cường hãn hộ thể thần thông, đem Điền Quân Kha cả người bọc lại, quanh thân lưu chuyển ra xích kim quang mang. Tại chỗ ba vị trưởng lão lúc này đều cơ hồ ngưng lại, ngơ ngác nhìn trong hư không tộc trưởng bóng người. Điền gia duy nhất một luyện thành Thái Cổ Kim Thân nguyền rủa người à. Nhưng lúc này cũng không phải là xúc động thưởng thức thời điểm. Vô số tán tu lúc này đã nhận được Đế Thích Thiên mệnh lệnh, người trước gục ngã người sau tiến lên đánh về phía Diệp Thần. Vậy hai đạo quỷ ảnh, to lớn cốt roi càn quét ra, cường hãn địa ngục oai, để cho các tán tu giống như nghẹt thở như nhau, bị cuộn sạch ra. Đế Thích Thiên trong miệng thần chú lăn lộn, tựa hồ là muốn vận dụng tâm ma lớn thể. Cắt đứt, Diệp Thần gào thét, Đế Thích Thiên một khi phát động thành công, hắn bảo vệ trận pháp đem lại cũng không cách nào hoàn thành. Điền Quân Kha hiển nhiên đối với tâm ma chi chủ vậy nhất định có biết rõ, cả người hóa thân là kim quang, như một làn khói đánh vào đến Đế Thích Thiên trước mặt. Hai tay giống như to lớn đồng la vậy, hung hãn đánh vào Đế Thích Thiên trên hai cánh tay. Bá! Máu bắn tung tung tóe, máu tươi nhưng là từ Điền Quân Kha trên mình văng tung tóe ra. Cốt sắt thiết cốt thì thế nào, ở tám đại thiên thân kiếm trước, vẫn là phổ thông cải trắng như nhau, để cho người tùy tiện cầm nặn, huống chi. Ngày này kiếm người sử dụng, vẫn là Huyền Cơ Nguyệt như vậy nữ hoàng. Tộc trưởng, Điền Uy lúc này cũng biết mình rốt cuộc phạm vào một cái như thế nào sai lầm. Nếu như không phải là hắn cưỡng ép vạch trần Diệp Thần ngụy trang, Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt thế công sẽ không như vậy sinh mãnh. Điền Quân Kha bị đâm thủng, lại cũng không cách nào kéo dài Thái Cổ Kim Thân nguyền rủa uy năng. Hắn vậy rốt cuộc chiến đến mất sức, chết lặng, đến mất đi năng lực tác chiến. Tiền bối kết quả còn bao lâu nữa bố trí thành công? Bên ngoài đã mau không kiên trì nổi. Diệp Thần mắt gặp Điền Quân Kha lại không trì hoãn lực, hắn chỉ có thể thúc giục vị kia thanh âm thần bí chủ nhân, vô luận như thế nào, hắn cũng phải nghĩ biện pháp giữ được Điền Quân Kha. Một bước cuối cùng, luân hồi đại năng giọng uy nghiêm, tựa như cùng hắn gọi tới trận pháp vậy, tiết lộ ra vô hạn khí tức quỷ dị. Hiện tại, điều khắc minh văn. Diệp Thần gật đầu. Dưới quyền vô cùng nhanh chóng bay khắc. Luân hồi chi chủ, người vẫn là một như thường lệ thích uổng phí thời gian à. Huyền Cơ Nguyệt bóng người lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Diệp Thần, rồi sau đó, đoan trang đại khí dung mạo lại đột nhiên lộ ra một chút bi phẫn. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Diệp Thần hơi thở tu vi, rốt cuộc lại tăng trưởng. Cái này nghịch thiên yêu nghiệt, tuyệt đối không thể lại để mặc cho hắn trưởng thành tiếp. Một giây kế tiếp, thần La Thiên kiếm động. Một đạo mang trình độ cao nhất khí tức hủy diệt hướng Diệp Thần đi. Cái này khí tức hủy diệt thậm chí vượt qua Diệp Thần hủy diệt đạo ấn. Ngưng! Đột nhiên, luân hồi huyền bi ầm ầm hiện ra, mang vô cùng sơ sắc tiêu điều luân hồi khí, đi lang thang rơi vào cái này điền ra đang trung tâm trận pháp bên trên. Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên kiếm vẻn vẹn chỉ còn dư lại một bước xa. Chậm! Ở nơi này trận pháp lạc thành trong nháy mắt, vậy tới từ địa ngục lực lượng kinh khủng, để cho Diệp Thần cũng trố mắt nghẹn họng. Một đạo lại một đạo cổ xưa phù văn dấu vết xuất hiện, dạo dực ở trận pháp bên trên. Mà vậy to lớn trận pháp còn có cửu long vần quanh. Vô tận ngục khí, lại ngăn trở lại cái này Huyền Cơ Nguyệt kinh thiên một kiếm. Thậm chí cái này kinh thiên một kiếm, không có chút nào đối với thần bí kia đại năng trận pháp tạo thành một chút tổn thương. Diệp Thần trận pháp chỉ đạo vậy coi là khủng bố, nhưng cũng có chút không cách nào tiếp nhận à. Trận pháp này chỉ đạo hiển nhiên vượt ra khỏi thiên nhân vực trình độ cao nhất. Vậy thanh âm thần bí sau lưng, kết quả là ai? Mà giờ khắc này, nhìn mình một kiếm bị ngăn cản, Huyền Cơ Thắng con người bỗng nhiên phóng đại, môi đỏ mỏng khẽ nhếch. Đây là nàng thời gian dài như vậy tới nay, lần đầu tiên thất thố. Điều này sao có thể? Như vậy kiếm ý. Thiên nhân vực lại có trận pháp có thể ngăn cản. Đây chính là thần La Thiên kiếm à.
thậm chí có thể dễ như trở bàn tay trong nháy mắt giết một ít quá thật cường giả một kiếm. Một bên Đế Thích Thiên trong mắt cũng là ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Không có ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn con người bên trong tựa hồ có lửa giận đang cháy. Chỉ vì là, ván này, hắn vào Huyền Cơ Nguyệt bại bởi Luân Hồi Chi Chủ. Vậy còn không lớn lên Luân Hồi Chi Chủ. Dưới mắt, bọn họ thậm chí không biết trận pháp bên trong chuyện gì xảy ra. Bực bội và tức giận. Có một phe này đại trận bảo vệ, Điền gia nhất định có thể lại lánh đời một đoạn thời gian, nghỉ ngơi lấy sức. Tộc trưởng, ngươi phải sống à? Điền Uy thanh âm kêu rên vang lên. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vội vàng đi lên phía trước. Lúc này Điền Quân Kha hơi thở mong manh, hiển nhiên đã đến đường sinh tử. Tránh ra! Diệp Thần vội vàng đem Điền Uy đẩy qua một bên, chắp tay hành lễ. Cá chép ban phúc, bát quái thiên đan thuật. Nhảy động minh mông dược khí, đã quanh quẩn ở Diệp Thần hai tay bên trong, từ Điền Quân Kha thất khiếu bên trong chảy vào. Mắt thường có thể thấy được ngoại thương, chỉ như vậy lặng lẽ khôi phục. Chỉ là bị thần La Thiên kiếm đâm bị thương vị trí, nhưng một mực không có chút nào khép lại. Nơi này vì sao không cách nào khôi phục? Điền Uy gặp Diệp Thần động tác ngừng lại, nhanh chóng chỉ Huyền Cơ Nguyệt bầm tím vị trí, lo lắng hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một quả trước thời hạn luyện chế xong hơn nữa mang theo một chút máu hắn đan dược cực phẩm, bàn tay dùng sức nhấn một cái đè, lúc này đã hóa là một cái nhỏ thuốc đĩa, thỏa thiếp ở Diệp Thần trong tay. Không muốn lấy xuống. Diệp Thần đem thuốc đĩa đặt ở thần La Thiên kiếm bầm tím vị trí, dặn dò Điền Uy nói. Được, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ừ, tộc trưởng, ngài tỉnh. Điền Uy đang nói, nhưng phát hiện Điền Quân Kha lại đã tỉnh lại. Người đâu, đem hắn nhốt vào Điền gia mật thất. Điền Quân Kha sau khi tỉnh lại câu thứ nhất, lại là đem Diệp Thần nhốt vào mật thất, tất cả mọi người đều ngây tại chỗ. Người sáng suốt đều biết là Diệp Thần cứu Điền gia và Điền Quân Kha à. Tộc trưởng, hắn có thể là mới vừa giúp chúng ta chặn lại Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt. Điền Uy tiến lên một bước, nhìn về phía Điền Quân Kha ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Nhốt vào mật thất. Điền Quân Kha nhưng không do dự chút nào, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không có chút nào nhiệt độ. Điền Uy treo một nụ cười khổ, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Thần, hắn thật sự là không rõ ràng tộc trưởng tại sao sau đó như vậy mệnh lệnh. Diệp Thần ngược lại là cởi mở cười một tiếng, không có sao, vãn bối Diệp Thần, hy vọng cùng tiền bối lúc rỗi rảnh có thể trao đổi một hai. Hắn không có làm bất kỳ chống cự, mặc cho Điền gia người làm đem mang đi. Sau một nén nhang, đối mặt đóng chặt cửa, Điền Uy tả tả hữu hữu qua lại không ngừng nghỉ đi. Người yên tĩnh một hồi đi, Điền Khôn vốn là người bị thương nặng, lúc này nhìn Điền Uy, nguyên bản liền tâm tình hỗn loạn, càng tâm trạng không yên. Đại trưởng lão, nói thế nào cái thằng nhóc đó mới vừa cũng là cứu chúng ta à? Điền Khôn nghe lời nói này, hắn trước tuy bị tổ trưởng phái mang đệ tử đi tầng 9 độc, nhưng là đối với mới vừa chiến cuộc nhưng cũng đã trong lòng hiểu rõ, lại không nói cái này Diệp Thần xuất hiện trùng hợp như vậy, liền hắn cái tuổi này, có thể đồng thời hấp dẫn Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, thân phận liền tuyệt đối không đơn giản. Tộc trưởng làm như vậy tự nhiên có tộc trưởng đạo lý, trận chiến này đối với chúng ta thật sự mà nói là quá mức gian hiểm, thanh niên này bày đại trận, chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu, người vẫn là mau sớm khôi phục một tí thực lực đi. Đại trưởng lão, Điền Uy có lòng tức giận, người ta mới vừa cứu Điền gia, nhưng mà bọn họ quay đầu liền đem người đóng lại, thật sự là khá là hành vi tiểu nhân. Đối với Điền Uy cái này cùng đầu óc chết người, hiển nhiên Điền Khôn cũng không muốn cùng hắn nói phải trái, đã sớm phất tay áo đi, đi đâu vào đấy bị hoảng sợ người Điền gia. Giờ phút này, cửa sau đó. Diệp Thần ngồi dưới đất, ngửa đầu xem đỉnh đầu phù văn bích họa, lẳng lặng chờ Điền Quân Kha đến. Không lâu sau, cửa bị người đẩy ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Ngươi là người phương nào? Điền Quân Kha tới so Diệp Thần dự liệu đến còn phải sớm hơn trên chốc lát. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Điền tộc trưởng. Ngươi là vì sao tới? Điền Quân Kha bước chân còn có chút phù phiếm, nhưng uy thế nhưng không có giảm bớt chút nào. Vãn bối có là một, muốn cầu tiền bối hỗ trợ. Liên quan tới Thái Thượng Huyền Minh Thiết. Điền Quân Kha thần sắc không đổi,
tựa như đây đối với hắn mà nói là một kiện vô cùng là nhỏ xíu sự việc. Không phải, Diệp Thần lắc đầu, sau đó từ luân hồi mộ địa bên trong móc ra vậy một khối tiểu thiết phiến. Xin tiền bối cho biết một nửa kia tung tích. Làm tầm mắt chạm được Diệp Thần lấy ra đồ, Điền Quân Kha ánh mắt đổi được ngưng trệ một cái, con ngươi vô cùng cái co rúc lại, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi đồ. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần chợt rõ ràng liền Điền Quân Kha trong lời nói hàm nghĩa, vãn bối Diệp Thần, cũng là đời này luân hồi chi chủ. Ngươi như thế nào chứng minh? Không cùng hắn tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần sau lưng đã hiện lên lục đạo luân hồi bàn, lưu động luân hồi huyết mạch, tản ra vô tận tang thương luân hồi khí. Đời trước luân hồi chi chủ bổn mạng máu tươi, là Diệp Thần chảy xiết huyết mạch, tăng lên một chút màu xích kim sáng bóng, giống như thần dinh giống vậy uy áp. Để cho lúc này còn có chút yếu ớt Điền Quân Kha, cảm giác được nghẹt thở. Ta Điền gia đã đóng đời nhiều năm, không nghĩ tới, một ngày bên trong, hai phía nhân quả đồng loạt tìm tới cửa. Điền Quân Kha mặt mũi gian có chút xúc động, trong nháy mắt già nua không có sức hiện ra hết ở mặt hắn gò má bên trên. Nếu như nói Thái Thượng Huyền Minh Thiết là bọn họ Điền gia có Thái Thượng Thế Giới ban cho, như vậy cái này một nửa kia chìa khóa, chính là Điền gia đối với đời trước luân hồi chi chủ cam kết. Ngươi có biết, chìa khóa này có thể mở cái gì? Diệp Thần nói ra trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Xin lỗi, ta Điền gia cũng không biết, nhưng muốn đến luân hồi chi chủ dùng vô tận 5 tháng tới bố trí, sau lưng nhất định liên lụy rất nhiều. Điền Quân Kha trầm tư mấy giây, tiếp tục nói ta Điền gia mấy đời khuynh lực bảo vệ cái này nửa cái chìa khóa, điều bí mật này cất giấu vô cùng là đi sâu vào, dù là như vận mệnh chi chủ và tâm ma chi chủ như vậy tồn tại. Vậy không có cách nào đắn đo một hai. Diệp Thần tự nhiên đồng ý, nếu không phải đời trước luân hồi chi chủ bố trí tuyệt diệu, ta cũng không cách nào biết được tiền bối tung tích. Điền Quân Kha cũng không muốn nói nhảm, đã như vậy, ta liền đem ngoài ra nửa cái chìa khóa giao cho ngươi, cũng coi là hoàn thành ta Điền gia đối với luân hồi chi chủ cam kết. Đa tạ tiền bối. Quá trình này muốn xa so Diệp Thần tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Cùng ta tới. Điền Quân Kha bước ra một bước, chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa. Diệp Thần cảm giác mình tựa như đi tới một chỗ khác. Một viên sáng chói minh châu tản ra cao nhất ánh sáng rực rỡ, đem cả thế giới chiếu sáng giống như ban ngày, vô số thánh khí, ở nơi này minh châu bên trên di động, bị một cổ vô cùng là huyền diệu lực lượng hấp dẫn. Điền Quân Kha một đôi tay lúc này đã biến thành xích đồng sắc, đem vậy sáng chói minh châu nắm trong tay. Rắc rắc. Một đạo vô cùng là thanh âm thanh thúy sau này, trong tay hắn Minh Châu chia làm hai, lộ ra một nửa kia tiểu thiết phiến. Cầm đi. Diệp Thần vội vàng đem một nửa kia thiết phiến nhận lấy, mà đang ở hắn tiếp xúc tới thiết phiến trong nháy mắt, chỉ cảm thấy được một cổ vô cùng là mạnh mẽ cương sát khí, đem hắn tung bay. Diệp Thần phản ứng đầu tiên là Điền Quân Kha ném đá giấu tay, nhưng ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, ở bên cạnh hắn Điền Quân Kha lại so hắn còn muốn hất ra một khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hai người, lúc này mới định cách ở đó hai nửa thiết phiến bên trên. Ầm một tiếng, một vòng sóng lửa, từ vậy hai nửa thiết phiến bên trên, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, làm cho toàn bộ không gian rung động. Một cổ vô cùng là cuồn cuộn thần uy, tựa như cùng thời kỳ toàn thịnh luân hồi chi chủ hạ xuống vậy, ngang qua toàn bộ không gian. Điền Quân Kha chỉ cảm thấy được khí huyết sôi trào, cái này không gian nối liền hắn tâm thần. Lúc này bị cường lực xuyên qua, để cho hắn có chút run rẩy bất an. Một cổ bài sơn đảo hải hơi thở sau đó, trình độ cao nhất hắc ám cùng ban ngày quang chuyển, từ vậy hai nửa thiết phiến bên trên lưu chuyển ra. Ở trên hư không, tạo thành một cái to lớn âm dương dáng vóc to. Âm dương thần điện. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ chìa khóa này là mở âm dương thần điện chìa khóa, vẫn là nói, cái này chìa khóa sau lưng đồ, cùng âm dương thần điện tức tương quan. Trắng cùng đen đối trận, xoay tròn dây dưa, hai nửa thiết phiến rốt cuộc hợp hai là một. Thiết phiến rung động lực chậm rãi giảm yếu đi, hùng hậu luân hồi hơi thở lúc này vậy dần dần tiêu tán ở cái này bên trong không gian. Dung hợp sau thiết phiến, màu sắc nhưng đã có trên bản chất khác biệt, cùng trước khi tiểu thiết phiến chừng như hai vật. Quanh thân đen trắng đường vân bao trùm toàn bộ chìa khóa, bên bờ chỗ tản ra màu xích kim sáng bóng, huỳnh huỳnh kim quang để cho người không dám nhìn thẳng. Không nghĩ tới vẻn vẹn là chìa khóa này, đã có thể dung chuyển ta, nếu như là sau lưng đồ, nên có bao nhiêu uy năng.
Điền Quân Kha cảm khái nói, hắn đã từng là ngạo thị thiên nhân vực nghịch đời yêu nghiệt, cố nhiên đánh một trận bị thương hôm nay, nhưng hôm nay nhưng cũng không khỏi không xúc động giang sơn thời đại có tài người, hôm nay hắn cái này một đời, sớm đã là lịch sử chuyện cũ. Tiền bối, không biết năm đó luân hồi chi chủ có thể cùng ngài nói qua liên quan tới chìa khóa này sau lưng đồ ở nơi nào? Điền Quân Kha lắc đầu, chuyện năm đó, hắn còn nhớ rất rõ ràng, Điền gia lúc ban đầu dẫn đầu đạt được thái thượng thế giới xem trọng, sau đó bởi vì hắn tùy ý vực hạ, mới vừa làm quen luân hồi chi chủ. Chỉ vì làm trọng ư, liền thay luân hồi chi chủ bảo vệ cái này thiết phiến vạn năm. Nhưng cũng chính là bởi vì Điền gia cùng thái thượng thế giới nhân quả, luân hồi chi chủ tất sẽ không đối với hắn nhiều lời một hai. Ngay tại lúc này, một giọng nói ở bên ngoài truyền tới. Tộc trưởng, không xong. Điền gia người làm thanh âm từ xa đến gần, một đường chạy chậm đi tới cửa mật thất. Điền Quân Kha nhướng mày một cái, phất tay áo tới giữa, đã mang Diệp Thần từ phương thế giới này bên trong trở về. Tộc trưởng, vận mệnh chi chủ lại đang phá trận, đại trưởng lão nói, không quá lạc quan, có lẽ chống đỡ không bao lâu. Diệp Thần nhưng cả kinh, lấy luân hồi huyền bi là nồng cốt tâm trận, không nên như thế dễ dàng bị huyền cơ nguyệt đột phá. Ngươi nếu đã lấy được ngươi muốn, cứ vậy rời đi đi, đây là ta Điền gia tai họa, vốn không nên liên lụy người khác. Điền Quân Kha ánh mắt nghiêm túc, hắn ngắm nhìn xa xa trận pháp bình phong che chở, nhìn vậy đầy trời biển máu thần quang, Điền gia tương lai, như vậy lơ lửng không chừng. Diệp Thần lắc đầu, hắn không phải một cái bò bò giữ mình người tham sống sợ chết, nếu Điền Quân Kha đã không giữ lại chút nào giải đáp sự nghi ngờ của mình, vậy hắn cũng không thể chỉ như vậy xoay người rời đi. Điền tiền bối, nếu vãn bối lúc tới đã dính cái này nhân quả, đó cũng không có lâm trận chạy trốn nói một chút. Huống chi cái này về sau trận pháp là lấy vãn bối trong cơ thể luân hồi huyền bi làm trận mắt, vãn bối nói gì vậy sẽ không rời đi. Điền Quân Kha nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt toát ra một chút xúc động, cái này cùng thở mạnh độ và ghi trong tim, đại cách cục và phong thái, không hổ là đời này luân hồi chi chủ. Thấy Diệp Thần đi theo Điền Quân Kha sau lưng đi ra, Điền Uy trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn cũng biết tộc trưởng không phải một cái đen trắng chẳng phân biệt được người. Mà Điền Khôn thành tựu đại trưởng lão, cũng chỉ là đối với Diệp Thần hơi chắp tay, cũng đã mang tân hỏa đệ tử lại thuộc về tầng 9 động. Điền gia nguy cơ, còn không có giải trừ, hắn muốn lui, phải bảo vệ càng đáng bảo vệ hy vọng. Diệp Thần, đi ra nhận lấy cái chết. Huyền Cơ Nguyệt tức giận, đôi mắt thần quang kích trào. Mắt nhìn xuống vậy bình phong che chở dưới Diệp Thần, gầm hét lên. Diệp Thần nhưng là liền đầu cũng không có nâng lên, mà là nghiêm túc kiểm tra toàn bộ đại trận tình huống, đại trận uy năng đang giảm thiểu, nhưng đây cũng không phải bởi vì ngoại lực đánh tan, mà là bên trong ở năng lượng thiếu sót. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần thần thức ở luân hồi mộ địa bên trong hô, đại trận này hắn trước chưa bao giờ nghe, lúc này chỉ có thể lần nữa nhờ giúp đỡ tại luân hồi đại năng. Thật ra thì mỗi một lần Diệp Thần mượn dùng luân hồi mộ địa đại năng uy lực, cũng sẽ nhớ tới Nhâm Phi Phàm nhiều lần nói tới không muốn quá độ lệ thuộc vào, cho nên, hắn gần đây đã rất ít mượn dùng năng lực, càng nhiều hơn chính là mượn dùng các đại năng kinh nghiệm, làm một ít tìm loại sự việc. Nhưng lần này, đồng thời đối mặt liên thủ Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, đối mặt với tràn ngập nguy cơ Điền gia, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nhờ giúp đỡ luân hồi đại năng cường giả năng lực. Ta biết. Vậy già nua lại thanh âm thần bí vang lên lần nữa tới, đại trận trận pháp cũng chưa hoàn toàn hoàn thành, lấy ngươi tình huống trước mắt, còn không cách nào ở trận pháp bên trên khắc xuống bảo vệ minh văn, không có minh văn cũng chưa có nguồn năng lượng, trận pháp uy năng chỉ có thể dần dần suy thoái. Tiền bối kia, như thế nào mới có thể khắc xuống bảo vệ minh văn? Trì hoãn thời gian, ta tới khắc, ngươi ở cuối cùng thời gian đem dán tại đại trận bên trên liền có thể. Diệp Thần gật đầu liên tục. Mặc dù đối với vị này không biết bối cảnh luân hồi đại năng lời còn có chần chờ, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Được. Vậy đại trận bên trên, bầu trời u ám, ngàn dặm hư không, không biết lúc nào lại đứng sừng sững từng ngọn nguy nga đỉnh đá, hoặc phơi bày thần ma hình thái, hoặc là giống như dị thú gào thét chạy như bay, hoặc là giống như trên đất trường kiếm. Bành bành bành. Vậy vô số đỉnh đá, ở Đế Thích Thiên ngón tay lật đổ dưới. Ầm ầm đụng vào đại trận bên trên. Tất cả người Điền gia lúc này đều ở đây với nhau trên mặt thấy được tuyệt vọng, không nghĩ tới củng cố sau đại trận, cũng không có cho bọn họ mang đến bình an. Điền tiền bối,
mời ngài kể cả các vị trưởng lão, nhất định kéo Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, ta có biện pháp lần nữa củng cố đại trận. Diệp Thần trong tay bắn ra một viên thuốc, hướng Điền Quân Kha đi. Đan dược kia quanh thân, còn quấn rậm rạp chằng chịt phù văn, đây là một viên vô cùng là thượng phẩm khí huyết đan thuốc, có thể thời gian ngắn tăng lên người dùng thân thể tố chất, đem khí huyết lực tăng lên tới lớn nhất giới hạn. Đế Thích Thiên thấy vậy không đoạn đung đưa, có chút lảo đảo muốn ngã đại trận, tâm tình lúc này thật tốt. Oanh! Một tôn người mặc áo giáp tu sĩ, hóa là một đạo màu đen trùm tia sáng, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào vậy đung đưa đại trận bên trên. Tay hắn cầm một chuôi chiều dài 2 mét cự kiếm, một kiếm hung hăng chém đánh vào cùng một chỗ. Tựa hồ là bị hắn chỉ dẫn, tất cả các tán tu, rối rít theo vậy đỉnh đá chấn động địa phương vào tay, đem mỗi một đánh cũng đụng vào cùng một chỗ. Điền Uy đã sớm làm xong công kích chuẩn bị, lúc này quanh thân sôi trào lên, hướng gần đây tán tu đi. Cùng hắn đồng thời động thủ, còn có Điền Quân Kha. Điền Quân Kha xích đồng sắc hai tay hung hãn đánh vào tu sĩ kia trên mình, tu sĩ cánh tay lúc này nổ tung, trong tay cự kiếm bay ra ngoài. Mắt thấy Điền Quân Kha một trưởng, thì phải đập bể tu sĩ đầu, vậy hàm chứa vô tận uy năng hai tay, mang cường hãn nội tức, lại bị hai cây ốm dài ngón tay ngăn trở. Người ta, người cũng muốn động, Đế Thích Thiên thanh âm âm nhu vang lên, giống như là thổi tới Điền Quân Kha bên tai một đạo âm phong, để cho trên người hắn nổi da gà hết sức dậy. Đế Thích Thiên hai ngón tay, tạo thành kiếm chỉ, ở Điền Quân Kha nơi ngực một chút, một đạo đen nhánh tâm ma năng lượng, dâng lên một vòng rung động, từ hắn ngón tay và Điền Quân Kha chỗ xông ra. Điền Quân Kha đổ bay ra, lảo đảo lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng ở trong hư không đứng lên, trên mình uy áp giảm nhiều. Tộc trưởng, Điền Uy lúc này giải quyết một cái tán tu, vừa quay đầu lại thấy Điền Quân Kha bị Đế Thích Thiên hai ngón tay đánh ra, lo âu cực kỳ. Bảo vệ Diệp Thần, mà một mực ở bên cạnh nhìn chằm chằm Huyền Cơ Nguyệt, lúc này lại cũng tìm được Diệp Thần chỗ. Thần La Thiên Kiếm phun ra nồng đậm tử vi số mệnh khí, không coi ai ra gì hướng Diệp Thần đi. Huyền Cơ Nguyệt nữ hoàng hơi thở, quân lâm thiên hạ uy năng, ở nơi này trong chốc lát bỗng nhiên bùng nổ. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt cường lực nhất kích, Diệp Thần cả người rợn cả tóc gáy, lại sinh lòng ra một cổ trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ, vì vậy, đem hết toàn lực. Huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đầu tiên là, đem linh lực, đổi thành làm lực tính, rồi sau đó, chính là hồn thể đổi thành. Lại đem lực lượng, đổi thành là hồn lực. Trong chốc lát, Diệp Thần thần hồn lực, đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ. Tuất thổ nguyên phù, bát bộ phù đồ tháp, lục đạo luân hồi bàn, đồng loạt sử dụng. Trong phút chốc, một tầng lại một tầng phòng ngự. Không có ai cùng Diệp Thần như nhau. Đã từng nhiều lần ở Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền chạy thoát thân, hắn hết sức rõ ràng toàn lực bùng nổ dưới Huyền Cơ Nguyệt có đáng sợ dường nào. Bành! Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên Kiếm trực tiếp phá vỡ vậy đã đổ có hắn đồng hồ bảo vệ đại trận, trường kiếm gào thét tới. Phốc! Điền Uy nhưng ở cái này khẩn cấp giây phút, lấy thân thể là tấm thuẫn, rất miễn cưỡng ngăn ở Diệp Thần trước người. Hắn thân thể, giống như đạn đại bác vậy nhưng bay ra ngoài, hung hãn đụng trên mặt đất. Luân hồi đại năng khắc vẽ minh văn, đã đến một khắc cuối cùng, Diệp Thần không thể lui. Cái này đúng là Điền gia hy vọng cuối cùng. Con kiến hôi. Huyền Cơ Nguyệt diễn cảm bị ý, như vậy không sợ chết hy sinh, đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Điền Quân Kha trong miệng phát ra chấn động mà thét dài, trên mình bộc phát ra sóng gió kinh hoàng vậy thánh uy, cháy huyết mạch lực, tựa như cầm toàn bộ Điền gia hóa thành một phiến hãn biển biển lửa. Vô số Điền gia đệ tử lúc này thân thể, đều đã xảy ra kinh thiên biến hóa, bọn họ hai tay đều hóa thành xích đồng vẻ, vô số quy luật thần văn ở trong đó lưu truyền. Điền gia đệ tử một kích toàn lực, tất cả uy năng hội tụ vào một chỗ. Điền Quân Kha lúc này liền đứng ở chúng đệ tử vị trí nòng cốt, từng đạo kim quang cương lôi ở phía trên qua lại. Cái này trung tâm vị trí, sấm sét xen lẫn thành vô số thần Phật, Phật Châu, Hoa Sen Bàn, vân vân. Rung động tâm thần của mọi người. Đi. Uy năng hội tụ mà thành sấm sét, lúc này cùng phù triển vậy, hướng Huyền Cơ Nguyệt gào thét đi. Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên Kiếm, bao hàm vận mệnh lực. Vô số luân hồi tinh diễm oai, đem bọc quấn quanh, hung hãn đụng vào cái này sấm sét bên trên. Cái này cổ đụng nhau lực lượng đặc biệt đáng sợ,
cho dù là huyền cơ nguyệt như vậy tồn tại, cũng để cho nàng ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, trong cơ thể xương cốt vậy phát ra giòn vang, thức hải bên trong, đều có chút rung động. Mà cùng đối kháng Điền gia đệ tử, lúc này vậy miệng đều phun máu tươi, trong cơ thể linh thức, ở thần La Thiên kiếm đụng một tí, đã rối loạn bốn vọt, lại cũng không có sức đánh một trận. Luân hồi chi chủ, chịu chết đi. Huyền cơ nguyệt thậm chí không có cùng khẩu khí này thở được, trực tiếp điều chỉnh thân hình, lần nữa hướng Diệp Thần tới. Cái này làm người hít thở khó khăn hơi thở, tựa như bầu trời sập xuống như nhau, liền không gian đều ở đây bị đè ép, Diệp Thần thậm chí cảm thấy mặt đất cũng đang không ngừng hướng xuống nặng vùi lấp. Tất cả mọi người đều thương hại nhìn Diệp Thần, không có cơ hội. Bành! Thần La Thiên kiếm hung hãn bổ vào luân hồi huyền bi bên trên, phát ra một đạo 10 phần hùng hậu đợt khí. Thành! Cùng trong chốc lát, Diệp Thần trong tay xuất hiện một khối minh văn, điêu khắc chung một chỗ đen nhánh gỗ bên trên. Diệp Thần không có chút nào do dự, luân hồi huyết mạch hoàn toàn bùng nổ, rất miễn cưỡng đem luân hồi huyền bi hướng lên thúc đẩy, liên quan huyền cơ nguyệt, vậy cùng nhau hung hăng đẩy ra đại trận phạm vi bao trùm. Ung ung! Bầu trời dưới đại trận, tản mát ra hắc ánh sáng màu vàng, sáng ngời đến trình độ cao nhất. Vô số sấm sét màu tím phá vỡ thiên địa, một phe này đại trận đưa tới thiên địa dị tượng, ở trong hư không quanh quẩn vần quanh. Đây là... Đế Thích Thiên lúc này thậm chí có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, một phe này đại trận, mơ hồ tản ra thái thượng hơi thở. Cái này Điền gia bảo vệ đại trận, lần nữa nguy nga sừng sững. Huyền cơ nguyệt trong lòng khẽ run, đại trận này không như vậy dễ dàng phá, nàng có thể cảm giác được bên trong bạo liệt năng lượng khí trạch. Đáng chết! Huyền cô nương đừng tức giận! Đế Thích Thiên nhìn Huyền cơ nguyệt mặt lạnh hình dáng, vội vàng khuyên lơn, Diệp Thần cũng sẽ không một mực giúp lại cái này vỏ rùa bên trong, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Huyền cơ nguyệt ngược lại là hoàn toàn không có để ý Đế Thích Thiên, chỉ là hung tợn trợn mắt nhìn đại trận bên trong Diệp Thần. Nàng nhất định phải đem Diệp Thần chém chết tại dưới kiếm. Tâm ma đại chú kiếm! Đế Thích Thiên thấy Huyền cơ nguyệt bộ dáng này, cũng biết lòng nàng ý, lúc này lui về phía sau một bước, sau lưng đột nhiên bắn ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này, oánh oánh thánh quang, không một chút huyết khí, vậy không một chút sát khí, là một cái không có mở lưỡi dao sắc bén. Nhưng là cái này trên thân kiếm, nhưng quanh quẩn kinh khủng tâm ma hơi thở. Vô cùng vô tận tâm ma nghiệt chướng, cuồn cuộn ra, người trước gục ngã người sau tiến lên đánh về phía vậy bảo vệ đại trận. Ông ông ông! Kiếm kia tựa hồ muốn lấy man lực xuyên thấu bảo vệ đại trận, mấy lần đánh vào, đưa tới thiên địa đồng tình. Thanh kiếm này đụng vào Diệp Thần bố trí bảo vệ đại trận bên trên, để cho Diệp Thần nhất thời trong lòng rợn cả tóc gáy, tâm ma mọc tùm, đầu nổ ầm, cơ hồ không thở nổi. Tâm ma nghịch loạn, lật đổ trời. Đế Thích Thiên phát ra cuồn cuộn ngâm sướng, không ngừng thúc giục tâm ma đại chú kiếm, vô số chú văn nổi lên, cuồng bạo tâm ma hơi thở, không ngừng xâm nhập Diệp Thần tâm thần. Diệp Thần hét lớn một tiếng, thả ra Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ. Rào 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 rào, một nhiều lần Hoàng Tuyền thánh thủy, không ngừng bạo dũng ra. Mà ở nơi này tâm ma đại chú kiếm không ngừng đụng dưới, vậy bảo vệ đại trận tựa hồ cũng giống là có chút đáp lại như nhau. Tâm trận chỗ luân hồi huyền bi lúc này giống như là bảo vệ thiên tôn phủ rừng đào vậy, 10 phần quỷ bí di động, nghiễm nhiên thành trong trận trận. Oanh! Bỗng dưng, chấn điếc phát hội thanh âm vang lên. Cho nên bảo vệ đại trận ra tu sĩ, ngay tức thì màng nhĩ tan vỡ, hai lỗ tai máu tươi chảy ra, một cổ cường đại khí ép, tựa hồ từ bảo vệ trong đại trận tràn ra ra. Vô cùng vô tận luân hồi khả năng, một tích tắc này bùng nổ, thậm chí để cho Huyền Cơ Nguyệt nhớ tới đời trước luân hồi chi chủ. Trận pháp này quá mức cường hãn, chúng ta hơi làm né tránh. Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, cũng ở đây hùng hậu vô tận luân hồi lực hạ, không thể không thu hồi. Huyền cơ nguyệt chậm chạp gật đầu, nhìn về phía Điền gia rõ vẻ mặt càng lạnh lùng. Thành tựu vận mệnh chi chủ, lúc này nàng lại mơ hồ có một loại ảo giác, tựa hồ là bởi vì nàng quyết định, mới đưa thắng lợi cây cân rời về phía Diệp Thần. Cùng thằng nhóc kia từ trong trận đi ra, toàn lực phản cổ, ta hoài nghi hắn sẽ ở đoạn thời gian này cướp lấy trên trời huyền minh thiết. Đế Thích Thiên hiển nhiên cũng có giống nhau như đúc suy đoán, bỏ mặc Diệp Thần chuyến này mục đích là cái gì. Bọn họ cũng phải làm cho tốt như vậy chuẩn bị. Chỉ là hôm nay, trận pháp này triển hiện ra mạnh mẽ uy năng, bọn họ muốn xông vào, nhưng là vô cùng không dễ dàng.
tốt nhất biện pháp chính là há miệng chờ xung dụng. Lúc này bảo vệ đại trận bên trong, Điền gia trên dưới cũng là một phiến loạn cục. Vô số Điền gia đệ tử hao tổn tâm thần, chẳng những không có một lực tái chiến, thậm chí tương lai còn có thể hay không tu tập công pháp cũng khó nói. Điền Uy trưởng lão, Điền Uy trưởng lão. Điền Uy vì bảo vệ Diệp Thần, chính diện chịu đựng tới Huyền Cơ Nguyệt một kích toàn lực, lúc này đã là nguy ở một sớm một chiều. Để cho ta tới xem. Diệp Thần bát quái thiên đan lò trôi lơ lửng ở hắn sau lưng, qua lại tại tất cả thương hoạn tới giữa, lúc này nghe được Điền Uy tên chữ, nhanh chóng bước nhanh tới. Van cầu ngươi, nhất định phải cứu sống Điền Uy trưởng lão. Một cái ngắn nhỏ giỏi giang nam tử, cơ hồ là bò lổm ngổm trên đất cho Diệp Thần quỳ bái, khẩn cầu hắn nhất định phải trị lành Điền Uy. Diệp Thần không chút do dự nào, bát quái thiên đan lò luyện chế tất cả loại bảo vệ tâm đan, ý đồ cầm Điền Uy từ địa ngục trong tay đoạt lại. Tiếng người huyên náo, lúc này Điền Khôn mang tới tầng 9 động đệ tử, thành trung lưu chỉ trụ, ở mỗi cái khu vực tới giữa lui tới chạy nhanh, cứu trước mỗi một cái người Điền ra. Diệp Thần, Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên, không có chút nào báo trước. Huyền tiên tử, là đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thần lúc này thần sắc ngưng trọng đến trình độ cao nhất, bởi vì Điền gia bị thương đệ tử thực ra quá nhiều. Ngươi không có phát hiện cái gì dị thường sao? Huyền Hàn Ngọc thanh âm nhưng đầy ắp không nói ra được nghiêm túc, tựa hồ cố ý chỉ điểm trước hắn cái gì. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, là hắn không để mắt đến cái gì không? Hắn theo bản năng đưa mắt quét bốn phía. Không nghe được Diệp Thần đáp lại, Huyền Hàn Ngọc chỉ có thể tiếp tục nói. Ngươi lại nghe ta nói, đại trận này tựa hồ có vấn đề. Ngươi không có phát hiện, đại trận này là lấy ngươi luân hồi huyết mạch lực, thu nạp toàn bộ thiên nhân vực lòng đất linh khí sao? Cái gì, lần này nhưng là đến phiên Diệp Thần giật mình, mặc dù hắn trước đối với vậy luân hồi mộ địa đại năng trận pháp uy năng nhiều ít vậy ôm trước trần chờ thái độ, nhưng không có hoài nghi qua đối phương mục. Lúc này nghe được Huyền Hàn Ngọc lại nói như vậy, trong lòng lớn chặt, dâng lên một cổ dự cảm xấu. Có thể ta đối với linh khí 10 phần nhạy cảm, cái này Điền gia vốn chính là linh khí 10 phần đậm đà địa phương, nhưng là, từ đại trận hoàn toàn mở, đến hiện tại, linh khí hao tổn đã vượt qua xa bình thường tốc độ tu luyện. Vậy Huyền tiên tử, ý ngươi là? Diệp Thần trong lòng đã có dự cảm, nhưng là hắn cũng không muốn tin tưởng mình suy đoán. Nhâm Phi Phàm đã từng nhiều lần nhắc tới, để cho ngươi không muốn quá đáng dựa vào luân hồi mộ địa, đi qua chuyện này, ta cảm thấy. Hắn nhắc nhở cũng không phải là huyệt trống tới gió, hắn có thể biết chút gì. Diệp Thần gật đầu, Nhâm Phi Phàm nhắc nhở cũng không phải là một lần hai lần, nhưng là hắn nhưng thủy chung không có đem lời nói thanh, muốn đến cái này sau lưng còn dính líu rất nhiều nhân quả. Ta hoài nghi vậy đạo luân hồi mộ địa thanh âm có vấn đề, hơn nữa, hắn mục có thể không chỉ là ngươi, thậm chí là toàn bộ thiên nhân vực. Đại trận này có thể phá hủy toàn bộ thiên nhân vực. Diệp Thần tán đồng gật đầu một cái, bình thường mà nói, nếu đối phương đã tỉnh lại, hẳn xem tinh hải thần như nhau, có luân hồi mộ địa dị tượng, có thể tự bảo tên họ cùng lai lịch, có thể hiện lên hư ảnh. Nhưng hắn nhưng vẫn cho người giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Bất quá, nhưng là lại có một phe vấn đề khó khăn, nếu như duy trì hiện trạng nói, như vậy Điền gia lòng đất linh lực sẽ bị hao tổn hầu như không còn, sau này lại cũng sẽ không có người nhà đệ tử trở thành tu hành tài năng xuất chúng. Nếu như rời đi luân hồi huyền bi, vậy trận pháp này tự nhiên phá vỡ, vậy Điền gia tự nhiên nguy ở một sớm một chiều, nói không chừng sẽ nghênh đón diệt tộc thảm họa. Vô luận như thế nào, sớm làm quyết định. Huyền Hàn Ngọc nhắc nhở sau đó, thanh âm lần nữa biến mất. Diệp Thần giống như rơi xuống trước một tảng đá lớn, lúc này chỉ có thể tạm thời trước duy trì đại trận, lấy cái này lòng đất linh khí, đổi lấy Điền gia nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Diệp công tử. Điền Khôn gọi, đã sớm thay đổi, trong này thân hơn có thể tưởng tượng được, nếu như có cần gì linh đan rượu dược, ngài chỉ để ý phân phó, Điền gia những năm này nội tình, những vật này vẫn phải có. Diệp Thần gật đầu, mặc dù nói hắn vậy tích toàn một phần chia đan dược, nhưng là đối mặt cái này vô số người Điền gia bị thương, vẫn còn là có lòng không đủ lực, lúc này Điền Khôn mà nói, vừa vặn biết hắn lửa xém lông mày. Người khác đều dễ nói, chính là Điền Uy thương thế. Hắn chính diện ứng địch Huyền Cơ Nguyệt, mặc dù cứu xuống, nhưng là tim phổi gân mạch đứt đoạn, cần phải có vô cùng là kiên cố vật thể, là hắn thêm bảo vệ thành cương. Vô cùng là kiên cố vật thể.
Điền Khôn như có điều suy nghĩ nói, Diệp công tử, chờ ta một tí, ta đi cùng tộc trưởng xin phép một tí. Diệp thần gật đầu, tay làm việc nhưng không ngừng nghỉ, từng cái người bị thương, ở trong tay hắn giống như là sản xuất dây chuyền như nhau chế biến trước. Điền Uy tình huống không cho trì hoãn, Điền Khôn trở về cực nhanh, trong tay nâng một miếng nhỏ vô cùng là xích hắc cục sắt. Diệp công tử, đây là chúng ta Điền gia nhất là bền bỉ đồ. Diệp thần gật đầu một cái, hắn có thể cảm giác được cái này một miếng nhỏ thiết trong đó đầy áp vô tận ngưng trệ một cái lực. Chỉ là, Điền Khôn có chút muốn nói lại thôi nói, tiểu huynh đệ có thể vậy nhận ra, đây chính là thái thượng huyền minh thiết rơi xuống một miếng nhỏ, cũng là chúng ta những năm này trông chừng huyền minh thiết nơi được, chỉ là nó quá mức cứng rắn, chúng ta không có thứ gì có thể cắt kim loại nó. Diệp thần gật đầu một cái, nhưng không có chút nào lo âu, trong tay hắc quang chớp mắt, một chuôi đen thui thép chùy đã xuất hiện. Đây là... Điền Khôn có chút khiếp sợ nhìn Diệp thần trong tay thép chùy, tản ra thái thượng uy áp, lại không kém chút nào cùng thái thượng huyền minh thiết. Ừ, đây là luyện thần cổ thất truyền thừa cùng ta. Diệp thần vậy lo lắng hắn sẽ hiểu lầm, vội vàng đơn giản giải thích, có nó ở đây, cũng có thể là Điền Uy làm ra thích hợp nặn mạch cương đạo. Điền Khôn gật đầu, cũng không nói gì nữa, làm một cái chắp tay tư thế. Rất nhanh Điền Khôn liền đi tới tộc trưởng Điền Quân Kha trước mặt, đem dưới mắt sự tình phát sinh từng cái kể lể. Hụ hụ, người nói gì sao? Điền Quân Kha tựa hồ là không có nghe rõ Điền Khôn nói những gì như nhau, cấp bách ngôn ngữ kéo theo nội tức nhảy, ho kịch liệt đứng lên. Tộc trưởng, hắn có luyện thần tộc cổ thất truyền thừa, một chuôi búa nhỏ, liền theo chúng ta cổ tịch bên trong miêu tả giống nhau như đúc. Điền Quân Kha toát ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, ý ngươi là, hắn có tư cách mở tam phương thực tập. Điền Khôn lần nữa gật đầu, trải qua trận chiến này, Điền gia nguyên khí tổn thương nặng nề, đã không có sức lại bảo vệ thái thượng huyền minh thiết. Nhưng là, nếu để cho Điền Quân Kha vi phạm tổ tiên cam kết, đem trên trời huyền minh thiết chắp tay nhường cho Huyền Cơ Nguyệt, hắn là như thế nào vậy không làm được. Hơn nữa, lấy hiện tại hai bên tình huống, coi như là bọn họ Điền gia muốn lấy lòng, đối phương thật liền nguyện ý thả qua bọn họ sao? Sẽ không? Tộc trưởng, vì tộc nhân của chúng ta, cũng vì Diệp thần mình, liền làm là chúng ta đưa hắn một khối cơ duyên, nếu như hắn có thể thông qua thực tập, vậy đối với hắn mà nói, đây là trăm lợi mà không một hại, nếu như hắn không thông qua, vậy chúng ta Điền gia nhận cái này nhân quả, thì như thế nào? Điền Quân Kha gật đầu một cái, Điền Khôn nói cùng hắn suy nghĩ hiệu quả như nhau. Diệp thần nếu là đời trước luân hồi chi chủ, cùng hắn vốn là cũng có giao tình. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt và Đế Thích Thiên, vậy không có chút nào tránh lui và thỏa hiệp, tâm tính vô cùng là có thể khen ngợi. Được, ta này lần bị thương này quá nặng, quả thực không có cách nào lại trông chừng thái thượng huyền minh thiết, nếu đây là trong sâu thẳm ý trời, chúng ta sẽ để cho hắn thử một lần. Màn đêm tới, người Điền gia ngay ngắn có thứ tự hoàn thành phần lớn công việc cứu trị. Mà Diệp thần vậy thật dài thở ra một hơi. Hắn đã rất lâu không có lớn như vậy quy mô vận dụng y thuật. Diệp công tử, tộc trưởng nói mời ngài đến hắn nơi đó dùng bữa. Diệp thần gật đầu một cái, hắn gặp được quá nhiều máu tanh vết thương, lúc này có chút chết lặng, cũng không có quá lớn thèm ăn. Nhưng nếu Điền Quân Kha mời, hắn tự nhiên phải đi. Rất nhanh, Diệp thần liền thấy lần nữa Điền Quân Kha. Điền tiền bối. Ngài cảm thấy khá hơn chút nào không? Đa tạ luân hồi chi chủ, ta đã tốt hơn nhiều. Điền Quân Kha nói, hắn trong lòng hiểu rõ, lần này mình chẳng những vận dụng thần thông uy năng, thậm chí còn thiêu đốt khí huyết, muốn khôi phục lại đỉnh cấp, không có ngàn năm, là không thể nào. Ừ, tiền bối không nên gấp gáp, tổn thương đến liền căn nguyên, liền cần phải tĩnh dưỡng. Ta nghe đại trưởng lão nói, người đã từng bị luyện thần tộc truyền thừa. Diệp thần nghi ngờ tại sao Điền Quân Kha đột nhiên nhắc tới cái này, rồi sau đó gật đầu một cái này cũng không có gì tốt tránh. Vận mệnh chi chủ và tâm ma chi chủ tới ta Điền gia là vì cướp lấy thái thượng chân bảo, thái thượng huyền minh thiết, dùng để củng cố thần binh thiên kiếm. Diệp thần lần nữa gật đầu, hắn đã sớm biết Huyền Cơ Nguyệt chuyến này mục. Thật ra thì năm đó ta Điền gia đáp ứng trông chừng thái thượng huyền minh thiết, cũng không phải là trấn thủ. Điền Quân Kha cẩn thận quan sát Diệp thần khuôn mặt diễn cảm, hình như là khẩn cấp muốn biết đối phương đối với chuyện này tìm hiểu tình huống. Cái này thái thượng huyền minh thiết, nguyên bổn chính là thái thượng luyện thần tộc thần vật,
từng dùng để luyện chế tất cả loại thần binh lưỡi dao sắc bén, vì vậy, ban đầu ta điền ra đáp ứng trông chừng lúc đó, thái thượng cường giả vậy để lại tam phương thực tập cho người có duyên. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần tựa hồ là rõ ràng Điền Quân kha ý. Mà ngươi, có luyện thần cổ thất truyền thừa, dĩ nhiên là ở nơi này người có duyên trong phạm vi, ngươi có muốn hay không phải thử một chút, bắt lại thái thượng huyền minh thiết.